thấy Diệp Thần hung mãnh như vậy, thề giết thiên nữ hình dáng, toàn trường người đều là khiếp sợ. Người người đều biết, Diệp Thần và thiên nữ, ban đầu là tình ý kéo dài. Chẳng ai nghĩ tới, hai người sẽ đi tới ngày hôm nay bước này, thật là tạo hóa trêu người. Suy, mắt xem Diệp Thần phân thân, thì phải một quyền đánh bể thiên nữ, nhưng lúc này, một căn cốt gai, từ phương xa chân trời bắn tới, lấy sấm tốc độ nhanh như tia chớp, bắn chết hướng Diệp Thần bản thể. Ở bốn phía lôi đài, có nham thần thiên tôn bày ra cấm chế, bất kỳ ngoại lực lực lượng, đều không cách nào đột phá cấm chế. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này căn cốt gai, nhưng lấy một loại dã man lực lượng bá đạo, rất miễn cưỡng xé rách nham thần thiên tôn cấm chế bảo vệ, trực tiếp bắn chết hướng Diệp Thần. Ừ, Diệp Thần sắc mặt cuồng biến, đột ngột bắn tới cốt gai, để cho hắn cảm thấy ngập trời nguy hiểm. Nếu như hắn cố ý muốn giết thiên nữ, không làm phòng ngự, vậy mình bản thể, sẽ bị xuyên qua đánh chết. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần đành phải thúc giục phân thân, trở tay một quyền, cách không đánh phía vậy cốt gai. Phịch, cốt gai nổ tung, hóa thành xương bể mảnh giấy vụn, đầy trời bay tán. Rồi sau đó, lại có từng cây một cốt mâu, lăng không bắn tới, nhưng không phải công kích Diệp Thần, mà là bay xuống đến thiên nữ bên người, đốc 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 cắm vào lôi đài trên sàn nhà, tạo thành một cái cốt mâu bảo vệ trận, đem thiên nữ bảo vệ ở trong đó. Rắc rắc sát, bầu trời bên trong, kinh người dị biến ra đời. Chỉ gặp nguyên bản úy bầu trời màu lam, lại có thể hóa thành xương màu trắng, bầu trời ở cố hóa, diễn sinh ra vô số cốt chất, rắc rắc sát vang dội. Trong chớp mắt, bầu trời hoàn toàn xương trắng hóa, thật giống như thành một cái xương trắng đúc tạo thành nắp, bao phủ cái này phiến kiếm thần phế tích mặt đất, âm phong gào thét, trong gió truyền đến quỷ dị âm u tiếng ngâm sướng, giống như có cái gì cổ xưa ma thần muốn hồi phục. Ngay sau đó, từ vậy xương trắng mái vòm bên trong, dọc theo liền một cái hài cốt thang trời, một mực kéo dài đến trên vùng đất. Một người mặc áo vải, thân hình to lớn, bắp thịt đường cong như pho tượng hoàn mỹ nam tử, từng bước một từ vậy hài cốt trên thang trời, đi xuống. Lại là cốt thiên đế. Ở cốt thiên đế sau lưng, lại cùng một cái người mỹ phụ, rũ thấp mi mắt, gương mặt từ đầu đến cuối quanh quẩn một chút nhàn nhạt phiền muộn, không biết là thân phận gì. Cốt thiên đế, người rốt cuộc đã tới. Ngươi nếu là không tới nữa, thiên nữ lại phải chết. Phong Uyên Lan thấy cốt thiên đế hạ xuống, nhất thời đại hỉ. Lấy hắn thực lực, là tuyệt đối không thể cùng nham thần thiên tôn đối kháng. Nhưng cốt thiên đế, chính là cổ tinh môn một trong năm đại thiên đế chủ thần cấp cường giả khác, hắn có tư cách đối kháng nham thần thiên tôn. Toàn trường các khán giả, thấy cốt thiên đế hạ xuống, cũng là sợ hãi không thôi, chỉ cảm thấy vô biên vô tận mênh mông hơi thở. Thiên đế uy áp bao phủ toàn trường, để cho người không thở nổi. Luân hồi trận doanh rất nhiều cường giả, đã là toàn bộ tinh thần đề phòng. Yên tâm, có ta ở đây, thiên nữ cô nương không chết được. Cốt thiên đế rửng rưng một tiếng, trong giọng nói mang hòa nhã tự tin. Nương thân, liền ở thời khắc này, một đạo đột ngột nhọn tiếng hô vang lên. Chỉ gặp băng thần Vũ Lăng Hoa, vô cùng sợ hãi nhìn cốt thiên đế sau lưng người mỹ phụ. Kêu to lên, không cách nào giữ bình tĩnh. Cái đó người mỹ phụ, da thịt trắng nõn, dung mạo lại là cùng nàng có mấy phần tương tự. Chính xác mà nói, là băng thần Vũ Lăng Hoa, cùng cái đó người mỹ phụ, tướng mạo tương tự. Bởi vì cái đó người mỹ phụ, chính là nàng nương thân. Nghe được băng thần Vũ Lăng Hoa kêu lên, toàn trường người ánh mắt, vậy rối rít hội tụ ở vậy đẹp trên người phụ nhân, người người lộ ra kinh ngạc thần sắc. Băng thần Vũ Lăng Hoa, xuất thân thiên đế gia tộc, mẹ nàng, là thiên đế gia tộc ngài chúa tể, cũng là cổ tinh môn năm đại thiên đế đứng đầu, có thể nói là cổ tinh môn môn chủ, tên gọi Vũ Tháng, tôn hào Vũ Thiên Đế. Chẳng lẽ nói, cái đó người mỹ phụ, chính là trong truyền thuyết cổ tinh môn môn chủ, Vũ Thiên Đế Vũ Tháng. Vũ Thiên Đế ngang dọc chư thiên thời điểm, liền cửu thần cũng còn không có ra đời. Trong truyền thuyết Vũ Thiên Đế, cũng là thiên đế tổ đình người khai sáng một trong, là đã từng vượt qua mạt pháp thời đại, tay khoác thiên nghiêng nhân vật lớn. Ở vượt qua mạt pháp thời đại sau đó, Vũ Thiên Đế tổn thương nguyên khí nặng nề, từ đây an tâm lui cư phía sau màn, sinh con đẻ cái, đem cổ tinh môn công việc hàng ngày, đều giao cho cái khác bốn vị thiên đế xử lý. Nhưng bất kể như thế nào, nàng đều là cổ tinh môn môn chủ, địa vị vô cùng tự nhiên tôn sùng. Nhưng mà, lúc này,
nàng đứng ở Cốt Thiên Đế sau lưng, hơi thở lộ vẻ được đặc biệt yếu ớt, hoàn toàn không thể cùng bá đạo Cốt Thiên Đế so sánh, nhìn như liền như một cái người làm vậy, nơi nào có nửa điểm môn chủ uy nghiêm. Vũ Thiên Đế nghe được Vũ Lăng Hoa kêu lên, thân thể run lên, mắt đẹp nhìn nàng một mắt, chỉ theo sau lại đưa mắt rời đi, giống như có muôn vàn ủy khuất cùng không biết làm sao, cũng không thể nào kể lể. Vũ Lăng Hoa trong lòng quặn đau, biết nương thân ở lui cư phía sau màn, quyền hành cạnh lạc hậu, khẳng định gặp phải vô số ủy khuất cùng gặp trắc trở, đã không còn ngày xưa uy nghiêm cùng hào quang. Thiên nữ cô nương, hạnh hội. Cốt Thiên Đế mang Vũ Thiên Đế, hạ xuống, mỉm cười trước hướng thiên nữ thi lễ một cái, thái độ ngược lại là 10 phần khách khí. Ngươi là tới cứu ta? Thiên nữ hỏi. Cốt Thiên Đế nói, đúng vậy. Thiên nữ mất hết ý chí nói, không cần, ta đã chiến bại, ngày hôm nay chỉ chết mà thôi. Cốt Thiên Đế cười nói, thắng bại là chuyện thường binh gia, thiên nữ cô nương không cần quá mức để trong lòng, ngươi là đại khí vận người, tương lai còn có rất nhiều tương lai, nếu như lúc này vẫn thân, há không đáng tiếc. Nghe Cốt Thiên Đế mà nói, thiên nữ trong lòng hơi run run, chỉ theo sau lại lắc đầu nói. Vẫn là thôi, ta chẳng muốn khuất phục dưới người, đi đến không không lúc nào không, nếu như dấn thân vào hắc ám, mặc cho người bố trí, vậy còn không như giết ta. Cốt Thiên Đế nói, thiên nữ cô nương, ngươi là đại tông sư, nhân vật lớn, chúng ta tự nhiên không dám sai khiến ngươi. Ta Cổ Tinh Môn, đã cùng Tử Thần Giáo đoàn đạt thành hợp tác, lẫn nhau là đồng minh. Hôm nay là muốn mời ngươi gia nhập liên minh, sau này mọi người đều là bạn bè, ngồi ngang hàng, không tồn tại ai sai khiến ai quan hệ. Ở không không lúc nào không bên trong, luân hồi trận doanh kiêu căng quá thịnh, chúng ta cần ngươi trợ lực. Thiên nữ từ cười nhạo nói, nhờ có các hạ xem trọng, nhưng ta chẳng qua là một cái hạ vị thần thôi, đáng các ngươi như vậy coi trọng. Cốt Thiên Đế lắc lắc đầu nói, thiên nữ cô nương không cần tự coi nhẹ mình, ngươi hôm nay là hạ vị thần. Nhưng ngày mai một bước lên trời, thành làm thiên đế chủ thần, vậy không là chuyện không thể nào. Nhâm phi phàm có thể làm được, người giống vậy xuất thân nhâm gia, vì sao liền không làm được. Thiên nữ nghe Cốt Thiên Đế nói tới nhâm phi phàm, trong lòng một hồi nóng rực, nghĩ đến đi đến không không lúc nào không sau đó, bỏ mặc tình huống như thế nào, ít nhất có thể gặp lại nhâm phi phàm một mặt, vậy là chuyện tốt, lập tức liền muốn đáp ứng. Cốt Thiên Đế, ngươi là làm ta không tồn tại sao? Vừa lúc đó, nham thần thiên tôn lạnh lùng mở miệng, ý niệm động một cái, mặt đất kịch liệt chấn động, một cổ ánh sáng màu vàng dưới đất chui lên, thẳng trùng tiêu vũ, đem cốt chất hóa bầu trời, hoàn toàn nghiền bạo, để cho bầu trời khôi phục vốn là hình dáng, nát bấy xương trắng rào 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 bay xuống, giống như một tràng trọng thể cốt mưa, hình ảnh cực kỳ nguy nga. Hắn là trọng tài cùng công chứng, tự nhiên không thể để cho người bất kỳ nhiễu loạn cái này một tràng quyết chiến. Nham thần thiên tôn, cần gì phải táo bạo như vậy? Cốt Thiên Đế khẽ mỉm cười, diễn cảm tuy ôn hòa, nhưng trong tay nhưng xương trắng bùng nổ, hóa ra một cán cốt mâu, một bộ chiến đấu tư thái. Nham thần thiên tôn khoanh tay, nói, lập tức cho ta lăn, tốt nhất không nên ép ta động thủ. Cốt Thiên Đế cười nói, nham thần thiên tôn, người tốt nhất thấy rõ ràng, lần này hạ xuống, trừ ta ra. Còn có Vũ Nguyệt đại nhân. Giọng nói mang chút uy hiếp mùi vị. Nham thần thiên tôn sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Vũ Thiên Đế, ánh mắt thoáng qua vẻ kiêng kỵ. Nếu như chỉ là một Cốt Thiên Đế, hắn có thể đối phó. Nhưng, hơn nữa một cái Vũ Thiên Đế, cục diện liền lộ vẻ được khó giải quyết. Vì mang đi thiên nữ, Cổ Tinh Môn lại có hai tôn thiên đế hạ xuống, đây là nham thần thiên tôn không có nghĩ tới. Phải biết, bị thực tế phép tắc hạn chế, coi như là thiên đế chủ thần hạ xuống, tu vi cũng sẽ bị hạn chế đến thần đạo cảnh, hạ xuống biên độ nghiêm trọng như vậy, vậy thiên đế thì không cách nào tiếp nhận. Nhưng hiện tại, Cổ Tinh Môn nhưng nguyện ý chịu đựng, chỉ vì cứu đi thiên nữ. Ta đã đáp ứng luân hồi chi chủ, bảo vệ cuộc chiến đấu này, ngươi dám quấy rối, ta phải giết ngươi. Nham thần thiên tôn ở ngắn ngủi suy nghĩ sau đó, ánh mắt chính là đổi được ác liệt quả quyết, vung tay lên. Hoàng kim nham thổ khí tức hội tụ, hóa thành một chuôi màu vàng nham đao, phá không hướng Cốt Thiên Đế chém tới. Thấy nham thần thiên tôn động thủ, toàn trường người đều là khiếp sợ cùng xôn xao, rối rít đứng dậy xem. Phải biết, nham thần thiên tôn là cửu thần mạnh nhất, vũ khí của hắn, tự nhiên cũng là thông thiên triệt địa, có thể có học hỏi cơ hội, là cả đời đều khó đụng phải vận khí.
Đám người gặp Nham Thần Thiên Tôn ra tay, động tác quả nhiên là dứt khoát, đại lộ chí giản, chính là tiện tay vung ra một đao, đều có tan biến tinh không, chém ngang chư thiên khí phách, làm người ta rung động. Cốt Thiên Đế nụ cười nhất thời cứng ngắc xuống, không nghĩ tới Nham Thần Thiên Tôn như thế quả quyết, nói động thủ liền động thủ. Thật may, hắn cũng là sớm có chuẩn bị, lập tức giơ cao cốt mâu, đang đích một tiếng, chặn lại Nham Thần Thiên Tôn đao. Nham Thần Thiên Tôn lực lượng bàng bạc, hơn nữa ở thế giới hiện thật cư trú hồi lâu, có thiên địa khí vận gia trì, uy thế bá đạo. Cốt Thiên Đế chỉ cảm thấy gan bàn tay tê dại, bị Nham Thần Thiên Tôn lực lượng, chấn động được xương cốt làm đau. Phú Nguyệt đại nhân, mau dẫn đi thiên nữ cô nương. Các ngươi Thiên Đế gia tộc băng thần quyền bính, cũng nên giao lại cho nàng. Cốt Thiên Đế quát lên, một bên huy động cốt mâu, ám sát hướng Nham Thần Thiên Tôn, là kềm chế ý. Phú Thiên Đế nghe vậy, lập tức phi thân nhảy đến trên lôi đài, ôm lấy thiên nữ, ký kết ra một cái băng thang trời, thì phải mang thiên nữ lên trời rời đi. Các ngươi muốn để ta làm băng thần. Thiên nữ có chút bất ngờ, hướng Phú Thiên Đế hỏi. Phú Thiên Đế chần chờ một tí, ánh mắt lại nhìn xem xa xa Vũ Lăng Hoa, đáy mắt hạ lướt qua một chút bất đắc dĩ cùng đau khổ, cuối cùng nhẹ nhàng phun ra một chữ, ừ. Thiên nữ gật gật đầu nói, vậy rất tốt, đa tạ các ngươi. Nàng biết băng thần quyền bính ngọn nguồn, thật ra thì không có ở đây băng thần Vũ Lăng Hoa trên mình, mà là tại Thiên Đế gia tộc bên trong. Vũ Lăng Hoa xuất thân Thiên Đế gia tộc của nàng, lúc ban đầu bị luân hồi Thiên Đế ra lệnh tinh chiếu sáng, đạt được ban cho phúc, huyết mạch lột xác, mỗi cái kỷ nguyên chí ít có thể sản sinh ra một vị thiên đế, cho nên dám được gọi là Thiên Đế gia tộc, là không không thời không gia tộc cao cấp. Vũ Lăng Hoa ban đầu có thể trở thành băng thần, chủ yếu là bởi vì gia tộc đề cử, trợ lực nàng lên trời xưng đế, nếu không, nàng là không có trở thành chủ thần tư cách. Hôm nay Vũ Thiên Đế chính miệng nói, muốn để thiên nữ làm băng thần, đó chính là từ bỏ con gái mình. Thiên nữ biết, cái này sau lưng nhất định có vô cùng thảm thiết nhân quả. Nhưng bất kể như thế nào, nàng có thể trở thành băng thần, dĩ nhiên là thiên đại hảo sự. Người khác sống chết khổ sở, cũng cùng nàng không liên quan, nàng chỉ muốn mình đổi được mạnh mẽ. Vũ Lăng Hoa nghe được hết thảy, như bị sét đánh, thân thể run lẩy bẩy, lẩm bẩm nói nhỏ, nương thân, người muốn vứt bỏ ta sao? Vũ Thiên Đế không dám nhìn thẳng con gái ánh mắt, chỉ ôm trước thiên nữ, leo lên thang trời, hướng bầu trời cuối đi tới. Nham Thần Thiên Tôn bị Cốt Thiên Đế kềm chế, không cách nào rút người ra, nói. Cốt Thiên Đế, người ở ta mí mắt phía dưới, nhiễu loạn cuộc chiến đấu này, cứng rắn muốn mang đi thiên nữ, chính là cùng ta là địch, người xác định. Cốt Thiên Đế than thở một tiếng, nói, Nham Thần Thiên Tôn, ta Cổ Tinh Môn và Tử Thần Giáo Đoàn cũng không muốn cùng ngươi là địch, nhưng chúng ta càng không thể nhìn thiên nữ chết đi, xin lỗi. Nham Thần Thiên Tôn gật đầu nói, rất tốt, trước kia Luân Hồi Chi Chủ muốn mời ta gia nhập, ta không có đáp ứng. Nhưng ngày hôm nay các ngươi cố ý như vậy, vậy ta cũng chỉ tốt gia nhập Luân Hồi Trận Doanh, từ nay về sau, mọi người là địch không phải bạn. Dứt lời, Nham Thần Thiên Tôn lui về phía sau hai bước, không có tái chiến. Bởi vì hắn biết, tái chiến tiếp cũng là vô dụng. Hắn đem hết toàn lực nói, cố nhiên có thể giết chết Cốt Thiên Đế, nhưng lại không ngăn cản được Vũ Thiên Đế, đem thiên nữ mang đi. Mà Cốt Thiên Đế bị giết, cũng có thể sống lại, giết chết y hắn nghĩa cũng không lớn. Đắc tội. Cốt Thiên Đế gặp Nham Thần Thiên Tôn ngưng chiến, vẻ mặt hơi có chút phức tạp. Hắn biết, ngày hôm nay vì cứu đi thiên nữ, coi như là hoàn toàn đắc tội Nham Thần Thiên Tôn. Nhưng hắn tuyệt không thể nhìn thấy thiên nữ chết đi, tương lai Cổ Tinh Môn có rất nhiều bố trí, đều cần dùng đến thiên nữ. Cốt Thiên Đế hướng Nham Thần Thiên Tôn cúi người chào thật sâu, rồi sau đó xoay người đạp trời rời đi. Phong Uyên Lan thấy vậy, vậy đi theo. Hắn là Hải Đăng, ngày hôm nay phủ xuống mục đích, chủ yếu là sợ Cốt Thiên Đế bị giết, không tìm được trở về không không thời không đường, hắn có thể cung cấp Hải Đăng chiếu sáng cùng phương hướng. Bất quá Nham Thần Thiên Tôn ngưng chiến, ngược lại là bớt đi hắn rất nhiều phiền toái. Rất nhanh, Cốt Thiên Đế, Vũ Thiên Đế, Thiên Nữ, Phong Uyên Lan bốn người, cũng dần dần không nhìn thấy ở trên trời điểm cuối, đi không không lúc nào không. Toàn trường tất cả các khán giả, thấy Thiên Nữ bị mang đi, từ đây tiến vào không không lúc nào không, đều là chố mắt nhìn nhau, kinh ngạc không dứt. Chẳng ai nghĩ tới,
Diệp Thần cùng thiên nữ quyết chiến, cuối cùng sẽ là cái kết quả này. Không nghi ngờ chút nào, Diệp Thần thắng, lấy thiên huyền cảnh thân, liền biểu hiện ra đủ để đối kháng thần linh lực lượng, làm người ta rung động. Nhưng, thiên nữ vậy là khí vận bàng bạc, có thể gìn giữ tánh mạng, thậm chí đạt được cổ tinh môn và tử thần giáo đoàn coi trọng tương gia, từ đây bước vào không không lúc nào không, tương lai chỉ sợ sẽ có lớn hơn phát triển. Thiên nữ trận doanh mọi người, gặp thiên nữ bị mang đi, cũng là một hồi xôn xao. Thiên nữ không có ở đây, không có người đáng tin cậy, bọn họ không biết như thế nào cho phải, rối rít đưa mắt về phía Phong Gian Mộng. Phong Gian Mộng là gần đây đầu dựa vào thiên nữ người, thiên nữ trận doanh mọi người, cũng không biết nàng thân phận, chỉ biết là nàng là tới từ không không thời không cường giả. Hiện tại thiên nữ đi, đám người người không có chủ ý, cũng chờ Phong Gian Mộng quyết đoán. Phong Gian Mộng toàn bộ hành trình mắt thấy thiên nữ bị mang đi, từ đầu đến cuối không nói một lời, thần sắc có chút lạnh lẽo, không biết đang tính toán chút gì. Chúng ta đi thôi. Cuối cùng, Phong Gian Mộng nhàn nhạt vung tay lên, liền dẫn thiên nữ trận doanh mọi người, rời đi nơi đây. Luân hồi trận doanh mọi người, cũng không có ngăn trở, bởi vì bọn họ sự chú ý, đều ở đây Diệp Thần trên mình. Diệp Thần mới vừa vì chém chết thi trùng, từ chém hồn phách, bị thương vô cùng nghiêm trọng, đám người lật đật vọt tới trên lôi đài đi, xem kỹ xem Diệp Thần tình huống. Ta không có sao, không cần lo lắng. Diệp Thần cười khoát khoát tay, tỏ ý đám người không cần lo lắng. Hắn hồn phách bị thương tuy nghiêm trọng, nhưng chí ít còn sống. Chỉ cần hắn không chết, dựa vào luân hồi huyết mạch mạnh mẽ, sau này có thể từ từ khôi phục. Cái này Thanh Nhiêu cổ tôn, thật là đáng ghét, mộ chủ. Chờ người tương lai đi không không lúc nào không, nhất định phải cầm nó giết. Bắc Minh Thiên Đế vô cùng tức giận nói. Đây là tự nhiên. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn ngày hôm nay thiếu chút nữa bị Thanh Nhiêu cổ tôn hại chết, cừu hận này, sau này như cũ phải báo. Nham Thần Thiên Tôn đi tới Diệp Thần bên người, thở dài nói, xin lỗi, luân hồi chi chủ, vẫn là để cho người ngoài quấy rầy đến ngươi. Diệp Thần cười nói, không sao, Nham Thần Thiên Tôn. Lần này là đa tạ ngươi, nếu không cốt thiên đế hạ xuống, có thể không chỉ là mang đi thiên nữ như thế đơn giản, sợ rằng còn muốn hướng ta ra tay đi. Nham Thần Thiên Tôn nói, bất kể như thế nào, lần này thiên nữ bị mang đi, là ta trách nhiệm, sau này ta liền trở về thuận các ngươi luân hồi trận doanh, nghe ngươi sai khiến chính là, coi là ta cho ngươi bồi tội. Diệp Thần nghe Nham Thần Thiên Tôn chịu gia nhập liên minh, trong lòng đại hỉ, nói, Nham Thần Thiên Tôn. Ta không dám sai khiến ngươi, mọi người sau này kết là đồng minh, có chuyện thương lượng với nhau là được. Mặc dù thiên nữ bị mang đi, nhưng đạt được Nham Thần Thiên Tôn gia nhập liên minh, Diệp Thần vậy coi là nhân họa đắc phúc. Kết thúc chiến đấu, nơi đây chuyện đã xong. Thiên nữ bị mang đi, Diệp Thần sau này đi đến không không lúc nào không, có thể còn phải đối mặt uy hiếp. Nhưng chỉ ít, trước mắt ở thế giới hiện thật, thiên nữ uy hiếp đã hoàn toàn giải trừ. Diệp Thần không có một cái cường địch, tự nhiên cũng là ung dung rất nhiều. Chỉ là, cuộc chiến đấu này, Diệp Thần tổn thương nguyên khí nặng nề, tiêu hao quá mức nghiêm trọng, hơn nữa từ chém hồn phách vết thương vậy là vô cùng nghiêm trọng, cần thời gian tu bổ. Nham Thần Thiên Tôn, Ân Tố Chân, Lạc Thanh Ly, Vũ Lăng Hoa, Thanh Nghiên, Diệp Tà Thần, Võ Giao các người, đem Diệp Thần mang về tinh nguyệt giới, nghỉ ngơi cho khỏe. Đạo Đức Thiên Tôn, Trùng Dương Chân Nhân, Vũ Hoàng Cổ Đế các người, vậy mỗi người rời đi. Đạo Đức Thiên Tôn sắc mặt rất là khó khăn xem, không nghĩ tới chàng này quyết chiến, thật đúng là Diệp Thần thắng. Cho dù thiên nữ chém tình chứng đạo, lại vận dụng Viêm Hoàng Đế ấn và đuôi thú lực lượng, nhưng còn chưa địch Diệp Thần. Chỉ có thể nói, Diệp Thần quá mạnh mẽ, quá lợi hại, quá vô địch, đủ để nghịch phạt chân thần. Đạo Đức Thiên Tôn thật sâu lo âu, chỉ sợ mồi lửa sẽ bị Diệp Thần cướp đi. Mình cũng phải thân tử đạo tiêu. Mà Vũ Hoàng Cổ Đế, nội tâm cũng là vô cùng sợ hãi, hoang mang bất an. Ở lúc trước, hắn cao cao tại thượng, có thể mắt nhìn xuống Diệp Thần. Nhưng hiện tại, cục diện hoàn toàn trái ngược. Diệp Thần tấn thăng đến thiên huyền cảnh tầng thứ 9 đỉnh cấp, đã có nghiền ép Vũ Hoàng Cổ Đế tư cách. Ta phải thành thần, nếu không ta chết chắc. Vũ Hoàng Cổ Đế ở sinh tử dưới uy hiếp. Nội tâm có một giọng nói đang gầm thét. Hắn nhất định phải thành thần, nếu không chắc là phải bị Diệp Thần giết chết. Hơn nữa,
hắn nhất định phải đuổi ở Diệp Thần tấn thăng vô lượng cảnh trước, lên trời thành thần. Nếu không, cùng Diệp Thần độ kiếp tấn thăng, hắn coi như thành thần, cũng chưa chắc có thể đối kháng. Tinh Nguyệt Giới, Ngạo Thế Thiên Cung. Thời gian đã qua một ngày, Diệp Thần ở trong tẩm cung, vượt qua một cái đặc biệt khoái trá ban đêm. Đến được lúc sáng sớm, hắn mở mắt ra, bên người ngủ mấy cô gái, theo thứ tự là Lôi Thần Thiên Tôn Ân Tố Chân, Băng Thần Thiên Tôn Vũ Lăng Hoa, Thủy Thần Thiên Tôn Lạc Thanh Ly, các nàng cũng không mặc quần áo. Ngay tại tối hôm qua, Diệp Thần đã cùng các nàng có khắc cốt quan hệ. Hiện tại Diệp Thần tu vi đã đạt tới Thiên Huyền cảnh tầng thứ 9 đỉnh cấp, hơn nữa trước đây đại cơ duyên liền liền, hắn luân hồi huyết mạch đã phi thường cường đại, không sợ nhân quả dính, hơn nữa còn có thể làm người cung cấp che chở. Cho nên, hắn cùng Ân Tố Chân, Vũ Lăng Hoa, Lạc Thanh Ly các người vui mừng tốt, hai bên quan hệ vui vẻ, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Thậm chí là vì luân hồi trận doanh mà nói. Tối hôm qua linh thịt hòa vào nhau tuyệt vời, để cho được Diệp Thần quyết chiến tiêu hao nguyên khí, cũng là khôi phục rất nhiều, bị thương nghiêm trọng hồn phách, hiện tại đã chẳng phải đau đớn, ở vững bước khôi phục bên trong. Diệp Thần phỏng đoán, tối đa lại qua 10 ngày, hắn liền có thể hoàn toàn khôi phục. Chờ ta thân thể khôi phục, liền hướng vô lượng cảnh phát động công kích. Diệp Thần nghĩ thầm, nếu là có thể tấn thăng vô lượng cảnh mà nói, hắn chính là thế giới hiện thật vô địch tồn tại, thần minh đều có thể chém chết. Ánh nắng sáng sớm, từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Ân Tố Chân, Vũ Lăng Hoa, Lạc Thanh Ly ba phụ nữ, cũng tỉnh lại. Các nàng lười biếng đứng dậy, ánh sáng mặt trời chiếu ở các nàng trên mặt mũi, thấm ra một cổ kinh tâm động phách đẹp. Ân Tố Chân diễn cảm rửng rưng, nàng trong lòng sớm có suy đoán. Lạc Thanh Ly là hình dáng mắc cỡ, lần tu luyện này, nàng tu vi tựa hồ lại có tăng tiến. Vũ Lăng Hoa vành mắt nhưng là đỏ bừng, huyễn nhiên muốn khóc, giữa trán mang tâm sự. Diệp Thần biết, nàng là sợ băng thần quyền bính bị tước đoạt, bị gia tộc vứt bỏ, cho nên đau lòng. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần cảm nhận tương lai, biết ở tương lai, thiên nữ sẽ trở thành là mới băng thần, mà Vũ Lăng Hoa, sắp bị vứt bỏ. Lăng Hoa cô nương, bỏ mặc ngươi tương lai như thế nào, ta cũng sẽ không bỏ rơi ngươi. Ngươi một ngày là ta luân hồi trận doanh người, vĩnh viễn chính là luân hồi trận doanh người. Diệp Thần khẽ vuốt một tí Vũ Lăng Hoa mái tóc, nhẹ giọng nói. Ừ, Vũ Lăng Hoa nhẹ khẽ gật đầu, trong mắt vẫn là vô hạn thần thương. Diệp Thần biết bị vứt bỏ mùi vị, tuyệt không dễ chịu, liền nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Ân Tố Chân và Lạc Thanh Ly vậy xích tới gần, lẫn nhau ôm nhau. Sau đó Diệp Thần không tu luyện nữa, đi ra gian phòng, hắn biết Tiểu Thảo Thần Thanh Nghiên, chờ ở bên ngoài phòng mặt, tựa hồ có lời gì muốn nói. Diệp Thần đi tới bên ngoài phòng, quả nhiên liền thấy Tiểu Thảo Thần Thanh Nghiên, ở một cây đại thụ hạ, bức sức đứng bất an. Thấy Diệp Thần đi ra, Tiểu Thảo Thần Thanh Nghiên bước nhanh về phía trước, kêu một tiếng, Diệp Thần ca ca. Thanh Nghiên muội muội, ngươi có lời gì muốn cùng ta nói? Diệp Thần cười xoa xoa đầu nàng, hỏi. Tiểu Thảo Thần Thanh Nghiên ngón tay ở nơi bụng quấy rối khuấy, có chút bất an hình dáng, nói, Diệp Thần ca ca, mặc dù ta biết, quấy rầy ngươi chữa thương thật không tốt, nhưng có một việc, ta nhất định phải nói cho ngươi. Chuyện này vô cùng trọng yếu, ta thậm chí biết trước liền một ít không đồ tốt. Diệp Thần ngược lại là không muốn đạo nàng sẽ như thế nghiêm túc giọng, còn người đông lại một cái, nghiêm túc nói, ngươi nói. Tiểu Thảo Thần Thanh Nghiên nói, Diệp Thần ca ca, ngươi còn nhớ Thanh Linh cô nương sao? Diệp Thần đầu óc ngay tức thì hiện ra một cái bóng, khẽ mỉm cười, nói, nhớ. Tiểu Thảo Thần Thanh Nghiên nói, ừ, thật ra thì ta ban đầu, mang Thanh Linh cô nương hồi không không lúc nào không, gặp ca ca nàng thời điểm, không quá thuận lợi. Diệp Thần nói, à, có người ngăn trở các ngươi sao? Tiểu Thảo Thần Thanh Nghiên hoảng hốt vội nói, đó cũng không phải, chỉ là ca ca nàng ám thiên đế, tựa hồ không chịu tha thứ ngươi, ngươi cầm đi quyết tử ma nhãn, để cho ám thiên đế đặc biệt căm tức, cho dù Thanh Linh cô nương khuyên, hắn lửa giận cũng không cách nào lắng xuống. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói quả nhiên, ta cũng biết, ám thiên đế không thể nào tùy tiện thả qua ta, hắn muốn hàng giận xuống sao? Tiểu Thảo Thần Thanh Nghiên nói, hắn nói cho ta mặt mũi, sẽ không giết ngươi, chỉ cần ngươi có thể ở 10 ngày bên trong, trả lại quyết tử ma nhãn. Tính một chút thời gian, hôm nay chính là ngày cuối cùng,
người phải đem quyết tử ma nhãn đưa cho hắn sao? Người như chịu trả lại, hắn liền không nhắc chuyện cũ, người nếu là không chịu, hắn nói hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp thần nói, kêu ta trả lại quyết tử ma nhãn. Cái này không thể nào, con mắt này, đã cùng ta hòa làm một thể, ta nếu là trả lại, ánh mắt ta thì phải mù hết. Huống chi, cái này quyết tử ma nhãn là có linh tính, nếu cùng ta dung hợp, vậy con mắt này, chính là công nhận ta. Ban đầu phong gian gia tộc, đạt được quyết tử ma nhãn sau đó, từ đầu đến cuối không thể nắm trong tay. Nhưng Diệp thần vừa tiếp xúc, lập tức có thể luyện hóa nắm trong tay. Có thể gặp hắn mới là quyết tử ma nhãn công nhận chủ nhân, mặc dù cái loại này đồng ý, để cho Diệp thần cảm thấy có điểm quỷ dị. Dẫu sao đạt được hồn thiên đế đồng ý, làm sao xem cũng không giống là chuyện tốt. Nhưng bất kể như thế nào, có thể khẳng định là, quyết tử ma nhãn chủ nhân, là Diệp thần, không phải phong gian suy tuyết. Cho nên, Diệp thần tự nhiên không thể nào, đem con mắt này, chắp tay đưa ra. Tiểu thảo thần thanh niên lo lắng nói. Diệp thần ca ca, nếu như ngươi không chịu trả lại mà nói, vậy ám thiên đế khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp thần không câu chấp cười một tiếng nói, không sao, nơi này dẫu sao là thế giới hiện thật, có quy tắc hạn chế, coi như ám thiên đế hằng giận, ta cũng không sợ. Tiểu thảo thần thanh niên nói, vậy cũng tốt, ngươi cẩn thận một chút, đoạn thời gian này, ta cũng sẽ ở lại nơi này cùng ngươi, để phòng bất trắc. Diệp thần nói, được. Thương nghị đã định. Tiểu thảo thần thanh niên, liền ở Diệp thần cách vách gian phòng ở. Cùng lúc đó, không không lúc nào không, tuyết lánh đời giới, nhưng là tràn ngập một phiến u ám hơi thở, khá là kiềm chế. Cái này phiến tuyết lánh đời giới, chính là phong gian gia tộc ẩn cư thời không thế giới. Cụm núi đỉnh, ám thiên đế phong gian suy tuyết, đang ngồi ở đỉnh núi một cái đỉnh nhỏ trên, nấu trà thưởng tuyết. Lúc này, có hai cái người làm, từ dưới núi đi tới. Mang trên mặt cung kính vẻ sợ hãi, xuôi tay đứng ở phong gian suy tuyết bên người. Tiểu thư còn không chịu ăn cái gì sao? Phong gian suy tuyết khẽ cau mày, hỏi. Không không lúc nào không tràn đầy hắc ám cùng hỗn loạn, cho nên, không không thời không người, đều cần giữ có quy luật ăn uống cùng ngủ, mới khá chậm tách ra hắc ám cùng hỗn loạn mài mòn. Chỉ có đạt tới thiên đế chủ thần cảnh giới, mới có thể không dựa vào bất kỳ bên ngoài đồ, đối kháng hắc ám. Nhưng hắn muội muội phong gian thanh linh, từ sau khi trở về, liền một mực chưa ăn qua đồ. Phong gian thanh linh hành động này, để cho phong gian suy tuyết hắn cái này làm ca ca, đặc biệt lo âu. Một người làm nói, tiểu thư tựa hồ bị luân hồi chi chủ mê muội, gia chủ đại nhân, ngươi nếu là không chịu tha thứ luân hồi chi chủ, tiểu thư sợ rằng sẽ một mực sinh khó chịu. Phong gian suy tuyết nghe được luân hồi chi chủ cái này bốn chữ, trong mắt thoáng qua một chút sát ý lạnh như băng. Hừ một tiếng, nói, luân hồi chi chủ cướp lấy ta phong gian gia tộc chí bảo, hắn không chịu trả lại, ta làm sao có thể tha thứ hắn. Vậy người làm trần chờ một tí, nói, gia chủ đại nhân, vậy nếu không phải phái người đi thế giới hiện thật, cầm luân hồi chi chủ giết đi, đoạt lại quyết tử ma nhãn. Luân hồi chi chủ vừa chết, muốn đến tiểu thư cũng có thể thoát khỏi nghi hoặc, biết ai mới là nàng chân chính nên người thân cận. Phong gian suy tuyết khoát khoát tay. Nói, không thể hành động thiếu suy nghĩ, luân hồi chi chủ là có đại khí vận người, không tốt như vậy giết, hơn nữa hắn mới vừa chiến thắng thiên nữ, khí thế đang thịnh, phái người đi ám sát hắn, vậy chẳng qua là chịu chết thôi. Vậy người làm nói, vậy phải làm thế nào cho phải? Phong gian suy tuyết trầm ngâm, ngón tay gõ nhẹ trước mặt bàn, tạm thời tới giữa, lại cũng vô kế khả thi. Hắn ngược lại là có mấy lá bài tẩy, nếu như vận dụng nói. Có lẽ có thể trấn áp Diệp thần. Nhưng, phong gian gia tộc ở không không lúc nào không, cũng có không thiếu cửu nhân, những thứ này lá bài tẩy muốn giữ lại dự bị, một khi dùng ở Diệp thần trên mình, bị kẻ thù thừa cơ mà vào, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Báo, phong gian suy tuyết đang khổ tư minh tưởng lúc đó, bỗng nhiên lại có một người học trò, lên núi bẩm báo. Gia chủ đại nhân, tử thần giáo đoàn hộ pháp, mạnh thiên tàn cầu gặp. Nghe vậy, phong gian suy tuyết có chút bất ngờ, nói, hắc thái dương tới. Tử thần giáo đoàn có 12 tiệc hộ pháp, sau 6 tiệc là nhân vật tầm thường, không đáng giá để ra, nhưng trước 6 tiệc nhưng là thanh danh hiển hách, có chỗ cường đại. Trước đây 6 tiệc hộ pháp, biệt hiệu theo thứ tự là, ma nữ, hải đăng, đồng hồ cát chảy, hắc thái dương, trăng đỏ lượng, hoàng hôn cự nhân.
Tên đệ tử này trong miệng nói Mạnh Thiên Tàn, chính là tử thần giáo đoàn vị thứ 4 hộ pháp, biệt hiệu Hắc Thái Dương, truyền thuyết là từ liệt nhật mệnh tinh dưới bóng tối sản sinh ra cường đại ma thần, cũng là thiên khải chí tôn dưới quyền đắc lực người tài. Để cho hắn vào đi. Phong Gian Suy Tuyết nói. Ừ. Đệ tử kia cung kính lĩnh mệnh lui ra, chỉ chốc lát sau, liền dẫn cả người hình to lớn người đàn ông trung niên tới đây. Vậy người đàn ông trung niên, tướng mạo đường đường, ngũ quan như đao búa phòng tai tạc vậy trong sáng, sau ót có một vòng màu đen quang vòng, nhìn như giống như là một vòng màu đen mặt trời, khí tượng khá là kỳ dị. Phong Gian Suy Tuyết biết, người trung niên này nam tử, chính là Ác Thái Dương Mạnh Thiên Tàn, cũng không thuộc về nhân tộc, mà là thuộc về liệt nhật ma tộc, là liệt nhật ma tộc bên trong chí tôn cường giả. Cái gọi là liệt nhật ma tộc, lúc ban đầu là ở liệt nhật mệnh tinh dưới bóng tối, đản sanh ra ma thần chủng tộc, bọn họ sợ hãi mặt trời, đối mặt trời gay gắt tràn đầy cừu hận, vẫn luôn muốn chu diệt luân hồi, để cho vậy liệt nhật mệnh tinh hoàn toàn tắt. Liệt nhật ma tộc bên trong có một môn công pháp đặc thù, chính là bắt chước liệt nhật mệnh tinh chế tạo ra, kêu liệt nhật ma tinh, mặt ngoài chính là một vòng màu đen mặt trời. Đương kim thế gian, liệt nhật ma tinh tu vi thành tựu người mạnh nhất, chính là cái này Mạnh Thiên Tàn. Ám Thiên Đế, thật lâu không gặp. Mạnh Thiên Tàn mặt mỉm cười, sải bước đi lên tới, ngồi ở Phong Gian Suy Tuyết trước mặt. Mạnh hộ pháp, vẫn khỏe chứ, chúc mừng các ngươi tử thần giáo đoàn, rốt cuộc đem thiên nữ thu về dưới quyền, nàng là nhâm phi phàm tộc muội, thành công là siêu phẩm thiên đế tiềm lực, một khi các ngươi tử thần giáo đoàn, đem nàng bồi dưỡng thành liền siêu phẩm thiên đế, vậy thì thật là nghịch thiên công đức, không có thể tưởng tượng. Phong Gian Suy Tuyết ôm quyền, chúc mừng nói. Thật ra thì đảm nhiệm thiên nữ một cái hạ giới người trong, có thể bị tử thần giáo đoàn nhìn chúng, chủ yếu là bởi vì nhâm phi phàm. Nhâm phi phàm quá vô địch, vô số thần minh dòm ngó tương lai, phát hiện tương lai nhâm phi phàm, thậm chí có thể đột phá thiên đế cấp 9 hạn chế, trở thành siêu phẩm thiên đế. Phải biết, từ trước tới nay, giữa trời đất ra đời qua siêu phẩm thiên đế, chỉ có hai người, đó chính là Nguyên Thiên Đế và Hồn Thiên Đế. Mà nhâm phi phàm, nhưng có thể trở thành người thứ ba. Thiên nữ và nhâm phi phàm, xuất thân thống nhất cái gia tộc, thậm chí có tư cách tranh đoạt nhâm gia thiên mệnh, cho nên, nàng đã sớm bị rất nhiều thế lực nhìn chúng. Bất quá dám ra lớn tiền vốn, mời thiên nữ lên trời, cũng chỉ có tử thần giáo đoàn và cổ tinh môn. Nghe Phong Gian Suy Tuyết chúc mừng, Mạnh Thiên Tàn nhưng là cười khổ lắc đầu một cái, nói thiên nữ cũng không phải là quy thuận ta tử thần giáo đoàn. Nàng chỉ là gia nhập liên minh đi vào thôi, hai bên ngồi ngang hàng, nàng một cái hạ vị thần, địa vị thậm chí so ta còn cao hơn, thật là không nói phải trái. Phong Gian Suy Tuyết ánh mắt lóe lên cái gì, nói, nàng hôm nay tuy chỉ là hạ vị thần, nhưng tương lai nhưng có thể trở thành siêu phẩm thiên đế, đây là vô số thần minh suy diễn thiên cơ, theo dõi tương lai, thấy hình ảnh, muốn đến không có sai. Mạnh Thiên Tàn thở dài nói, từ hạ vị thần đến siêu phẩm thiên đế. Ở giữa có bao nhiêu xa xôi, Ám Thiên Đế, chắc hẳn ngươi cũng biết, hơn nữa lần này quyết chiến, thiên nữ thua, tương lai có biến, nàng không thể nào lại còn thành tựu lớn như vậy. Dừng một chút, lại lắc đầu nói, được rồi, không nói cái này, Ám Thiên Đế, ta liền nói thẳng vào vấn đề đi, ta biết ngươi muốn giết chết luân hồi chi chủ, đoạt lại quyết tử ma nhãn, ta là tới giúp ngươi. Phong Gian Suy Tuyết trong lòng động một cái, nói, à, các ngươi có biện pháp chu diệt luân hồi. Mạnh Thiên Tàn nói, luân hồi chi chủ vậy tiểu tử, là có đại khí vận, bất kỳ nhằm vào âm mưu của hắn, cũng sẽ thất bại, trực tiếp hướng hắn động thủ, sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Phong Gian Suy Tuyết trong mắt lướt qua một chút hàn mang, nói, vậy động người bên cạnh hắn đâu? Mạnh Thiên Tàn lắc đầu nói, cũng không được, Nguyên Thiên Đế đã hứa hẹn, sẽ bảo hộ luân hồi trận doanh nửa năm, cái này nửa năm thời gian, cũng không ai có thể gây tổn thương cho hại luân hồi trận doanh người. Nếu không đắc tội Nguyên Thiên Đế, chỉ có một con đường chết. Phong Gian Suy Tuyết chau mày, nói, vậy các ngươi muốn như thế nào? Mạnh Thiên Tàn nói, thật ra thì chúng ta tử thần giáo đoàn, có lẽ là trước kia, ngay tại thế giới hiện thật bố trí, muốn để cho không không thời không hắc ám nguyên thế chấp, chút xuống đến thế giới hiện thật bên trong, chìm ngập mồi lửa, để cho mồi lửa tắt. Phong Gian Suy Tuyết nói, nhắc tới, các ngươi tại sao phải tắt mồi lửa? Mạnh Thiên Tàn ánh mắt thoáng qua một đạo quang, nhàn nhạt nói, ta cũng không biết, đây là Hải Vương Ma Tôn đại nhân ý chí, chúng ta tử thần giáo đoàn, chỉ là phụng mệnh làm theo thôi. Tóm lại, tắt mồi lửa,
vẫn là chúng ta tử thần giáo đoàn lớn một trong kế hoạch. Chỉ tiếc, thế giới hiện thật có tử hoàng tiên cung bảo vệ, đạo đức thiên tôn trấn thủ mồi lửa, chúng ta tử thần giáo đoàn nhiều lần muốn ăn mòn, cũng không công mà về. Phong Gian Suy Tuyết cau mày nói, cái này cùng Chu Diệt Luân Hồi có quan hệ thế nào? Coi như mồi lửa tắt, thế giới hiện thật sụp đổ, lấy Luân Hồi chi chủ thực lực, hắn tùy thời cũng có thể đi vào không không lúc nào không, sẽ không phải chịu bất kỳ liên lụy. Diệp Thần thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể vượt biên tiến vào không không lúc nào không. Coi như không ăn trộm độ, Nhâm Phi Phàm, Phật Tổ, Diệp Tà Thần các người, cũng có thể đem hắn tiếp đón đi lên. Tuy nói không trải qua thiên kiếp, Diệp Thần ở không không lúc nào không bên trong, có thể đứng không vững gót chân, nhưng chí ít sẽ không bị thực tế hủy diệt ảnh hưởng. Mạnh Thiên Tàn nói, hey, ám thiên đế, ngươi suy nghĩ một chút, thế giới hiện thật là Luân Hồi chi chủ gia viên, hắn là người trọng tình trọng nghĩa, làm sao sẽ nhịn tim nhìn gia viên tiêu diệt. Chỉ cần mồi lửa có tắt nguy hiểm, hắn nhất định liều chết đi cứu, nhưng muốn đối kháng không không hắc ám, lại nói dễ vậy sao? Hắn cứng rắn muốn đối kháng, chỉ có một con đường chết. Phong Gian Suy Tuyết ánh mắt một lượt, trong đầu nghĩ đúng là như vậy. Hắc ám là không không thời không màu lót, cái này cổ bóng tối năng lượng, một khi chút xuống đến thế giới hiện thật, vậy đem sẽ gây thành đáng sợ tai biến, có thể đưa đến toàn bộ thế giới hiện thật hủy diệt. Trên thực tế, trong quá khứ kỷ nguyên bên trong, thế giới hiện thật đã hủy diệt qua rất nhiều lần, nhưng mồi lửa vẫn không có tắt, thế giới mới lại đang thế giới cũ còn sót lại bên trong sống lại, thẳng đến ngày hôm nay. Mà ở ngày hôm nay, thế giới hiện thật và không không thời không vách ngăn hạn chế, đã thật to yếu bớt, không bao lâu, tối đa trăm năm thời gian, không không thời không hắc ám, liền sẽ như nước thủy triều dốc vào đến bên trong thế giới hiện thật đi, gây thành đáng sợ hủy diệt tai biến, giống như năm xưa ngày tận thế vậy. Hiện tại Mạnh Thiên Tàn mong muốn, là muốn để cái này hắc ám tai biến, trước thời hạn hạ xuống. Hơn nữa, là nhằm vào mồi lửa. Một khi mồi lửa tắt, thế giới hiện thật cũng sẽ không lại còn sống lại có thể, sẽ vĩnh viễn bao phủ ở hắc ám bên trong, trở thành không không thời không một phần chia. Phong Gian Suy Tuyết nói, các ngươi tử thần giáo đoàn, là muốn để cho hắc ám tai biến, trước thời hạn hạ xuống. Mạnh Thiên Tàn nói, đúng vậy, chúng ta tử thần giáo đoàn, có một cái trận pháp, có thể điều động bộ phận hắc ám tai biến năng lượng, mặc dù không nhiều, nhưng muốn uy hiếp mồi lửa. Vậy cũng đủ rồi. Chỉ là, muốn khởi động cái này đại trận, cần hao phí linh khí, quả thực là to lớn. Ám thiên đế, muốn mở đại trận ra mà nói, sợ rằng cần ngươi dâng ra mấy giọt thiên đế máu tươi. Phong Gian Suy Tuyết nghe được Mạnh Thiên Tàn rốt cuộc tỏ rõ mục đích, liền là muốn hắn thiên đế máu tươi, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hắn ngón tay gõ nhẹ trước bàn, âm thầm suy tính cát hung, theo dõi thiên cơ, phát hiện Mạnh Thiên Tàn lần nói chuyện này. Ý ra chân thành, cũng không có hãm hại hắn ý, đích xác là muốn liên thủ đối phó Diệp Thần, lập tức khẽ gật đầu, cũng là an lòng rất nhiều. Mạnh Thiên Tàn cảm thấy được Phong Gian Suy Tuyết dò ngó, cuống quýt nói, ám thiên đế, ngươi yên tâm, chúng ta tử thần giáo đoàn, tuyệt không dám lừa gạt ngươi, ngươi chính là thiên đế cấp 9, đời này kiếm đạo người thứ nhất, chúng ta tử thần giáo đoàn, là thành tâm cùng ngươi hợp tác. Phong Gian Suy Tuyết nói, kiếm đạo người thứ nhất. Là ngày xưa kiếm thiên đế, không phải ta kiếm tâm còn chưa đủ thuần bể, có rất nhiều chấp niệm si ngu. À, thôi, không nói cái này. Ta kiếm, liền chính ta cũng không thể hiểu thấu đáo. Các ngươi muốn thiên đế máu tươi, ngày mai ta sẽ phái người đưa đến tử thần giáo đoàn, chỉ mong các ngươi thật có thể mở hắc ám tai biến, tắt mồi lửa. Ta đây muốn xem, luân hồi chi chủ là muốn cứu mồi lửa, vẫn là bỏ qua thực tế, bước vào không không. Mạnh Thiên Tàn nghe được Phong Gian Suy Tuyết đáp ứng, nhất thời đại hỉ, chắp tay nói, đa tạ, ám thiên đế, người hãy chờ xem kịch vui đi, ha ha. Thái thượng thế giới, một nơi hắc ám bao phủ chi địa. Nơi này có một chút ảo tưởng ngọn lửa ngưng tụ. Mấy vị quanh thân phun trào ra khí tức cường đại, trong mắt sát ý người đàn ông ngồi xếp bằng. Bọn họ trong mắt lóe lên cổ xưa phù văn, tựa hồ ở thăm dò trước cái gì. Đột nhiên. Một người đàn ông mở mắt ra. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này tất nhiên sẽ nhận ra, hắn chính là Tuyệt Thần Tịch Nam Trinh. Nam Trinh nhìn mọi người một cái, thở ra một hơi, nhàn nhạt nói, Mộc Linh Hy đại khái rơi xuống xác định, nhưng tựa hồ có lực lượng nào đó che đậy, ta có thể khẳng định, Mộc Linh Hy bây giờ tình trạng cực kỳ gay gâu,
Còn nữa, lần trước cứu đi Mộc Linh Hy ra hỏa, ta đại khái biết là người nào, này người thân phận cực kỳ đặc thù, khó đối phó. Cũng may hắn tựa hồ trải qua một trận đại chiến, hôm nay bị thương, chính là thời điểm suy yếu nhất. Thế giới hiện thật đối với chúng ta áp chế yếu đi một ít, có lẽ còn phải cảm tạ ám thiên đế bọn họ. Để cho tai biến mau tới đi, như vậy thực tế đối bọn ta áp chế sẽ yếu hơn, đến lúc đó vậy tiểu tử và Mộc Linh Hy đều phải chết. Thái thượng thế giới, tinh nguyệt giới bên trong. Diệp thần thương thế còn chưa tu bổ, hắn chìm đắm trong ôn nhu hương, từ từ tu bổ thương thế. Có thể từ chém thần hồn thương thế, nào dễ dàng như vậy tu bổ. Muốn thời gian ngắn khôi phục trạng thái đỉnh phong khó khăn một chút. Chỉ bất quá, ở nơi này tu bổ thương thế sau lưng, hắn lại mơ hồ bắt được một chút nguy cơ, thật giống như có cái gì tai biến muốn hạ xuống vậy. Là nguy cơ gì, chẳng lẽ là tam vĩ sao? Vẫn là ám thiên đế. Diệp thần khẽ cau mày, thử nghiệm suy diễn sau lưng thiên cơ mạch lạc, nhưng tạm thời tới giữa, vậy không nhìn thấu kết quả. Thời khắc này Diệp thần bất ngờ bắt được một chút nhân quả. Cái này thì nhân quả và tai biến quan hệ chừng mực, là quan hệ đến một cái kêu là Mộc Linh Hy cô gái. Trước đây không lâu Diệp thần bất ngờ ở thế giới hiện thật, chưa từng không lúc nào không thế lực tuyệt thần tịch trong tay cứu một cái kêu là Mộc Linh Hy cô gái. Mặc dù không biết Mộc Linh Hy vì sao chưa từng không lúc nào không chạy tới thế giới hiện thật, nhưng hắn luôn cảm giác nơi này cất giấu một bàn cờ. Bàn cờ này, có thể đối mình bây giờ mà nói, không có nguy hiểm. Nhưng nếu là không xử lý, tuyệt đối là một cái phiền phức. Sau đó bởi vì muốn chuẩn bị thiên nữ đánh một trận và rất nhiều chuyện, Diệp thần rất nhanh liền đem Mộc Linh Hy chuyện này quên mất, hôm nay ở tinh nguyệt giới nhưng là bắt được một chút nhân quả. Sợ rằng mình lại không nhúc nhích thân, cái này vốn là bị thương Mộc Linh Hy muốn thành là khô cốt. Bất quá hôm nay hắn thương thế còn chưa tu bổ, nếu có người bày ám thủ đợi chờ mình, thì phiền toái. Chỉ có khôi phục đỉnh cấp, mới an toàn. Trước mắt, chỉ cần hắn là trạng thái đỉnh phong, dõi mắt toàn bộ thế giới hiện thật, có thể uy hiếp được người mình, chỉ có tam vĩ. Vô luận là đạo đức thiên tôn, vẫn là vũ hoàng cổ đế, ở bọn họ còn không thành công thần trước, cũng hoặc là bại lộ đặc thù lá bài tẩy trước, đều không thể lại đối Diệp thần tạo thành uy hiếp. Chỉ có thần bí kia tam vĩ, có thể để cho Diệp thần có nguy cơ cảm giác. Trừ tam vĩ ra, có thể uy hiếp được Diệp thần sinh tử, cũng chỉ có không không thời không thế lực. Diệp thần suy đoán tai biến nhân quả là ám thiên đế, dẫu sao hắn cầm quyết tử ma nhãn, ám thiên đế khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn như tam vĩ, Diệp thần đã phái Dạ Mẫu Phong Ngữ Oanh đi điều tra. Lấy tam vĩ thân phận, nàng vì sao sẽ đầu dựa vào thiên nữ, Diệp thần rất muốn biết. Còn có thiên nữ trận doanh thế lực, Diệp thần vậy phái người đi trấn áp, nhổ cỏ tận gốc là rất cần phải có. Như vậy qua được một ngày, Diệp thần trong lòng cảm giác nguy cơ, bộc phát mãnh liệt, ngoại giới vậy xuất hiện quỷ bí khí tượng. Diệp thần cảm nhận bầu trời phương xa bên trong, có một tầng nồng đậm mây đen bao phủ, trong mây đen tựa như nổi lên vô số thiên tai kiếp nạn. Để cho người nhìn một cái, liền cảm thấy nghẹt thở. Mà ở trên trời mây đen dưới, nhưng là Tử Hoàng Tiên Cung lãnh địa. Toàn bộ Tử Hoàng Tiên Cung, bị mây đen bao phủ, thật giống như có cái gì thiên tai, muốn hạ xuống vậy. Tầng mây đen kia, chỉ là bao phủ Tử Hoàng Tiên Cung địa giới, cũng không có lan truyền đến những địa phương khác. Nhưng, Diệp Thần thấy vậy mây đen thời điểm, trong lòng vẫn là khó hiểu có chút sợ hãi cảm giác, thật giống như cổ họng bị người bóp lại. Đây là chuyện gì xảy ra? Vậy mây đen, tốt nồng nặc hắc ám khí tức. Diệp thần kinh nghi bất định. Hắn ở trong gian phòng, thiên cơ hội tụ, đem vậy mây đen hình ảnh hiển hóa đi ra. Chỉ gặp Tử Hoàng Tiên Cung Sơn Môn, ở mây đen lồng đậy xuống, mưa gió sắp tới, một phiến âm trầm, tất cả tiên quang khí tượng, đều bị áp chế xuống. Ân Tố Chân, Vũ Lăng Hoa, Lạc Thanh Ly ba phụ nữ, khi nhìn đến vậy hắc ám mây đen sau đó, đều là biến sắc. Ân Tố Chân nói, đây là không không thời không hắc ám khí tức, làm sao sẽ xuất hiện ở thế giới hiện thật. Một khi hắc ám hạ xuống, gây thành tai biến, hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi. Vũ Lăng Hoa ngắm nhìn vậy mây đen, mày liễu hơi cao lại, nói, những thứ này hắc ám khí tức, năng lượng tựa hồ có hạn, cũng không đủ để chìm ngập thực tế. Ân Tố Chân búng ngón tay một cái, nói, nhưng muốn chìm ngập Tử Hoàng Tiên Cung, tắt mồi lửa, vậy là đủ rồi. Nàng ánh mắt trong sạch,
trong mắt chỗ sâu có sấm sét lóe lên, phơi bầy màu tím, đã thấy rõ rõ ràng tất cả thiên cơ, nói. Là ám thiên đế âm mưu, hắn và tử thần giáo đoàn, muốn liên thủ tắt mồi lửa, ép ngươi ra tay. Lập tức, Ân Tố Chân liền đem ám thiên đế cùng mạnh thiên tàn mưu đồ, cặn kẽ nói cho Diệp Thần. Ám thiên đế và mạnh thiên tàn, muốn để cho không không thời không hắc ám khí tức, chút xuống, tắt mồi lửa, mưu đồ to lớn, là không thể nào giấu giếm được. Lấy Ân Tố Chân thủ đoạn, nàng chỉ cần hơi thêm suy diễn, là có thể cảm nhận hết thảy. Ám thiên đế rất thông minh, biết Diệp Thần có đại khí vận, trực tiếp nhằm vào nói, hơn phân nửa là phải thất bại. Cho nên, hắn là nhằm vào mồi lửa, muốn để mồi lửa tắt, ép Diệp Thần ra tay. Nếu như Diệp Thần ra tay, vậy hắn muốn đối kháng, cũng không phải là ám thiên đế, cũng không phải tử thần giáo đoàn, mà là không không lúc nào không căn bản nhất hắc ám nguyên thế chấp, ngang hàng là lấy sức một mình, đối kháng thiên địa đại thế, vậy cùng tự tìm cái chết kém không nhiều. Tay khoác thiên nghiêng, nơi nào có như thế dễ dàng. Nếu như Diệp Thần bất kể nói, ngồi nhìn thế giới hiện thật hủy diệt, mình bước vào không không lúc nào không, đạo tâm nhất định dính ma chướng, sống không bằng chết. Có thể nói, ám thiên đế và tử thần giáo đoàn bước cờ này, trực tiếp để cho Diệp Thần rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Diệp Thần nghe xong Ân Tố Chân mà nói, vậy cảm thấy ám thiên đế và tử thần giáo đoàn, để tâm hiểm ác. Thật là giỏi tính toán à, cái này là phải đem ta ép vào tuyệt lộ. Diệp Thần cười một tí, thật ra thì không không lúc nào không, có thể sẽ có hắc ám tai biến hạ xuống, chìm ngập toàn bộ thực tế, Nhâm Phi Phàm sớm nói với hắn, còn kêu hắn tìm cửu thần lục, để phòng bất chắc. Nhưng hiện tại, ám thiên đế và tử thần giáo đoàn liên thủ, muốn trước thời hạn để cho hắc ám tai biến hạ xuống, đây là Diệp Thần không có nghĩ tới. Mặc dù cái này hắc ám tai biến, chỉ là nhằm vào tử hoàng tiên cung, cũng không phải là muốn chìm ngập thực tế. Nhưng nếu như tử hoàng tiên cung mồi lửa, ở trong bóng tối dập tắt, thực tế vẫn là có hoàn toàn băng diệt nguy hiểm. Vô luận như thế nào, Diệp Thần cũng không thể nhìn mồi lửa tắt. Ân Tố Chân suy tư chốc lát, ngưng trọng nói, Diệp Thần, người trước hay là khôi phục nguyên khí nói sau, cùng thiên nữ đánh một trận, người tiêu hao quá lớn, hôm nay người thực lực cũng không phải đỉnh cấp, thực lực chỉ có đỉnh cấp một nửa. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn hiện tại hồn phách tổn thương, còn có tiêu hao nguyên khí, cũng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, tương lai nguy cơ trùng trùng, hắn trước hết khôi phục trạng thái nói sau. Lập tức, Diệp Thần liền để cho Ân Tố Chân, Lạc Thanh Ly các người, lưu ý ngoại giới thay đổi, mình thì tính hạ tâm lai, từ từ khôi phục nguyên khí. Cùng thiên nữ đánh một trận, Diệp Thần võ đạo lấy được to lớn rèn luyện, lớn nhất thu hoạch, là hắc dạ mệnh tinh. Gần đây yên lặng hắc dạ mệnh tinh không gian, lúc này có chập chờn. Đại khái là bị tam vĩ hắc ám năng lượng kích thích đến, Diệp Thần hắc dạ mệnh tinh, lại mơ hồ có thức tỉnh dấu hiệu. Quả nhiên, tam vĩ là ta thức tỉnh hắc ám mệnh tinh mấu chốt. Diệp Thần tâm tình có chút kích động, nếu là hắc dạ mệnh tinh thức tỉnh, hắn thì có nghịch phạt thần linh tư cách. Mà ở Diệp Thần điều tức khôi phục, cảm ngộ mệnh tinh hay uẩn thời điểm, tử hoàng tiên cung bên trong, bầu không khí nhưng là một phiến kiềm chế. Trên bầu trời bao phủ không tiêu tan mây đen, để cho tử hoàng tiên cung mỗi cái người, cũng thật sâu cảm thấy nguy hiểm. Tử hoàng tiên cung trong đại điện, đạo đức thiên tôn sắc mặt âm trầm, đi qua đi lại, phía dưới tất cả trưởng lão cùng hộ pháp, đều là chố mắt nhìn nhau, không dám phát một lời. Ám thiên đế và tử thần giáo đoàn, muốn giết luân hồi chi chủ, nhưng muốn gieo họa ta tử hoàng tiên cung. Diệp Thần thằng nhóc này, thật là một cái tai tinh à. Đạo đức thiên tôn giận đùng đùng không dứt. Hắn đã cảm nhận liền ám thiên đế và mạnh thiên tàn mưu đồ, là muốn lấy hắn tử hoàng tiên cung làm chất dẫn, tắt mồi lửa, bức bách Diệp Thần ra tay. Mồi lửa là đạo đức thiên tôn vận mệnh, hắn cũng không có đắc tội ám thiên đế, lúc này lại phải chịu đựng tai biến, trong lòng tất nhiên tức giận cùng tức giận. Một cái trưởng lão bước ra khỏi hàng, ngưng trọng nói, hôm nay hắc ám tai biến buông xuống, bằng ta tử hoàng tiên cung sức một mình, sợ rằng khó mà chống lại, nhất định phải liên hiệp cái khác trận doanh. Sợ là chúng ta trước phải cùng luân hồi chi chủ, buông xuống ân oán, chung nhau vượt qua cửa ải khó nói sau. Trước mắt ở thế giới hiện thật, đứng ở đỉnh cao trận doanh, chỉ có ba cái. Một cái là tử hoàng tiên cung trận doanh, một cái là luân hồi trận doanh, một cái là vạn khư trận doanh. Còn có trùng dương chân nhân, coi như là nửa. Hắc ám tài biến phủ xuống nói, dựa hết vào tử hoàng tiên cung,
là khó mà đối kháng. Thậm chí và vạn khư trận doanh liên hiệp, đều khó đối kháng, nhất định phải và Diệp Thần liên thủ. Đạo Đức Thiên Tôn sắc mặt âm trầm, cắn răng nghiến lợi nói, ta hận không được làm thịt vậy tiểu tử. Nhưng ngươi nói không sai, muốn đối kháng hắc ám tai biến nói, đúng là cần thằng nhóc kia trợ lực. Dẫu sao, một nửa kia cửu thần lục, còn ở trong tay hắn. Đối kháng hắc ám tai biến, cửu thần lục là mấu chốt, đó là ngày xưa tỏ rõ cửu thần sinh ra vĩ đại thần khí, nếu là có hoàn chỉnh cửu thần lục, có lẽ có thể đối kháng sắp đến hắc ám. Trưởng lão kia nói, vậy cửu thần lục trải qua 5 tháng mài mòn, hơn nữa dẫu sao là thiên chiêu thần khí, muốn phát huy ra uy lực, cũng không phải chuyện dễ. Trưởng giáo đại nhân, ta đề nghị ngươi triệu tập liên hợp hội nghị, mời vạn khư trận doanh, luân hồi trận doanh, còn có trùng dương chân nhân và tam vĩ, tới ta tử hoàng tiên cung, chung nhau bàn chuyện quan trọng. Dẫu sao nếu là mồi lửa tắt, tương lai toàn bộ thế giới hiện thật, đều có băng diệt nguy hiểm, bọn họ sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc. Đạo Đức Thiên Tôn trầm ngâm suy tư, trong đầu nghĩ sẽ đối kháng hắc ám tai biến, đúng là cần rất nhiều thế lực liên hiệp, lập tức liền nói, được. Các ngươi cho ta phát ra phi kiếm truyền thư, mời luân hồi trận doanh, vạn khư trận doanh cùng đám nhân vật, tới ta tử hoàng tiên cung triệu tập liên hợp hội nghị. Trưởng lão kia do dự một chút, lại nói, muốn luân hồi chi chủ tới tử hoàng tiên cung, sợ rằng hắn không chịu, không bằng đem hội nghị sân, định ở bên ngoài, lấy bỏ đi cái khác trận doanh băn khoăn. Đạo Đức Thiên Tôn trong lòng tức giận cùng không biết làm sao, nhưng đúng là chỉ có thể như vậy, liền gật gật đầu nói, vậy thì ở bên ngoài họp. Trưởng lão kia nói, thương nghị đã định, đóng kín một cái phong phi kiếm truyền thư, từ tử hoàng tiên cung phát ra, phân phát đến tất cả đại trận doanh bên trong. Tinh nguyệt giới bên này, ở nhận được phi kiếm truyền thư sau đó, liền có đưa cho Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần đang điều tức dưỡng thương, nhanh như vậy thu vào tử hoàng tiên cung thư, để cho hắn khá có chút bất ngờ. Đạo Đức Thiên Tôn ngược lại là quả quyết, lại có thể nhanh như vậy liền chịu buông xuống ân oán. Mời ta triệu tập liên hợp hội nghị. Diệp Thần cười một tiếng, xem sách nội dung trong thơ. Triệu tập liên hợp hội nghị, đối kháng tối, Diệp Thần không có ý kiến, dẫu sao hắn cũng không muốn mồi lửa tắt. Hơn nữa, tử hoàng tiên cung coi như có thành ý, đem liên hợp hội nghị địa điểm, định ở bên ngoài, liền định ở kiếm thần phế tích bên trong, là Diệp Thần và thiên nữ trước đây quyết chiến địa phương. Hội nghị ngày tháng, liền vào ngày mai. Thời gian khá là khẩn cấp. Diệp Thần trạng thái, còn không khôi phục lại đỉnh cấp, nếu là ngày mai đi tham dự nói, một khi gặp gỡ cái gì bất ngờ, chỉ sợ sẽ có bất trắc nguy hiểm. Bất quá, chàng hội nghị này như thế trọng yếu, Diệp Thần tự nhiên không thể vắng mặt. Hắn tuyệt không thể nhìn mồi lửa tắt. Diệp Thần trong lòng đã có chủ ý, kêu Nham Thần Thiên Tôn hộ pháp, nhưng bảo đảm an toàn. Dẫu sao ở thế giới hiện thật bên trong, có thể cùng Nham Thần Thiên Tôn địch nổi người, có thể ít một chút. Nghĩ như vậy, Diệp Thần liền truyền ra ý chí, cho biết luân hồi trận doanh người, mình ngày mai chuẩn bị đi kiếm thần phế tích, tham dự liên hợp hội nghị. Nham Thần Thiên Tôn đang cảm thụ đến Diệp Thần ý chí sau đó, khẽ cau mày, đáp lại nói. Luân hồi chi chủ, người thương thế còn không khôi phục, ngày mai đi tham dự liên hợp hội nghị, thời gian quá chạy, người hôm nay cần nghỉ ngơi, không thể tùy tiện hoạt động. Ta thay ngươi đi trước là được. Diệp Thần nói, hắc ám tai biến hạ xuống, mồi lửa có tắt nguy hiểm, chuyện lớn như vậy, ta phải tự mình đi bàn, Nham Thần Thiên Tôn, ngươi thay ta hộ pháp cho giỏi. Nham Thần Thiên Tôn gặp Diệp Thần thái độ kiên quyết, cũng không có lại khuyên gì, liền gật đầu đáp ứng. Vạn khư trận doanh, trùng dương chân nhân, phong gian mộng cùng nhóm thế lực, vậy đồng ý triệu tập liên hợp hội nghị. Đến lúc ngày thứ hai, Diệp Thần chính là mang Nham Thần Thiên Tôn, lên đường đi kiếm thần phế tích. Chỉ gặp ở kiếm thần trong phế tích hương, đã tạm thời xây dựng ra một cái lộ thiên hội trường trên để một tấm bàn thật dài. Một cái ông già, ngồi ngay ngắn ở ghế đầu trên vị trí, chính là Đạo Đức Thiên Tôn. Bất quá Đạo Đức Thiên Tôn diễn cảm có chút ngưng trọng. Ở Đạo Đức Thiên Tôn sau lưng, lại đứng mấy cái tử hoàng tiên cung cao tầng trưởng lão. Bọn họ thấy Diệp Thần tới. Trên mặt đều lộ ra phức tạp diễn cảm. Luân hồi chi chủ, Nham Thần Thiên Tôn, ngồi. Đạo Đức Thiên Tôn khôi phục rất nhanh bình tĩnh, chỉ mình chỗ ngồi đối diện. Diệp Thần gật đầu một cái, liền ngồi xuống. Nham Thần Thiên Tôn lại không có ngồi xuống, chỉ là đứng ở Diệp Thần sau lưng.
Ở hai người đến sau không lâu, Vũ Hoàng Cổ Đế, Trùng Dương Chân Nhân, Phong Gian Mộng, vậy mỗi người mang tùy tùng, hạ xuống. Phong Gian Mộng chính là Tam Vĩ, cái này nhân quả đã bại lộ. Trước đó quyết chiến, thiên nữ sử dụng Tam Vĩ lực lượng, thiên cơ liền đã bị tiết lộ, không thể nào giấu giếm nữa. Cho nên, hiện tại người người đều biết, Phong Gian Mộng chính là Tam Vĩ, chỉ là không biết nàng vì sao phải đầu dựa vào thiên nữ. Ở quyết chiến sau khi kết thúc, Diệp Thần phái người đi quét sạch thiên nữ còn sót lại thế lực, thật ra thì cũng có ép Phong Gian Mộng ý xuất thủ, muốn dò xét một tí nàng thực lực. Nhưng, chẳng biết tại sao, Phong Gian Mộng từ đầu đến cuối không có ra tay, hình như là có cái gì cố kỵ vậy. Trước mắt thiên nữ còn sót lại thế lực, đã căn bản bị quét sạch, chỉ còn lại một phần nhỏ tinh nhuệ, đi theo ở Phong Gian Mộng bên người. Hôm nay liên hợp hội nghị, Phong Gian Mộng vậy mang người tới tham dự. Nàng thần sắc bình tĩnh, cho dù thấy Diệp Thần, cũng không có biểu lộ ra nhiều ít tâm trạng, ngược lại là sau lưng nàng mấy người tùy tùng, người người lộ ra tức giận oán hận thần sắc. Chỉ bất quá, hôm nay liên hợp hội nghị, là vì bàn chống lại hắc ám tai biến sự việc, coi như lẫn nhau tới giữa, có lớn hơn nữa thủ oán, cũng không thể phát tác. Chí ít, trước phải vượt qua nguy cơ trước mắt nói sau. Người đều đến đông đủ. Đạo Đức Thiên Tôn gặp tất cả đại trận doanh người, đều đã tập trung đông đủ, liền mở miệng nói. Ngày hôm nay triệu tập các vị tới đây, chắc hẳn các vị cũng biết nguyên nhân, hắc ám tai biến buông xuống, mồi lửa có tắt nguy hiểm, chúng ta phải ném xuống thành kiến, lẫn nhau liên hiệp, mới có đối kháng hắc ám tai biến có thể. Nghe được Đạo Đức Thiên Tôn mà nói, Phong Gian Mộng rửng rưng nói. Vậy nho nhỏ hắc ám tai biến, chỉ là Tử Thần giáo đoàn một điểm nhỏ mánh khóe, không khó phá, chỉ cần mượn dùng cửu thần lục lực lượng. Đạo Đức Thiên Tôn, ngươi không phải có cửu thần lục nơi tay sao? Đạo Đức Thiên Tôn ha ha cười một tiếng, nói ta trên tay cửu thần lục, chỉ là nửa phần, ngoài ra nửa phần, ở luân hồi chi chủ trong tay. Hắn ánh mắt nhìn về Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, đem ngươi cửu thần lục lấy ra, giao cho ta, có lẽ liền có thể giải quyết hắc ám tai biến. Diệp Thần cười nói, ta giao cho ngươi, tại sao không phải ngươi giao cho ta? Đạo Đức Thiên Tôn nói, hắc ám tai biến đem ở ta Tử Hoàng Tiên Cung hạ xuống, đương nhiên là ta tự mình ra tay, mới khá giải quyết. Diệp Thần cười nói, cửu thần lục là thiên chiêu thần khí, từ mang linh tính, không bằng chúng ta đem riêng mình cửu thần lục lấy ra, xem thần khí này, sẽ chọn ai làm chủ nhân. Đạo Đức Thiên Tôn nghe Diệp Thần mà nói, sắc mặt hơi đổi một cái. Diệp Thần khí vận bàng bạc, nội tình thâm hậu, cửu thần lục có linh. Nếu quả thật muốn lựa chọn chủ nhân, vậy khẳng định là chọn Diệp Thần. Đạo Đức Thiên Tôn tự nhiên không thể nào, đem trong tay mình cửu thần lục, trắng tặng không cho Diệp Thần, lập tức lắc đầu một cái, mượn cớ nói thôi, cửu thần lục năm tháng mài mòn quá nghiêm trọng, sợ rằng không cách nào lại đối kháng hắc ám tai biến, các vị vẫn là muốn biện pháp khác. Vũ Hoàng Cổ Đế cười nói, thật ra thì phải giải quyết vậy hắc ám tai biến, vậy rất đơn giản, ta có thể ra tay. Nhưng cần các ngươi hết sức giúp ta, trước giúp ta chứng đạo thành thần, chờ ta thành chân thần, cái gì hắc ám thiên tai, ta đều có thể tiêu diệt. Hắn suy nghĩ mình nếu như thành thần, phải giải quyết trong phạm vi nhỏ hắc ám tai biến, tự nhiên không thành vấn đề. Trùng Dương Chân Nhân ha ha cười một tiếng, nói, ngươi muốn chúng ta giúp ngươi thành thần, nằm mơ đều không sớm như vậy. Vũ Hoàng Cổ Đế nói, ngày hôm nay không phải nói muốn buông xuống thành kiến. Giải quyết hắc ám thiên tai sao? Các ngươi giúp ta thành thần, ta đáp ứng các ngươi, cùng tai biến giải quyết sau đó, ta trực tiếp phi thăng đi không không lúc nào không, lại nữa quản thế giới hiện thật sự việc, như thế nào? Các ngươi chỉ cần mỗi người tiêu hao một chút xíu nguyên khí, liền có thể giúp ta thành thần, vậy không cần tiêu phí hơn giá thật lớn. Trước mắt, Vạn Khư ở thế giới hiện thật, duy nhất kẻ địch chính là Diệp Thần. Lấy Diệp Thần thực lực, sau này sớm muộn có thể đi không không lúc nào không. Cho nên, Vũ Hoàng Cổ Đế nghĩ thầm, mình trước một bước lên trời phi thăng, nói trước bố cục, sau này phải giải quyết Diệp Thần, ngược lại đơn giản rất nhiều. Đạo Đức Thiên Tôn trầm giọng nói, Vũ Hoàng Cổ Đế, muốn chúng ta giúp ngươi thành thần, vậy tuyệt không khả năng. Trùng Dương Chân Nhân nói, Đạo Đức Thiên Tôn, đem ngươi mồi lửa cho ta, ta mượn dùng tương lai người lực lượng, lấy mồi lửa bày trận. Tất có thể giải quyết vậy hắc ám thiên tai. Đạo Đức Thiên Tôn sắc mặt lại là khó khăn xem, nói, mồi lửa là ta Tử Hoàng Tiên Cung căn cơ, không thể cho mượn người ngoài, ta
ta có một pháp, có thể giải quyết vậy hắc ám tai biến. Đó chính là, máu tươi tế trời. Ta Tử Hoàng Tiên Cung, có một môn cổ xưa thánh tế đại pháp, chỉ cần cầm tế phẩm tế trời, liền có thể được đại lộ ban phúc, tế phẩm càng phong phú, đạt được ban phúc lực lượng, chính là càng cường đại. Các ngươi trên đầu, có bảo bối gì, có thể lấy ra hiến tế. Luân hồi chi chủ, trên mình ngươi có tựa hồ có như vậy nhiều luân hồi huyền bi, tùy tiện cầm mấy khối ra, cũng có thể giải quyết trước mắt nguy nan. Còn có ngươi, Vũ Hoàng Cổ Đế, ngươi bắt ngươi Thiên Hoàng Cổ Trung hiến tế, cũng có thể được đại lộ ban phúc. Trùng Dương Chân Nhân, ngươi hiến tế bộ phận Thiên Đế Kim Tua lực lượng, hẳn là đủ rồi. Còn như Phong Gian Mộng Cô Nương, ngươi thừa kế thiên nữ di sản, chắc hẳn cũng có rất nhiều bảo bối chứ. Nghe được Đạo Đức Thiên Tôn mà nói, Diệp Thần, Vũ Hoàng Cổ Đế, Trùng Dương Chân Nhân, Phong Gian Mộng các người, cũng không nhịn cười được. Muốn Diệp Thần hiến tế luân hồi huyền bi, đó là tuyệt đối không thể nào. Vũ Hoàng Cổ Đế cũng cười nói, Đạo Đức Thiên Tôn, ngươi muốn gọi ta hiến tế Thiên Hoàng Cổ Trung, vậy thì thật là cầm ta làm kẻ ngu. Thiên Hoàng Cổ Trung là Tam Hoàng Chí Bảo đứng đầu, Vũ Hoàng Cổ Đế có thể bỏ không được hiến tế. Trùng Dương Chân Nhân cũng là vui vẻ cười to, nói, kêu ta hy sinh Thiên Đế Kim Luân, đó là tuyệt không khả năng, phương pháp này không thể được, lại suy nghĩ một chút biện pháp khác đi. Đạo Đức Thiên Tôn nói, ta chỉ có cái biện pháp này, các ngươi nếu là có biện pháp khác, cứ mở miệng. Không không thời không hắc ám thiên tai, uy năng cực kỳ khủng bố, dựa hết vào sức người thì không cách nào đối kháng, nói cách khác, coi như liên hiệp Diệp Thần, Phong Gian Mộc, Đạo Đức Thiên Tôn, Trùng Dương Chân Nhân, Vũ Hoàng Cổ Đế đám người tu vi lực lượng, cũng không thể đối kháng. Bởi vì đó là thiên nghiêng tai biến, như ngày tận thế hạ xuống. Muốn đối kháng, ngang hàng là đối kháng thiên địa đại thế. Tay khoác thiên nghiêng, vậy thì thật là không cách nào tưởng tượng khó khăn, không phải sức người có thể làm được, trừ phi là thành thần. Cho nên, muốn giải quyết hắc ám tai biến nói, phải khác muốn hắn pháp. Nhưng mà, chàng này liên hợp hội nghị, đám người ngoài mặt, tuy nói là buông xuống thành kiến, nhưng thực thì theo đuổi tâm tư của mình, ai cũng không nguyện ý hy sinh. Cục diện rất nhanh rơi vào cứng ngắc, ai cũng không có thích đáng đối sách. Diệp Thần ý tưởng, là dựa vào Cửu Thần Lục. Nhưng xem Đạo Đức Thiên Tôn hình dáng, hắn là tuyệt đối không chịu giao ra Cửu Thần Lục, Diệp Thần chỉ có nửa phần Cửu Thần Lục mà nói, hiển nhiên khó mà đối kháng hắc ám. Ta có một cái phương án. Ở yên lặng sau một lúc lâu, Tam Vĩ Phong Gian Mộng bỗng nhiên mở miệng nói. À! Diệp Thần ánh mắt nhìn về nàng, tim lại vô hình tăng tốc độ nhảy lên. Đạo Đức Thiên Tôn, Vũ Hoàng Cổ Đế, Trùng Dương Chân Nhân đám người ánh mắt, vậy nhìn về Phong Gian Mộng. Phong Gian Mộng hai tay khoanh, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, nói, không biết các ngươi có nghe hay không qua, Quang Minh Chi Tâm. Quang Minh Chi Tâm. Diệp Thần khẽ cau mày, cái gì là Quang Minh Chi Tâm, hắn trước kia chưa nghe nói qua, bây giờ nghe Phong Gian Mộng nói tới, mơ hồ bắt được thiên cơ, và Quang Thần Thiên Tôn có liên quan sao? Phong Gian Mộng gật gật đầu nói, đúng vậy. Trùng Dương Chân Nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì, hai tròng mắt ngưng trọng, nói Quang Minh Chi Tâm sao? Ta tựa hồ nghe qua truyền thuyết, đó là Quang Thần Thiên Tôn chưa xong thành làm, năm đó Quang Thần Thiên Tôn, muốn tạo ra một kiện đủ để vượt qua thần trí cao khí đồ, vật kia chính là Quang Minh Chi Tâm, là Quang Thần Thiên Tôn trong ảo tưởng thần vật, bởi vì quá mức nóng rực mạnh mẽ, so Cẩm Lý Thiên Phù ánh sáng, còn muốn hừng hực gấp vạn lần, cho nên rất khó chế tạo ra tới. Đến cuối cùng, vậy Quang Minh Chi Tâm, vậy chỉ là một bán thành phẩm thôi, vẫn là rất đáng tiếc. Diệp Thần nghe được Trùng Dương Chân Nhân mà nói, trong lòng một hồi chấn động, nói cái này cái gọi là Quang Minh Chi Tâm so Cẩm Lý Thiên Phù còn muốn hừng hực sao? Cẩm Lý Thiên Phù, được gọi là cường đại nhất cửu thần tổ khí, hàm chứa cực hạn quang minh lực lượng, là thế gian quang minh sáng chói nhất đồ. Ban đầu ở Phù Văn Thánh trong ruộng, Diệp Thần thu phục Cẩm Lý Thiên Phù, nhưng bởi vì quang minh hơi thở quá mãnh liệt, cho nên hắn một mực phong ấn ở phù quỷ mẫu xảo bên trong, ngày thường rất ít vận dụng. Ở Diệp Thần trong ấn tượng, vậy Cẩm Lý Thiên Phù, đã là đời này ánh sáng nhất là hừng hực, chói mắt nhất pháp bảo. Hiện tại, Trùng Dương Chân Nhân lại còn nói, vậy Quang Minh Chi Tâm, so Cẩm Lý Thiên Phù còn chói mắt hơn, ánh sáng muốn hừng hực gấp vạn lần, là Quang Thần Thiên Tôn trong ảo tưởng vĩ tác phẩm lớn, nhưng tiếc là chỉ là một bán thành phẩm, còn chưa hoàn thành. Muốn nghĩ cũng biết, nếu như Quang Minh Chi Tâm,
thật so cẩm lý thiên phù, muốn hừng hực gấp vạn lần mà nói, vậy cơ hồ không thể nào chế tạo ra tới, như thế chói mắt đồ, chư thiên quy luật cũng sẽ không cho phép tồn tại. Đạo đức thiên tôn nói, quang minh chi tâm, a, à, ta thật giống như cũng có tương quan trí nhớ, nhưng cái này đoạn trí nhớ, quá mức rất xưa cùng thống khổ, ta đã mài mòn. Bây giờ nghe các ngươi nhắc tới, ta tựa hồ nhớ ra rồi. Quang minh chi tâm, đích xác là quang thần thiên tôn tự tay chế tạo, ta lúc còn trẻ, thậm chí còn chính mắt thấy. Quang thần thiên tôn là nguyên thiên đế người làm, hắn chế tạo quang minh chi tâm, là muốn là nguyên thiên đế chiếu lượng tinh không bờ bên kia, thật là không thể tưởng tượng nổi nguyện vọng, lại muốn chiếu lượng tinh không bờ bên kia. Vậy quang minh chi tâm, đúng là còn chưa hoàn thành, chỉ là một bán thành phẩm. Nhưng bán thành phẩm ánh sáng, cũng là cực kỳ chói mắt, ta năm đó mắt thấy, thiếu chút nữa ánh mắt đều bị chiếu mù. Đạo đức thiên tôn nhớ lại chuyện cũ, nội tâm như cũ mang một chút sợ hãi cùng tủng sợ hãi. Vậy quang minh chi tâm, thần mang vạn trượng, đủ để xuyên qua hết thảy, năm đó hắn chính mắt thấy, chịu đựng to lớn thống khổ. Diệp thần nghe xong đạo đức thiên tôn miêu tả, trong lòng lại là chấn động. Quang thần thiên tôn chế tạo quang minh chi tâm, lại là muốn là nguyên thiên đế chiếu lượng tinh không bờ bên kia, đây là vĩ đại bực nào ý nghĩ, tinh không bờ bên kia bị hắc ám cùng dơ bẩn bao phủ, quang thần thiên tôn chính là muốn chiếu phá những cái kia hắc ám, để cho quang minh hạ xuống đến tinh không bờ bên kia thế giới bên trong. Phong Gian Mộng nói, tuy nói vậy quang minh chi tâm, chỉ là bán thành phẩm, nhưng ánh sáng chói mắt, huy hoàng, sáng chói, thậm chí ở một ít trong trình độ vượt qua liệt nhật mệnh tinh, nếu như có thể tìm được quang minh chi tâm mà nói. Coi như là không không thời không hắc ám tai biến, cũng có thể ung dung hóa giải. Diệp thần con ngươi hơi co lại, so liệt nhật mệnh tinh còn chói mắt hơn, cái này quang minh chi tâm, thật là không có thể tưởng tượng nóng rực. Thậm chí, Diệp thần mơ hồ tới giữa, còn bắt được thiên cơ, cái này quang minh chi tâm, rất có thể là hắn thức tỉnh hắc dạ mệnh tinh chỗ mấu chốt. Cực hạn quang minh lực lượng, có thể điểm sáng hắc dạ mệnh tinh. Ở bắt được một điểm này thiên cơ sau đó. Diệp thần đầu ầm ầm chấn động. Hắn trước đây thì có dự cảm, mình muốn điểm sáng hắc dạ mệnh tinh mà nói, tam vĩ có thể là mấu chốt. Cho đến hiện tại, Diệp thần mới phát hiện, lúc đầu chỗ mấu chốt, không có ở đây tam vĩ đây, mà là ở chỗ nàng cung cấp đầu mối. Liên quan tới quang minh chi tâm đầu mối. Cái này quang minh chi tâm, mới thật sự là điểm sáng hắc dạ mệnh tinh mấu chốt. Cái này quang minh chi tâm, ở địa phương nào? Diệp thần liền vội vàng hỏi, trong lòng cũng là dâng lên nồng nặc hứng thú. Phong Gian Mộng trần chờ chốc lát, tựa hồ có băn khoăn gì, nhưng cuối cùng mới lên tiếng nói. Quang minh chi tâm, ở một cái kêu là tử hồn giới địa phương. Vậy tử hồn giới, thuộc về thế giới hiện thật, nhưng lại đứng một mình tại thực tế quy luật ra, là hồn thiên đế hậu nhân mở ra ra thế giới. Năm đó quang thần thiên tôn chết sau đó, tín đồ của hắn, đem hắn không hoàn thành tác phẩm. Chính là viên kia quang minh chi tâm, lặng lẽ mang đi tử hồn giới. Bởi vì quang minh chi tâm, ánh sáng quá chói mắt, nếu như ở lại không không lúc nào không, nhất định sẽ đưa tới vô số người chú ý. Quang thần thiên tôn các tín đồ, liền đem quang minh chi tâm, mang đi tử hồn giới, muốn mượn dùng mảnh thế giới kia hắc ám, che giấu quang minh chi tâm hơi thở, chờ đợi quang thần thiên tôn hồi phục, bọn họ mới đi ra. Luân hồi chi chủ. Người cùng quang thần thiên tôn sâu xa thâm hậu, chỉ cần ngươi mở miệng, những tín đồ kia phỏng đoán vậy chịu đem quang minh chi tâm cho ngươi mượn. Ngươi đem quang minh chi tâm mang ra ngoài, là được giải quyết hắc ám thiên tai. Diệp thần cau mày nói, tử hồn giới sao? Ta làm sao cảm giác có chút nguy hiểm? Trong sâu thẳm, Diệp thần bắt được một cổ nguy hiểm to lớn hơi thở. Tử hồn giới, là hồn thiên đế hậu nhân mở ra thế giới. Mà hồn thiên đế quyết tử ma nhãn, ngay tại Diệp thần trên tay. Nếu như bị hồn thiên đế hậu nhân biết, bọn họ khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ đem Diệp thần coi là cừu địch, muốn đoạt lại ánh mắt. Huống chi thiên nữ đánh một trận sau đó, mình thương thế còn nữa, không thể vận dụng quá mức cường đại võ đạo, nếu như trong đó gặp nguy hiểm, cho dù luân hồi khí vận vô địch, chỉ sợ cũng khó mà bình an đi ra. Phong Gian Mộng tựa hồ là đoán được Diệp thần lo âu trong lòng. Nói, nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng muốn mượn ra quang minh chi tâm mà nói, chỉ có thể ngươi tự mình đi, chúng ta đi đều vô dụng. Tai biến không nhanh như vậy hạ xuống, luân hồi chi chủ ngươi có thể trước khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, lại đi tử hồn giới cầm vật này.
Ngay tại lúc này, ở Diệp Thần sau lưng, vẫn không có mở miệng Nham Thần Thiên Tôn, lúc này nhẹ giọng nói, không thể đi, nguy hiểm, hồn thiên đế hậu nhân, sẽ giết ngươi. Phong Gian Mộng cười nói, luân hồi chi chủ là đại khí vận người, khẳng định sẽ không chết, tối đa bị chút tổn thương mà thôi. Huống chi cũng không phải là muốn luân hồi chi chủ lập tức lên đường, hắn còn có thời gian tu bổ thương thế. Nghe Phong Gian Mộng mà nói, Đạo Đức Thiên Tôn và Vũ Hoàng Cổ Đế nhìn nhau, tâm tư khẽ nhúc nhích. Bọn họ cũng biết, Diệp Thần khí vận bàng bạc, sẽ không dễ dàng chết đi. Nhưng nếu như, hắn đi tìm Quang Minh Chi Tâm, bị hồn thiên đế hậu nhân tổn thương nặng, tốt nhất là bị đào hết ánh mắt, trở thành phế nhân, vậy đối với bọn hắn mà nói, nhưng mà thiên đại hảo sự. Lập tức, Đạo Đức Thiên Tôn liền gật đầu liên tục nói, Phong Gian Mộng cô nương, ta xem người biện pháp này rất tốt, liền để cho luân hồi chi chủ, đi tử hồn giới, cầm Quang Minh Chi Tâm cho mượn ra ngoài. Vũ Hoàng Cổ Đế ha ha cười một tiếng, nói, vậy tử hồn giới, nếu là hồn thiên đế hậu nhân mở ra thế giới, nói không chừng còn có cái gì to lớn cơ duyên, luân hồi chi chủ, người nếu là đi, có lẽ còn có thể có ngoài định mức thu hoạch vậy không nhất định. Diệp Thần nghe hai người nói, trong lòng âm thầm khinh bỉ một phen, cũng biết bọn họ tâm hoài bất quỹ, muốn nhìn mình chết thôi. Bất quá vậy Quang Minh Chi Tâm, đúng là để cho Diệp Thần vô cùng động tâm, coi như là đầm rồng hang hổ, hắn cũng muốn đi xông vào một lần. Nếu quả thật đụng phải nguy hiểm, Diệp Thần còn có cuối cùng một lá bài tẩy, đó chính là Bắc Minh Thiên Đế. Nếu là mời Bắc Minh Thiên Đế trợ lực, nhưng lại trở lui toàn thân. Phong Gian Mộng cô nương, vậy tử hồn giới ở địa phương nào, người nói cho ta tọa độ là được. Diệp Thần lập tức cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi. Phong Gian Mộng gặp Diệp Thần như thế sảng khoái đáp ứng, cũng biết hắn đối Quang Minh Chi Tâm, hứng thú cực lớn, nàng liền móc ra một phần trục cuốn, nói. Tử hồn giới là đặc biệt đặc thù thế giới, không có cụ thể tọa độ, ta nơi này có một phần truyền tống quyển trục, là dùng nhân quả luật chế tạo, chỉ cần mở ra, liền có thể truyền tống đi tử hồn giới, nhưng chỉ có thể một người truyền tống, hơn nữa ở bên trong chỉ có thể ngây ngô 3 ngày, 3 ngày sau liền sẽ tự động đi ra. Diệp Thần nói, được, vậy chờ ta trạng thái điều chỉnh xong, liền sẽ đi vào, cho dù chỉ có thể ở bên trong ngây ngô 3 ngày, ta cũng sẽ đem Quang Minh Chi Tâm cho mượn ra ngoài chính là, tiếp theo ngày, các ngươi chống đỡ, có thể ngàn vạn đừng để cho mồi lửa tắt. Nói xong, liền muốn đưa tay đi lấy trục cuốn. Phong Gian Mộng tay nhưng đi về sau có giúp một cái, nói, luân hồi chi chủ, ở truyền tống trước khi đi, ngươi phải đáp ứng ta, nếu là ngươi đi đến tử hồn giới sau đó. Thấy có cái gì cổ thần khí, tuyệt đối không thể đụng vào, càng không thể đem mang ra ngoài, ngươi chỉ cần cầm Quang Minh Chi Tâm, mang ra ngoài là được. Diệp Thần gặp Phong Gian Mộng trịnh trọng như vậy chuyện lạ hình dáng, vậy rất là tò mò, hỏi, vậy tử hồn giới bên trong, có cổ thần khí tồn tại sao? Thế gian truyền lưu cổ thần khí, chỉ có 10 kiện, đó là từ tuyên thời xưa truyền thừa xuống đồ, gọi là thập đại cổ thần khí. Cái này thập đại cổ thần khí bên trong, Diệp Thần trước kia gặp qua một kiện, đó chính là Cửu Thiên Phục Long Ấn. Cửu Thiên Phục Long Ấn, là ngày xưa thế giới hiện thật thứ nhất người luyện thú, Văn Thiên Đại Sư Pháp bảo. Văn Thiên Đại Sư dựa vào Cửu Thiên Phục Long Ấn, tuần phục bán vĩ, sau đó khí lực hao hết, bỏ mình vẫn diệt. Hắn Cửu Thiên Phục Long Ấn, vậy hóa thành nguyên thủy linh khí, lần nữa quy về ở giữa thiên địa, tương lai có thể sẽ lần nữa xuất thế. Bây giờ nghe Phong Gian Mộng mà nói. Diệp Thần vô cùng tò mò, chẳng lẽ nói, ở tử hồn giới bên trong, có pháp bảo gì, có thể cùng Cửu Thiên Phục Long Ấn so sánh, cũng là thập đại cổ thần khí một trong sao. Phong Gian Mộng nói, tóm lại, ngươi phải đáp ứng ta, không thể đụng chạm cổ thần khí nhân quả, đây là ta ranh giới cuối cùng. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì, cười nói, ngươi sợ bị thuần phục chứ. Phong Gian Mộng sắc mặt lãnh đạm, nói chuyện không liên quan ngươi. Tóm lại, người muốn đi tử hồn giới mà nói, trước hết đáp ứng ta. Diệp Thần nhún vai một cái, hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nói, được rồi, ta đáp ứng ngươi, ta thề, nếu là thấy có cái gì cổ thần khí, ta tuyệt không đụng chạm cũng được. Phong Gian Mộng nói, rất tốt, cái này trục cuốn cho ngươi. Lập tức, Phong Gian Mộng liền đem truyền tống quyển trục, giao cho Diệp Thần. Diệp Thần cầm lấy trục cuốn, nhìn Phong Gian Mộng vậy gương mặt thanh tú mà. Đột nhiên nhớ tới Trang Hiểu Nhan, Trang Hiểu Nguyệt hai tỷ muội, liền hỏi, đúng rồi, ta trong lòng một mực có một vấn đề,
người ban đầu ở Chu Thần chiến trường, mang đi nhà cái hai tỷ muội, người đem các nàng mang đi nơi nào? Người muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Phong Gian Mộng nghe được Diệp Thần cái vấn đề này, trong mắt lộ ra một chút thần sắc mê mang, rồi sau đó thở dài một cái nói. Thật ra thì ta có một chữ, một mực xem không hiểu, muốn bảo các nàng tới trợ giúp xem xong, nhưng không nghĩ tới, các nàng vậy xem không hiểu. Ta muốn mời thiên nữ hỗ trợ, nhưng thiên nữ nói, chữ kia, nàng hiểu, nhưng chỉ có thể ý sẽ, không thể truyền lời, không biết làm sao hướng ta giải đáp. Diệp Thần sửng sốt một tí, nói, là chữ gì? Chẳng lẽ là cái gì cổ xưa minh văn, đồ đằng, ký hiệu? Phong Gian Mộng lắc lắc đầu nói, được rồi, không nói cái này, tóm lại ngươi yên tâm, nhà cái hai tỷ muội rất tốt, không nhọc ngươi treo tim, ngươi hãy nhanh lên một chút tu bổ thương thế, đi tử hồn giới, mang về quang minh chi tâm. Diệp Thần thấy Phong Gian Mộng bộ dáng này, trong lòng âm thầm cục cục, cũng không biết liền nàng cũng xem không hiểu chữ, rốt cuộc là chữ gì. Lắc đầu một cái, nếu Phong Gian Mộng không nói, Diệp Thần trong chốc lát cũng khó mà đoán được, không thể làm gì khác hơn là đè xuống tạp niệm của nội tâm, lập tức liền chuẩn bị trở về tinh nguyệt giới, điều chỉnh một tí trạng thái, mấy ngày sau, khôi phục thực lực xong hết rồi, cử động nữa dùng truyền tống quyển trục, đi tử hồn giới. Luân hồi chi chủ, thận trọng. Nham thần thiên tôn sắc mặt ngưng trọng, đè lại Diệp Thần tay. Hắn vẫn là cảm thấy quá nguy hiểm, tử hồn giới bên trong, có rất nhiều hồn thiên đế hậu nhân cùng tín đồ, Diệp Thần chấp trưởng quyết tử ma nhãn, ắt phải đưa tới những người đó coi là kẻ thù. Nham thần thiên tôn, yên tâm, ta không có việc gì. Diệp Thần cười một tiếng, tuy nói hắn hôm nay, thương thế nguyên khí còn không hoàn toàn khôi phục, nhưng ít nhất khôi phục 5-6 thành, đối phó vậy nguy hiểm là đủ rồi. Nếu như là cực đoan nguy hiểm tình huống, hắn còn có luân hồi mộ địa lá bài tẩy này. Huống chi, hắn hiện tại cũng không dự định vào. Hắn cái này 2 ngày dự định điều chỉnh một tí trạng thái, tu bổ thương thế, sau đó còn muốn đi tìm một tí cái đó Mộc Linh Hy. Được rồi, ngươi nhất định phải trạng thái khôi phục đỉnh cấp lại đi, hy vọng ngươi có thể bình an trở về. Nham thần thiên tôn không biết làm sao, chỉ có thể như vậy. Sau đó Diệp Thần liền biến mất ở đám người trước người. Hắn cũng không có thời gian đầu tiên trở lại tinh nguyệt giới, mà là đi tới một mảnh đất giới. Đó là Mộc Linh Hy ẩn thân hang núi. Cũng may sơn động này bày ra cực mạnh cấm chế, không lúc nào không tuyệt thần tịch những tên kia cũng không có tìm tới nơi này. Hôm nay Diệp Thần, dù là chỉ có một phần chia trạng thái tột cùng thực lực, nhưng thực lực ở không lúc nào không tuyệt thần tịch nhóm người kia bên trong tự vệ hẳn không có vấn đề. Bất quá, thiên nữ đánh một trận sau đó, từ chém thần hồn giá quá lớn. Hắn không thể vận dụng lá bài tẩy và chưa nhiều thủ đoạn. Trên nguyên tắc tốt nhất không nên động dùng quá mạnh mẽ võ đạo. Làm Diệp Thần phá vỡ cấm chế bước vào hang núi ngay tức thì, chính là thấy được cơ hồ hôn mê lại quanh thân đều là máu tươi Mộc Linh Hy. Mộc Linh Hy trạng thái quá tệ, nếu không phải đối mình đề phòng, phỏng đoán cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy. Diệp Thần thi triển bát quái thiên đan thuật đối Mộc Linh Hy cũng không có tác dụng quá lớn, thậm chí vận dụng luân hồi máu, sợ rằng hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Mộc Linh Hy là không thời không người, hơn nữa tu vi không thấp, mấu chốt nàng thương thế rất là phức tạp. Ngay tại Diệp Thần suy tính xử trí như thế nào thời điểm, hôn mê Mộc Linh Hy ngón tay khẽ nhúc nhích, dùng máu trên đất viết xuống một cái tọa độ. Mang ta đi nơi này, có thuốc, có thể cứu ta. Diệp Thần con ngươi híp lại, có chút nghi ngờ. Con bé này hẳn một mực ở cái hang núi này mới đúng. Vì sao biết thế giới hiện thật nơi nào có thuốc cứu mình? Bất quá không thời không người, có chút thủ đoạn tự nhiên không phải thế giới hiện thật võ giả có thể hiểu. Diệp Thần suy tư mấy hơi thở, vẫn là lên đường đi tọa độ chi địa. Như nơi đó thật có bảo dược, có lẽ mình từ chém thần hồn thương thế cũng có thể khôi phục, đến lúc đó liền có thể trước thời hạn lên đường đi mượn quang minh chi tâm. Sau một nén nhang, hư không biến dạng. Diệp Thần ôm trước một cái hôn mê bé gái trong hư không tới. Tọa độ chắc là phụ cận đây, nhưng mà làm sao xem, vậy không giống như là Mộc Linh Hy nói có nghịch thiên thần dược bảo địa. Bất quá cái này mảnh đất giới cách huyễn môn không xa, hỏi một tí huyễn môn người thử một chút. Nghĩ tới đây, Diệp Thần liền phi kiếm truyền thư cho huyễn môn. Hắn bị huyễn môn tổ sư gia phụng là trưởng lão, có thể mượn tài nguyên tự nhiên muốn vận dụng.
huống chi huyễn môn thủ đoạn cũng không tệ. Sau đó, dựa theo Mộc Linh Hy nơi chỉ hướng tọa độ, Diệp Thần tiếp tục thăm dò, mặc dù không từng gặp nạn, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn là có chút lãng phí thời gian. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, cái này Mộc Linh Hy tùy ý một cái tọa độ, thật hữu dụng sao? Đột nhiên, Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, hắn cảm giác được cái gì? Nơi này tựa hồ không có bề ngoài như vậy phổ thông. Hắn ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cách đó không xa, tìm ngọn núi điên ngắm nhìn nơi này khác một tòa thật to dãy núi phơi bày màu xám xanh, hơn nữa vách núi hình dáng, thà nói là dãy núi ngược lại không như nói là đá tương đối thích hợp. Toàn bộ dãy núi giống như là một tảng đá lớn điêu khắc mà thành tựa như, nhưng là kỳ quái chính là, khối này cự thạch bề ngoài nhưng là 10 phần bóng loáng bằng phẳng, giống như bị đao cắt qua tựa như. Nhìn qua có chút tức cười, nhưng là Diệp Thần lại có thể rõ ràng cảm nhận được, khối này cự thạch bên trong ở nhưng là 10 phần cứng rắn, tuyệt không phải thông thường đá có thể so với, thậm chí Diệp Thần cũng hoài nghi cái này là một khối thần thạch, chỉ là Diệp Thần cũng không có phát hiện, khối này thần thạch rốt cuộc là thứ gì mà thôi. Dãy núi sao? Không đúng, nơi đó rõ ràng có một nơi trận pháp, là tâm trận, ở tụ lại trong trời đất này ác niệm. Diệp Thần cũng coi là thành tựu không cạn trận pháp sư, cái này cùng lại tầm thường bất quá trận pháp, hắn không cần đến gần, một mắt chính là có thể nhìn ra đầu mối. Dãy núi này bên trong hàng năm không có dấu người cùng linh cầm chim tung tích, xem ra cũng không phải là tự nhiên diễn sanh, mà là có người đoạt thiên công tạo hóa. Bảy trận đem cái này trong núi sâu rét lạnh khí tụ lại, đi qua núi này thể phát ra. Quanh năm mệt mỏi dưới ánh trăng tới, liền liền cái này đỉnh núi, cũng ngâm mắc khí tức âm trầm. Ở trong đó sao? Diệp Thần nhìn trận pháp chỗ sâu, Mộc Linh Hy nơi chỉ hướng địa điểm vị trí tọa độ, chính là ở phụ cận đây không thể nghi ngờ. Vậy chỉ có chỗ này địa giới, lộ vẻ được cùng người khác không cùng chút. Đi thử vận khí một chút đi. Tổng so con ruồi không đầu vậy loạn đụng thân nhau chút, trận pháp kia mặc dù cổ quái không thường gặp, nhưng lại hết sức đơn giản. Không có biện pháp, Diệp Thần có thể chờ, nhưng trên người hắn Mộc Linh Hy tình trạng coi như không nói chính xác, đã có một chút đầu mối, không có lý do không đi thử nghiệm. Dễ như trở bàn tay vượt qua trận pháp kia ngăn trở, Diệp Thần lần nữa ngẩng đầu nhìn kỹ cái này nơi thế ngoại, tựa hồ chỗ kia nho nhỏ trận pháp, ngăn cách hai tòa hoàn toàn thế giới bất đồng. Tất tất tốt tốt mưa nhỏ quyết định gió nhữ, xuyên qua trong rừng sâu gió qua lại vọng về, dã hạc minh lệ, đá xanh bên đường khe suối nhỏ dạo rực dao động, có nai bóng người nhảy động, cả tòa rảnh rỗi núi tựa như dạo chơi cố hương tiên cảnh vậy tản ra mông lung sương mù dày đặc. Có dấu chân, nơi này tựa hồ là một nơi, ẩn núp bộ lạc. Theo đầu mối một đường đi tới, Diệp Thần ở một bụi in loại nào đó cổ xưa ký hiệu cây lớn hạ dừng chân. Biến mất. Tựa hồ là chiều bái cây này lúc lưu lại. Diệp Thần nhướng mày một cái, đột nhiên cảm ứng được một cổ kỳ dị không gian ba động, mặc dù không lộ rõ, nhưng lại không trốn thoát mình cảm giác. Cây này, có cổ quái. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, không dám hết lấy xem nhẹ. Hắn chậm rãi đến gần cây lớn, phát hiện cây này 10 phần quỷ dị, cao đến trăm trượng, tàng cây trực bức chân trời. Tàng cây chóp đỉnh, có một viên hồng ngọc vẫy đá. Như máu mục đưa mắt nhìn vậy làm người ta không lạnh mà run, trên đó hiện đầy quỷ dị hoa văn. Đây là cái gì? Nhìn trước mắt nhánh cây và lá cây đều có mơ hồ tản ra loang lổ màu máu, thậm chí có chút rách dưới không chịu nổi, trước mắt nơi gặp, cùng chung quanh cảnh, hoàn toàn xa lạ. Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Cây này có chút giống cây sinh mạng, nhưng không có tiểu thảo thần nhân quả, có thể ẩn chứa trong đó loại nào đó rất mạnh sinh mạng hơi thở. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tình? Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác được không rõ, nhưng vậy khí tức quỷ dị cũng không bạo tán ra, mà là yên tĩnh ẩn núp. Có người ở huyết tế viên này cây kỳ quái. Bỗng nhiên, Diệp Thần nghĩ tới một loại có khả năng, vậy chính là có người ở tận lực nuôi dưỡng nó, lấy máu tươi tưới. Ngay tại Diệp Thần muốn tiến hơn một bước lúc đó, sau lưng truyền tới hư không chập chờn, có người đang nhanh chóng đến gần, hơn nữa không chỉ một người. Cơ hồ cùng trong nháy mắt, đếm cầm cổ xưa mâu phong bắt đầu từ hư không đâm ra, vững vàng phong tỏa Diệp Thần toàn bộ đường lui. Lực lượng thật kinh khủng. Diệp Thần trong mắt đông lại một cái, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, đây là thuần thân xác lực lượng ném, cơ hồ có thể phá vỡ hết thảy thủ đoạn tập sát, đây là bá đạo bực nào. Lực lượng đến gần thực tế thì cực hạn, là cái gì khái niệm?
cái này cùng võ tổ thốn kình khai thiên có hiệu quả hay như nhau. Diệp thần không có lùi bước, cũng không có né tránh, mà là vận dụng thốn kình, khai thiên. Một quyền này kình lực cực kỳ mạnh, biểu dương ra võ tổ đạo pháp trình độ cao nhất, mãnh liệt đánh đi ra ngoài, đem vậy kích động tới mâu phong toàn bộ chấn vỡ. Vậy đủ để phá vỡ hư không lực lượng mảnh vỡ loạn vũ, không thiếu nổ tung kích động lên, ngay tức thì chính là xuyên thủng mấy người thân thể, để lại vô số đáng sợ lỗ máu, mắt xem chính là không sống nổi. Nhìn lại Diệp thần bên này, quanh thân vậy chỉ là rạch ra mấy đạo nhỏ không thể ngửi nổi vết thương thật nhỏ, tràn ra nhàn nhạt tia máu, như Diệp thần không là cố ý thu liễm lực lượng, cái này cùng thương thế, kiến càng hám cây. Còn thừa lại mấy tên nam tử mạnh chống lên thân, nhìn về Diệp thần ánh mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ, bọn họ không cách nào hiểu, thế nào sẽ có người mạnh đến loại này. Bọn họ mặc dù sợ hãi, nhưng lại nhìn về Diệp thần sau lưng bụi cây kia quỷ dị cây lớn, sát ý vẫn là không giảm. Diệp thần có thể xác định những người này một mực sống ở nơi này, không bị ngoại giới nơi nhiễu, nhưng nếu là thật cố ý đối tự mình ra tay, hắn cũng sẽ không nương tay. Chậm đã! Ngay tại Diệp thần muốn trong lúc động thủ, một tiếng quát to chỉ mâu, cách thật xa, chính là có thể cảm giác được một cổ tang thương đạo vận mang theo phong trần cửa hàng. Chỉ gặp một vị thiếu niên bay vút tới, không giống lúc trước đám kia kỳ lạ cổ quái ăn mặc nam tử, chỉ là một bộ tươi đẹp rực cháy mục đích màu đỏ trường sam. Là nàng để cho ngươi tới nơi này chứ? Ta là Mộc Linh Hy bằng hữu, cũng là nơi đây một khối nhỏ thiên địa linh chủ. Ngươi cũng có thể gọi ta là Huyễn Linh Chi Chủ, nơi này là ảo tưởng sáng chế, người nơi này đối người ngoại lai cũng cực kỳ phòng bị. Thiếu niên giải thích, Diệp thần nhìn một cái thiếu niên, không nghĩ tới cái này thiếu niên còn tự xưng Huyễn Linh Chi Chủ, giọng cũng không nhỏ. Bất quá Diệp thần cũng không dự định nói nhảm, nhàn nhạt nói, là nàng chỉ dẫn ta tới, nói nơi đây có bảo dược. Diệp thần mặc dù đối với trước mắt cái này không đáng tin cậy thiếu niên sinh lòng nghi ngờ, nhưng theo lễ phép kính trọng, cũng không quá nhiều vô lễ, dẫu sao là phải cầu cạnh người, hơn nữa lúc trước những cái kia đối hắn xuất thủ ra hỏa, vậy nếm được đau khổ. Không cần phải được thế không buông tha người. Nơi này là tộc ta tế tự chi địa, bọn họ lúc trước lấy vì ngươi có ngạt niệm, cái này mới ra tay. Dẫu sao, tộc ta cho tới bây giờ chưa từng có người ngoài đặt chân. Huyễn Linh Chi Chủ quái ngượng ngùng hướng về phía Diệp thần gật đầu cười một tiếng, giải thích. Chưa bao giờ có người bước vào. Diệp thần theo bản năng quay đầu nhìn một chút hôn mê Mộc Linh Hy, chỉ gặp Huyễn Linh Chi Chủ nói tiếp, không sai. Cho dù là Mộc Linh Hy các nàng, tộc ta cũng là chỉ có phi kiếm truyền thư lui tới mà thôi. Vậy ngươi liền không nghi ngờ chúng ta thân phận, Diệp thần hỏi ngược lại nói. Huyễn Linh Chi Chủ khoát tay một cái, lời nói, tộc ta tổ địa, ở nơi này thế giới hiện thật cũng thuộc về quỷ dị giới, Vũ Hoàng Cổ Đế và Đạo Đức Thiên Tôn muốn bước vào nơi này cũng không thể. Thái thượng thế giới và thiên ngoại thiên muôn vàn chi địa, không có tọa độ, không thể nào có người bước vào nơi này. Ban đầu những cái kia hướng về phía Diệp thần hạ sát thủ người đàn ông thấy Huyễn Linh Chi Chủ cùng người trước mắt thật giống như quen thuộc hình dáng, liền không nói tiếng nào đi theo sau lưng hắn, yên tĩnh cúi đầu chờ. Cùng ta hồi tộc bên trong đi, ta nơi này ngược lại có chút thần dược, cùng nàng tỉnh, người tự nhiên liền biết rõ. Huyễn Linh Chi Chủ tựa hồ đối với Diệp thần rất là để bụng, năm bước ba quay đầu quan sát Diệp thần mấy lần, vậy có lẽ là cái này trong rừng, chưa bao giờ có người ngoài đặt chân qua nguyên nhân. Huyễn Linh Chi Chủ mang Diệp Thần và Mộc Linh Hy thẳng đi tới chòm xóm phía sau nhất ở giữa một nơi đình viện bên trong, không lâu lắm, thì có người bưng một viên thuốc tới. Đây là các nàng nhất tộc, ở lại ta chỗ này thiên huyết cốt hồn đan, tin tưởng Mộc Linh Hy chắc là để cho ngươi tới lấy nó, ngươi lại cầm đi. Huyễn Linh Chi Chủ cứ như vậy đưa cho Diệp Thần một cái hộp, đúng như hắn nói, trong đó là một quả tản ra oánh nhuận sáng bóng đan dược. Cũng không có biết bao nghịch thiên chói mắt quang hoa sáng chói. Có thể Diệp thần chỉ một cái liếc mắt, liền cảm giác được đan dược này không bình thường. Cực kỳ có thể đến từ không không lúc nào không. Thế giới hiện thật không thể nào luyện chế ra như viên thuốc này. Ta xem trên mình ngươi tựa hồ bị thương, chúng ta cái này mảnh đất giới đối hồn phách và thân xác thương thế có hiệu quả. Các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, phục thuốc này, nàng hẳn rất mau liền sẽ tỉnh, đến lúc đó lại tới tìm ta là được. Huyễn Linh Chi Chủ ha ha cười một tiếng, chắp tay. Cũng tỏ ý Diệp thần có thể ở chỗ này tùy ý đi đi lại lại sau đó, rời đi. Thu xếp ổn thỏa Mộc Linh Hy sau đó, Diệp thần mặc dù nghi ngờ trong lòng,
nhưng vậy ôm chiếc thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng tâm tính lại lần nữa nhìn kỹ dậy hoàn cảnh chung quanh tới. Nơi này chân thực có chút quỷ dị, bởi vì ở võ đạo trên thế giới, nơi này lộ vẻ được quá bình thường, giống như một cái tầm thường sơn thôn thôi. Là bởi vì là ảo tưởng lực lượng, vẫn là nói, đại lộ trí giản. Ừ, bỗng nhiên lúc này, Diệp Thần ánh mắt ngưng chỉ ở nhà gỗ ngoài cửa sổ trên một mảnh đất trống, sáng trong ánh trăng ở nơi này núi sâu bên trong, tựa hồ phá lệ minh lượng, vậy một nơi hoang dã, vừa xem trọn vẹn. Hô! Diệp Thần hô hấp đổi được dồn dập, hắn nhìn thấy gì? Ở hắn nhận biết bên trong, có thể tái tạo xương thịt người chết vạn linh cỏ, tăng tiến tu vi ẩn huyết thần nhân sâm, thậm chí còn có thể tăng tiến ý chí võ đạo cảm ngộ tu di không có dễ hoa. Những cái kia ở bên ngoài vô cùng quý hiếm của nó hiếm thấy tồn tại, ở chỗ này nhưng khắp nơi đều là, đây quả thực để cho Diệp Thần khó tin. Hết thảy các thứ này, nhưng lại là thật tại hiện trường phát sinh. Những thứ này, đều là thật, cũng không phải là ảo tưởng. Khi nhìn đến vậy đầy đất hỗn loạn chất đống linh thảo sau đó, Diệp Thần ánh mắt đổi được cuồng nóng lên. Thế giới hiện thật lại có loại địa phương này. Hơn nữa trong đó không thiếu đối với thương thế hắn vô cùng hữu ích linh tài. Thiên nữ đánh một trận, từ chém thần hồn thương thế được cứu rồi. Nhìn dáng dấp, Mộc Linh Hy cái đó nhà đầu còn thật không gạt người. Diệp Thần đạm đạm nói. Hắn mặc dù không có tận lực đi tìm, nhưng là nhưng phát hiện, những linh thảo này chiếm cứ địa vực, tất cả đều có mình ký hiệu tính ký hiệu, mỗi một bụi cây màu sắc của linh thảo, cũng đều là bất đồng. Diệp Thần ở xác định mình không biết tìm sai sau đó, liền thi triển thuật pháp đem cầm mỗi dạng linh thảo cũng góp nhặt một ít, đặt ở luân hồi mộ địa bên trong. Những thứ này, đối ngươi rất hữu dụng sao? Đột nhiên, huyễn linh chi chủ thanh âm truyền tới, chỉ gặp vậy một bộ rất là tươi đẹp đỏ áo lót theo buổi tối gió nhỏ nhẹ phẩy, hắn vậy thiếu niên vậy non nớt trên mặt nhưng là hiện lên một cổ không thuộc về bạn cùng lứa tuổi vậy bể dâu. Những cái kia linh tài, mặc dù nghịch thiên, nhưng tiên đế trở xuống võ giả nếu như trực tiếp uống, có chút có thể cũng không hiệu quả, có chút có thể bạo thể mà chết. Thật ra thì mảnh đất này và không không thời không một nơi tiên đất có quan. Bất quá rất nhiều thứ, ta không thể nói cho người ngoài. Nếu như bại lộ ở thế giới hiện thật, Vũ Hoàng cổ đế chỉ sợ sớm đã mượn này thành thần, chúng ta vậy chọn đời không được an bình. Huyễn Linh chi chủ trôi lơ lửng ở trên bầu trời, cố ý thâm trầm nói, bất quá, người nếu có cần. Có thể tùy ý lấy dùng. Diệp Thần chắp tay nói, đa tạ, ta đây là không nghĩ tới, các ngươi nhất tộc đối với người ngoài ngược lại là rộng lượng như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ ta mang tin tức đi ra ngoài cho Vũ Hoàng cổ đế? Huyễn Linh chi chủ cười một tiếng, ngươi sẽ không, ta có thể từ trên mình ngươi ngửi được một chút nhân quả, Vũ Hoàng cổ đế, đạo đức thiên tôn đều là ngươi kẻ địch. Hơn nữa, ta cũng không có người nghĩ hào phóng như vậy, chúng ta tổ tiên chưa từng không lúc nào không tới. Lưu lại linh thảo cây, lại không lưu lại bảo vệ phương pháp, ta biết ngươi không phải người bình thường, có thể cùng Vũ Hoàng cổ đế và đạo đức thiên tôn là địch, thực lực tuyệt đối không kém. Ta hy vọng nếu như tương lai chúng ta xảy ra chuyện, ngươi có thể chiếu cố một hai. Diệp Thần cũng không nói nhảm, bởi vì đây cũng là nhân quả, nói, được. Đáp ứng sau liền tiếp tục tìm kiếm mình thứ cần. Đêm đến, Diệp Thần luyện hóa yêu cầu rất nhiều thần vật, dùng vào thân thể. Và thiên nữ đánh một trận thần hồn thương thế cuối cùng hồi phục một phần chia. Dĩ nhiên, muốn lập tức khôi phục thương thế, lại nghịch thiên bảo dược cũng không khả năng. Đột nhiên, hắn phát hiện cái gì, ánh mắt rơi ở một bên Mộc Linh Hy trên mình, nói, ngươi tỉnh. Mộc Linh Hy miễn cưỡng chen. Ra nụ cười, đúng vậy, tỉnh. Bất quá nàng bộ dáng này, như cũ lộ vẻ được hết sức yếu ớt. Chúng ta đi nhanh đi. Mộc Linh Hy vùng vẫy đứng lên. Chưa có động tác, liền lại là thân thể lệch một cái, lại là mới ngã xuống trên đất, trên mặt lóe lên vẻ thống khổ, tựa hồ trong thân thể lực lượng nào đó, đang cắn trả nàng linh hồn, đưa đến nàng khó mà chịu đựng. Thấy Mộc Linh Hy như vậy, Diệp Thần cũng biết nàng thương thế vô cùng nghiêm trọng. Cho dù có đan dược kia, cũng không khả năng lập tức khôi phục. Nàng còn cần thời gian. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, Mộc Linh Hy, người thương thế không nhẹ, an tâm ở đi. Cùng tổn thương hoàn toàn tốt lắm, rồi đi không muộn. Mộc Linh Hy nghe được câu này, nhưng là thái độ cực kỳ kiên định, không được, nơi này cũng không an toàn, ta mặc dù hôn mê, nhưng mấy ngày qua, vậy bao nhiêu biết một ít nội tình.
liên quan đến một ít đại bí ta không cách nào cùng ngươi nói chuyện, nhưng ta muốn ta vậy phải nói xin lỗi ngươi, sự việc có chút thoát khỏi ta nắm trong tay. Mộc Linh Hy giọng 10 phần khẩn cấp, thậm chí lộ vẻ được có chút lời nói không có mạch lạc, lại là muốn rời đi lại là nói xin lỗi. Diệp Thần mới vừa muốn nói cái gì, Mộc Linh Hy tiếp tục nói, ngươi mới vừa rồi nhưng có phi kiếm truyền thư. Diệp Thần ngẩn ra, nói ta ở tìm nơi này thời điểm, liên lạc Huyễn Môn, ngươi lúc ấy hôn mê, vì sao biết phi kiếm truyền thư sự việc. Mộc Linh Hy trong lòng lộp bộp một tiếng, ta thân phận có chút đặc thù, có thể cảm giác một ít thứ, cụ thể ta tạm thời không thể tiết lộ. Nhưng dưới mắt, Huyễn Môn có thể gặp nguy hiểm. Đám người kia có thủ đoạn đặc biệt, có thể bắt thế giới hiện thật phi kiếm truyền thư. Sợ rằng hôm nay bọn họ đã đến Huyễn Môn. Nghe được mấy câu nói này, Diệp Thần diễn cảm ngưng trọng mấy phần. Nói như vậy, mình phi kiếm truyền thư há chẳng phải là đem Huyễn Môn đưa thân vào dầu sôi lửa bỏng bên trong. Cùng lúc đó, Huyễn Môn, Thiên Ngọc Phong. Sư tôn, ta làm được. Tiểu Ngũ mặt đầy vẻ hưng phấn, quơ trong tay kiếm gỗ hướng áo gai cụ già hôi tay múa chân, ở thiếu niên sau lưng, một khối trăm trượng cao thần thạch bị lăng không chém thành mấy đoạn. Hiểu ra kiếm ý, nói chung chính là tựa như vậy ý chí bất khuất, dù là cỏ cây, cũng có thể khai sơn, lay trời, người nếu là có luân hồi chi chủ hướng dẫn kiếm ý là tốt. Ừ, tiếp theo một cái chớp mắt, cụ già câu lũ gánh ngay tức thì dơ cao, đôi đồng bạo bắn ra sạch bóng sắc bén vô cùng. Chỉ là quay đầu lại liếc một cái, Tiểu Ngũ trước người núi thần ngay tức thì nghiền làm phấn vụn. Lăng liệt cuồng bạo khí thế ngay tức thì nuốt phệ thiên, tam trưởng lão chợt quát một tiếng. Thật là to gan, lại dám ở ta Huyễn Môn địa giới ngang ngược. Cổ khí tức kia, tuyệt đối sẽ không sai, không không thời không cường giả. Cùng lúc đó, đại trưởng lão chấn nộ thanh âm kích động vang khắp toàn bộ tông môn. Lão Tam, ngươi theo ta đi trước trừ tà. Những người còn lại chờ, ở chỗ này phò hộ tông môn. Tam trưởng lão cùng đại trưởng lão đồng loạt dậm chân ra, hướng vậy cổ tới ám hơi thở bay vút đi. Cùng lúc đó, tuyệt thần tịch bên này rất nhiều cường giả đã xuất hiện ở Huyễn Môn trước. Thi thể khắp nơi đều là Huyễn Môn đệ tử giữ cửa. Đối với không không thời không cường giả mà nói, cho dù tu vi bị áp chế, nhưng tiêu diệt mấy cái thế giới hiện thật võ giả, và giết chết mấy con kiến không có khác biệt. Bọn họ tới Huyễn Môn, chỉ là tìm được Mộc Linh Hy và Diệp Thần thôi. Như Mộc Linh Hy và Diệp Thần không xuất hiện, giết sạch Huyễn Môn thì như thế nào? Rất nhanh, đại trưởng lão và tam trưởng lão liền đuổi đến nơi này, khi thấy máu chảy thành sông hình ảnh, bọn họ giếng cổ không dao động tim ngay tức thì bị lửa giận tràn ngập. Thậm chí liền một câu nói cũng không có nói, trực tiếp xông về tuyệt thần tịch cường giả bên trong. Hai tôn cao cấp tiên đế cường giả dưới sự liên thủ. Ở thế giới hiện thật là biết bao khủng bố. Một người trong đó còng lưng thân thể lại là giống như cao treo ở thương khung, chỉ giết không buông tha một chuôi thiên kiếm, uy thế hạng kinh người. Ùm ùm, hai đại tiên đế uy áp bao phủ dưới, thiên địa đều tựa như đang rung động, kinh khủng sóng trùng kích cuốn đi bốn phía, lật ngược vô số hà xuyên, trên mặt đất lại là trực tiếp xuất hiện từng đạo to lớn kẽ hở. Lại là hiếm có trùng điệp giang xuyên nước đổ chảy chân trời. Mười phần kinh người khủng bố, làm càn khôn điên đảo. Nhìn lại tuyệt thần tịch bên này, phụ trách dính dấp Diêm Tuyệt cùng một đám thực lực, so với Huyễn Môn hai tôn cao cấp tiên đế liền muốn yếu hơn một bậc, bọn họ dẫu sao bị áp chế, hơn nữa còn là ở Huyễn Môn địa giới. Đến bọn họ cái này cấp bậc, phong thủy khí vận chiếm cứ nhân tố quá lớn. Đối mặt hai tôn cao cấp tiên đế cường giả ngút trời sát ý, nếu không phải thắng ở võ đạo mạnh mẽ, có thể bằng vào không không thời không thủ đoạn chu toàn. Nếu không cùng cao cấp tiên đế ngạnh hám, đây mới thật sự là ngại mệnh dài. Ngươi cùng không nên dính thực tế, nếu dính, vậy lần này các ngươi liền không chạy thoát. Đại trưởng lão gầm thét liền liền, bọn họ hai người liên thủ, khí cơ vững vàng phong tỏa tuyệt thần tịch đám người, chỉ là vừa đối mặt tới giữa, tuyệt thần tịch thì có người chết. Oanh, oanh, hai đại cao cấp tiên đế, đồng thời triển lộ ra giết tuyệt công phạt. Bình bịch bịch, từng đạo tiếng nổ thật to vang khắp, nguyên phiến trời đất phảng phất cũng đang lay động trước, từng trận kinh khủng đợt khí cuộn sạch bốn phía. Oanh, oanh, hai người công kích còn chưa từng đến gần, kinh khủng năng lượng rung động cũng đã khoách tán ra. Một khắc sau, trời đất phảng phất đều phải bị đánh nát. Hai người công kích, đã vượt qua người bình thường có thể hiểu được phạm vi,
quá mức khủng bố, dính phân nửa đều khó trốn nhân quả. Đáng chết, cầm đầu cái lão già đó thực lực lại như vậy khủng bố. Mấu chốt thuật pháp của hắn vì sao và không không lúc nào không có hiệu quả hay như nhau. Diêm Tuyệt sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới thế giới hiện thật khó giải thích nhất ra hỏa, lại xuất hiện ở nơi này. Hắn vốn cho là thế giới hiện thật trừ đạo đức thiên tôn và vũ hoàng cổ đế, đều là con kiến hôi thôi. Còn có một cái kiếm tu, kiếm đạo thực lực không kém, chúng ta muốn không muốn rút lui. Diêm Tuyệt sau lưng một tên nam tử lời nói bên trong kẹp mang theo mấy phần giọng run rẩy, may là lấy bọn họ đến từ không không lúc nào không, hôm nay trực diện thế giới hiện thật cao cấp thiên đế, cũng không khỏi sợ hãi. Nghĩ biện pháp chọc giận bọn họ, cách Nam Trinh bên kia chiến trường càng xa càng tốt, chúng ta chuyến này mục đích, chỉ có dẫn ra cái này hai người, hơn nữa. Còn sống. Diêm Tuyệt sắc mặt mấy độ biến ảo, cuối cùng vẫn là cắn răng trầm giọng nói. Dẫu sao Mộc Linh Hy tầm quan trọng, bọn họ lại không rõ lắm, có thể dẫn được tuyệt thần tịch thời không chủ cũng làm lấm lét tồn tại, giá trị của nàng, vượt xa chuyến này mà đến bọn họ mười mấy người. Tuyệt thần tịch trên mặt mọi người đều là thoáng qua một chút đoạn tuyệt ý. Chư quân, chúc may mắn. Diêm Tuyệt âm ngoan cười một tiếng, khóe miệng treo lên lau một cái lạnh lùng độ cong, hắn có thể cảm nhận được, phạm vi này thiên bách lý bên trong, có không thiếu cường giả. Oanh! Chân hắn trưởng dẫm đất, một cổ cuồng bạo năng lượng từ trong cơ thể bung ra bạo tán, từng tầng một rung động dạo rực ra, vô tận hắc ám khí tức che khuất bầu trời, chiếm đoạt vạn vật. Theo sát, Diêm Tuyệt thân hình đột nhiên động một cái, hướng phía trước một ngọn núi cao chạy trốn xa đi, ngay chớp mắt cũng đã xuất hiện ở trên bầu trời, treo lãnh nghi ngắm nhìn mắt nhìn xuống. Rồi sau đó chỉ là hời hợt một trưởng khẽ giơ lên đè xuống, trực tiếp đem dãy núi này phá hủy, cơ hồ nhất kích vê làm phấn vụn. Dãy núi chỗ sâu kết giới dưới, không hề thiếu huyễn môn đệ tử, nhưng lại bởi vì cái này tới ám lực uy áp kinh khủng, rối rít câm như hến, không dám thở mạnh, thậm chí liền chống cự đều không cách nào làm được, chính là lâm vào là cướp xám. Những thứ này huyễn môn đệ tử, không hề thiếu thiên tài, nhưng đối mặt Diêm Tuyệt như vậy sát phạt thế công, cơ hồ phơi bày một bên ngã thế cục, như Mộc Linh Hy những cái kia chạy tới thế giới hiện thật tộc nhân như vậy, bị tùy ý tàn sát. Ngươi dám! Huyễn môn tam trưởng lão uy thế ngay tức thì lan tràn. Chuỗi kinh khủng tiếng nổ vang truyền ra, ở cái này một phương thiên địa gian vang vọng. Có thể Diêm Tuyệt như cũ không có dự định dừng tay, liếm hết sức đáy mắt chỗ sâu kiêng kỵ, thay vào đó là vô tận điên cuồng sát thế, không điên ma không được sống. Ha ha ha! Diêm Tuyệt và tam trưởng lão bóng người nơi cướp chỗ, vô tận hắc ám cùng mưa máu chính là sau đó quét qua, không gặp sống. Cười như điên cùng giận dữ tiếng nhưng là như cũ vang khắp ở nơi này một phiến khu vực. Ở tam trưởng lão đuổi giết Diêm Tuyệt đồng thời, lúc này đại trưởng lão bóng người hướng khác tuyệt thần tịch đám người không ngừng đến gần, cái này nhìn như tướng mạo xấu xí cụ già, chính là hôm nay huyễn môn bên trong, chân chính trung lưu chỉ trụ. Ngoài ra một nơi đất trống. Bỗng nhiên lúc này, tuyệt thần tịch mọi người trong lòng hơi giật mình, trong con người hiện lên vẻ ngưng trọng. Bao phủ ở lòng của tất cả mọi người, vậy một cổ nguy hiểm kinh khủng hơi thở, đang nhanh chóng ép tới gần bọn họ. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Tuyệt thần tịch đám người cường giả trong lòng kinh ngạc không thôi, mặc dù nơi này cách huyễn môn biên giới không xa, nhưng là bọn họ vậy không có quên, bọn họ chuyến này nhất mục tiêu chủ yếu là cái gì, chỉ cần có thể dẫn ra hai vị cường giả, còn lại đều dễ nói, nếu như dẫn không ra nói, bọn họ chỉ sợ cũng được giao phó ở chỗ này. Oanh! Oanh! Nhưng vào lúc này, một cổ kinh khủng công kích tấn công tới. Đại trưởng lão ánh mắt híp lại, trong tròng mắt hàn mang phun trào, bàn tay lộ ra, một cổ dâng trào mênh mông lực lượng ngay tức thì từ hắn giữa trưởng đè xuống. Một đạo kinh khủng tiếng nổ vang khắp, tuyệt thần tịch ba người thân hình ngay tức thì bị một trưởng chụp xuống đất để mấy trăm mét, dày đặc xương trắng đều cơ hồ gãy phơi bầy, mười phần chật vật. Mà ở bọn họ đối diện, bất ngờ đứng một tên ông già. Vóc người gầy nhom, đầu đầy tóc bạc trắng ở trong gió xốc xếch bay lượn, hắn con người đen nhánh thâm thúy, giống như thương khung ngân hà, hiện lên dày đặc sát ý, chính là huyễn môn đại trưởng lão. Lão nhân thủ nắm giữ quyền, một cổ kinh khủng huyễn lực chập chờn tràn ngập ra, chói mắt chiếu rọi mang vẩy chiếu chỗ, tuyệt thần tịch ba người chính là hóa thành bụi bẩm tiêu tán ở giữa thiên địa. Nếu đã tới, liền được toàn lưu lại. Đại trưởng lão ánh mắt thâm thúy lại u dài. Xoay người hướng bên kia đuổi giết đi.
Mà giờ khắc này huyễn môn đại trận ra, hai tay chắp sau lưng Nam Trinh đưa mắt nhìn một người hình bóng từ từ đi xa, cũng là khóe miệng nổi lên một chút giảo hoạt, nhàn nhạt nói. Có ý tứ. Dần dần cảm nhận được tuyệt thần tịch có người chết, vậy từng luồng thần niệm không ngừng ở biến mất, Nam Trinh liền rõ ràng, bên kia chiến đấu, hẳn đã rơi vào bạch nhiệt hóa. Giờ đến phiên bọn họ ra tay. Nam Trinh nói, tuyệt thần tịch thời không xin trả lời ta, ta nguyện lấy ta thịt thân, cung thỉnh tuyệt thần đại nhân pháp thân hạ xuống. Toàn bộ tông môn bầu trời, trong thoáng chốc chính là ảm đạm không sáng, đưa tay không thấy được năm ngón tới ám chi bên trong, bóng tối hơi thở không ngừng lưu chuyển. Địch tấn công. Cơ hồ cùng trong chốc lát, huyễn môn không thanh đường bên trên, lại có hai đạo tiên đế khí tức mạnh mẽ thẳng rót màn trời, giống như trăng bạc vậy bay lên, giấy lên một chút trong sạch. Là nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão. Hai vị trưởng lão này vậy ra tay, không thời không đập bể cửa chịu chết đi. Cùng trong chốc lát, huyễn môn mấy chục tôn bước vào tiên đế chấp sự trưởng lão đồng thời quát chói tai, sát khí trùng tiêu, khí thế kinh thiên. Giết! Một tên người mặc tử y trưởng lão dẫn đầu hướng không lúc nào không đám người phóng tới. Trong chốc lát, huyễn môn đám người tiên đế tề tụ trên hư không, thiên địa kêu nhẹ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vô số đạo quang ở giữa trời đất ngang dọc, giống như từng cái cự long gầm thét, từng đạo sáng chói kiếm khí biến dạng bầu trời, giống như từng hạt tròn sao băng rơi xuống, một phiến phiến cháy đạo vận ngọn lửa từ trong hư không hiện lên, cuộn sạch bát hoang lục hợp. Hừ! Đột nhiên, vô cùng thanh âm lạnh như băng truyền ra, hư không diễn hóa một hơi thâm thúy vô cùng hắc động, ở một bên kia, kiếm mang kinh khủng sáng lên nhỏ mang. Quanh mình cuồng bạo thế công đem thiên địa chấn động. Dường như muốn sụp đổ vậy. Một ít tu vi nhỏ cùng không tránh kịp huyễn môn đệ tử ngay tức thì bị chôn vùi ở kiếm khí cùng trong biển lửa, chỉ để lại một đống chồng xương trắng, máu cùng cốt cặn bã. Muội muội, Tiểu Ngũ một kiếm sâu mở nửa ngọn núi ven núi, hết sức che chở bên người cô gái, hắn mặt đầy là tổn thương, trong mắt bên trong lóe lên thị huyết sát ý, hỗn độn không rõ. Hô hô, đáng ghét, cái này bóng tối lực lượng ở chiếm đoạt thần của ta chí. Tiểu Ngũ gào thét, đem muội muội vững vàng bảo vệ vào trong ngực, nhìn cái này trước mắt cảnh tan hoang tông môn, hắn đầu óc bên trong dần dần hiện ra một người hình bóng. Diệp đại ca, ngươi cho tới nay, là đang cùng như vậy người chiến đấu sao? Ca, ngươi đang suy nghĩ gì, chú ý. Cùng lúc đó, một chỗ khác. Huyễn môn người hãy nghe cho ta, hiện tại cho các ngươi một cái lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Trên hư không, một tiếng kêu nhẹ cách một đời truyền tới, không buồn không vui. Vậy là tới từ không lúc nào không trung tuyệt thần tịch thời không thiên đế ý chí. Huyễn môn ngũ trưởng lão một đôi đục ngầu mắt lão bắn tán loạn trước ánh mắt bén nhọn, lạnh lùng nhìn chăm chú phía trước không lúc nào không đám người. Thần phục. Nghe nói như vậy, tất cả tiên đế trưởng lão cũng không nhìn được cười lạnh, lúc này, bọn họ há có thể thần phục chỉ là tăng thêm sỉ nhục mà thôi. Đã như vậy, vậy thì không nên trách ta độc ác vô tình. Keng! Một cái gầy nhom cánh tay cách không nắm chặt, trăm trượng cự kiếm cách một đời chém tới, mũi bên trên lân lân giáp phiến lóe lên màu máu ánh sáng, rơi xuống kinh thế một kiếm. Cùng trước đây không lâu Mộc Linh Hy vậy nhất tộc gặp tình cảnh, giống nhau như đúc. Một tôn không lúc nào không thiên đế pháp thân mà thôi, thật làm ta huyễn môn là trái hồng mềm. Nhị trưởng lão chợt quát một tiếng. Ngũ trưởng lão thân hình vậy nhô lên, ngạnh hám cái này như muốn xé trời một kiếm. Nhị trưởng lão cũng không có nói nhảm nữa, thân thể bỗng nhiên về phía trước dậm chân ra, hắn cả người tu vi tuyệt không thể coi thường, hơn nữa vào thời khắc này hắn còn có ba kiện cửu thần thời đại không lành lặn vật tách thả ra ánh sáng rực rỡ, thực lực có thể nói là phi phàm vô cùng. Ngũ trưởng lão thân thể như sao rơi vậy phá vỡ trường không, mang sát khí ngút trời, hung hãn đánh về phía diệt thế kiếm mang. Giết! 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 Tuyệt thần tịch thời không đám người vậy không chút do dự nghênh đón, hai bên tiến hành chém giết, nhất thời chiến huống kịch liệt ngay tức thì bùng nổ. Thực vậy, huyễn môn nội tình, có chừng mấy tôn cao cấp tiên đế cảnh tuyệt thế cường giả chấn giữ, cái này cùng tranh phong thế, thề không lùi. Cùng lúc đó, huyễn môn một chỗ khác. Tiêu Thuần Ngọc cũng không có bất kỳ hốt hoảng, nói, ra ra, yên tâm đi, bọn họ cũng không phải là nhằm vào huyễn môn. Tựa hồ là Diệp Thần mang đi một cái nhân vật then chốt, tuyệt thần tịch những người đó không tìm được,
tự nhiên sẽ rút lui. Nếu như đến khi đại trưởng lão hồi giúp đỡ, mượn huyễn môn bảo vệ trận pháp, cho dù là không không lúc nào không thiên đế pháp thân, cũng khó ở mấy tôn cao cấp tiên đế dắt tay nhau dưới sự công kích bình yên vô sự. Tiêu Kiền Thiên nghe được câu này, đang nhìn mình tôn nhi, nói, ngươi vì sao không đem Diệp Thần không có ở đây huyễn môn tin tức mang cho bọn họ. Mang cho bọn họ, không không thời không những người đó, cũng không phải cái gì hiền lành, ta ngược lại không để ý bọn họ hơn chết mấy người. Dẫu sao, giao dịch quy về giao dịch, ngài không ra tay chính là. Tiêu Thuần Ngọc hai tay thua lập, nói Tử Hoàng Thiên Cung cũng tai biến, đại thế tràn ngập nguy cơ, nếu như còn có dư lực một người địch đời ngược lại tốt, nhưng nếu là không cách nào cố gắng xoay chuyển tình thế đâu. Cho dù thế đạo lại xấu xa, ta cũng có thể có biện pháp bảo toàn mình và huyễn môn giữ được mình, còn như ai chủ đại thế, ta không quan tâm, ta tình nguyện cái gì cũng không làm, cũng không nguyện ý phạm sai lầm. Tiêu Thuần Ngọc đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một chút hung ác hơi thở, nhưng là cùng hắn nói từ, đại tướng đỉnh kính. Tiêu Kiền Thiên cũng không nhìn thấy cái này một chi tiết, ngược lại thì lo lắng nói, ta không ra tay, sau chuyện này giải thích như thế nào? Tiêu Thuần Ngọc nhưng là hời hợt nói, tại sao phải giải thích? Những trưởng lão kia trận chiến này, tình trạng sẽ tốt đi nơi nào? Thậm chí chết mấy vị trưởng lão cũng có thể. Cái này nói không chừng là chúng ta cơ hội. Nghe vậy, Tiêu Kiền Thiên trong lòng hơi rét, không khỏi được thầm nói, cái này đứa nhỏ, xem ra trong lòng sớm có quyết đoán, ta sau này không cần lo lắng hắn, nhưng là luân hồi chi chủ. À, Tiêu Thuần Ngọc thấy Gia Gia yên lặng, không khỏi hỏi, Gia Gia, thế nào? Không có sao, chính là xúc động mà thôi, ta muốn ngươi hẳn cũng biết, luân hồi chi chủ và thiên nữ đánh một trận, luân hồi chi chủ coi là thắng. Tiêu Kiền Thiên lắc đầu cười khổ nói. Tiêu Thuần Ngọc chấn động một cái, lại nói, luân hồi chi chủ thương thế lại như vậy, mình cũng không lo được, hắn sẽ quản chúng ta huyễn môn. Tiêu Kiền Thiên muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là đổi thành là một tiếng thở dài. Hình ảnh quay về. Chiến trường bên trong. Huyễn môn mấy vị trưởng lão hiển nhiên phát hiện Tiêu Kiền Thiên không có xuất hiện. Huyễn môn như vậy thay đổi, không xuất hiện, chân thực quá không nói được. Lão tứ đâu? Đối mặt với tuyệt thần pháp thân khủng bố kiếm thức, liên liên nhị trưởng lão và ngũ trưởng lão liên thủ, đều là khó tránh khỏi có chút rằng co không nghỉ. Mặc dù huyễn môn tiên đế chiếm cứ ưu thế, nhưng là nhưng không đại biểu bọn họ có thể thắng lợi, bọn họ nhất định phải làm được toàn lực ứng phó, vào giờ khắc này, cũng đều dùng hết toàn lực. Tiêu trưởng lão hắn, một tên tiên đế trưởng lão bi phẫn, mở miệng đáp lại, thật giống như, trước bế quan Thuần Ngọc bị tập sát bắt đi. Tiêu trưởng lão hắn trước đuổi theo giết không không thời không nghịch tặc. Đáng ghét. Nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão nghe vậy, đều là cắn chặt hàm răng. Bọn họ biết, nếu như mình thua trận, huyễn môn đem mất đi sau cùng con đường sống, đợi không được đại trưởng lão kịp thời hồi giúp đỡ, huyễn môn tiêu diệt, cũng chỉ trong tầm tay. Giờ khắc này, thiên địa thất sắc, tinh thần ảm đạm, nguyên phiến huyễn môn địa giới thương khung, đều bị bọn họ ánh sáng che giấu, chỉ có thần thông của bọn hắn. Ở mênh mông bao la trên thế giới tùy ý ngang dọc, tung lên muôn vàn sóng cuồng, hủy diệt vạn vẹo đếm mảnh không gian, đem toàn bộ hư không cũng biến dạng thành vô số mảnh vỡ. Vô biên vô tận khủng bố chập chờn tàn phá thiên địa, cả tòa ngân hà, cũng kịch liệt rung động. Ở cổ ba động này dưới, vô số hư không chôn vùi, hóa thành một hơi tiếp theo một hơi thâm thúy hắc động, những thứ này hắc động cắn nuốt hết thảy. Mơ hồ giật tán trước không không lúc nào không tới ám giới lực. Huyễn môn hai người cao cấp tiên đế giờ phút này cũng sắc mặt trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại dòng nước chảy xuống, bọn họ trên gương mặt, vậy lộ ra vẻ mệt mỏi. Quỷ dị hắc ám giới lực không ngừng lan tràn, này tiêu người dài dưới, cho dù là huyễn môn, vậy dần dần lâm vào xu thế suy sụp. Giết! 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 Huyễn môn bên trong, từng trận tiếng hét phẫn nộ vang lên. Không không lúc nào không sắc mặt của mọi người trở nên khó coi, áp lực của bọn họ đột nhiên bạo tăng. Lần này, huyễn môn đám người tử chiến không lùi, bỏ mình mấy tôn tiên đế nội môn trưởng lão sau đó, không chỉ có không sợ hãi chút nào, lại là ở cao cấp tiên đế cường giả dưới bảo vệ, liều chết phản công. Giết à! Không ít huyễn môn đệ tử điên cuồng hướng trên hư không hy sinh thân mình thề, bọn họ trong lòng cũng rất rõ ràng, lần này bọn họ phải gắng sức chống lại. Nếu không, bọn họ cũng chưa có bất kỳ hy vọng nào. Tự tìm cái chết. Trên hư không,
Hắc động sau lưng đạo nhân ảnh kia hừ lạnh một tiếng. Hắn giơ tay lên tới giữa, lưỡi kiếm sắc bén phá vỡ bầu trời, nếu không phải nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão liều chết đối lập, một kiếm này, đủ để tiêu diệt cả tòa huyễn môn. May là như vậy, hủy diệt dư âm vẫn là cuốn sạch toàn bộ tông môn trên dưới, mười mấy tòa thiên phong hét lên rồi ngã gục, vô số đệ tử bị chặn ngang chém tới. Sau đó kích động kiếm cương, đem không không lúc nào không kinh khủng kia tới ám giới lực thổi lất phất tới huyễn môn trên dưới mỗi cái xó xỉnh, cắn nuốt phách linh lực tính, tàm thực vô số người. Chỉ là mấy hơi thở quang cảnh, chính là không thiếu tiên đế cấp bậc ngoại môn trưởng lão chết, đệ tử tầm thường, lại là chết thảm quá mức nhiều, mười phần thê thảm. Không không thời không xúc sinh, ngươi dám. Nhị trưởng lão giận quát một tiếng, một đôi thiết quyền như chùy đánh phía hắc động sau lưng cầm kiếm vậy chỉ gầy nhom cánh tay. Nhị trưởng lão muốn đem vậy miệng hắc động đập bể, chỉ có như vậy, mới có thể đem cái này tuyệt thần thiên đế pháp thân đánh lui, mất đi cậy vào, người còn lại, tự nhiên tan rã như ổ kiến. Đang, kinh khủng lực lượng đụng vào hắc động sau lưng vậy chỉ cánh tay cầm kiếm bên trên, nhưng là bị chấn động bay, nhị trưởng lão hai cánh tay, bị hắc ám hoàn toàn chiếm đoạt. Mà hắc động kia người sau lưng, hừ lạnh một tiếng, trở tay lại là một kiếm đâm ra, nếu như rơi xuống, cơ hồ có thể đem huyễn môn lau sạch. Nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão, nhìn một kiếm kia khủng bố, huyễn môn đệ tử không khỏi tâm kinh đảm hàn, rối rít gửi hy vọng vào trong môn hai vị cao cấp tiên đế cảnh cường giả. Lại tới một kiếm, làm sao có thể còn có đường sống? Các ngươi lui đến ta sau lưng, ta tới. Lão ngũ, người bảo vệ tông môn đệ tử. Nhị trưởng lão trầm giọng nói, trong mắt lộ ra kiên định, thân thể thoáng một cái, lại trực tiếp hướng vậy thâm thúy kiếm mang nhào tới. Nhị trưởng lão, thấy một màn này, các vị tiên đế trưởng lão rối rít thất sắc, nghiêm nghị hò hét, nhưng lúc này đã sớm phân thân hết cách bọn họ lại làm sao có thể ngăn cản được nhị trưởng lão quyết định. Thú vị, không hổ là huyễn môn trưởng lão, lại nguyện ý vì tông môn bỏ qua hết thảy. Đáng tiếc, ta không thể đích thân tới ban cho ngươi vừa chết, vậy thì do chuôi này minh xà chi kiếm, đợi bản đế đi. Hắc động người sau lưng ảnh cười to một tiếng, tiếng sóng cuồn cuộn cửu trọng thiên, toàn bộ huyễn môn trên dưới, đều run rẩy. Nhìn ở chân trời vậy đạo kiếm mang kinh khủng, huyễn môn đệ tử không khỏi lộ ra rung động thần sắc, một kiếm này uy năng thật sự là quá kinh khủng, đến gần nửa bước thần đạo cảnh, xa xa vượt qua cao cấp tiên đế cấp cường giả khác thời kỳ toàn thịnh uy lực. Một kiếm này, nếu như rơi xuống, coi như là không thanh đường trên kết giới đại trận, cũng sẽ bị một kiếm chặt đứt. Minh xà chi kiếm ra khỏi vỏ, một tiếng tê ngâm vang khắp chân trời, kiếm mang sáng chói, tựa hồ muốn biến dạng thương khung, chém bể thế gian vạn vật vậy, mang kinh thiên oai, hướng nhị trưởng lão hung hăng đánh xuống. Nhị trưởng lão trong mắt đỏ thẫm, cả người gân xanh nổi lên, thân hình bạo tăng, một cổ kinh khủng lực lượng bộc phát ra, lại là trong nháy mắt tay cụt sống lại. Thương thế trên người toàn bộ khôi phục, thực lực ngay tức thì tăng lên tới nhất đỉnh cấp. Mơ hồ thiên linh lực tính ở bay lên, nổi lên, giờ khắc này, một người khu có thể chống lên thiên địa. Đây chính là nhị trưởng lão toàn lực sao? Nhị trưởng lão, đánh nát không không thời không đám này rác rưởi. Đáng chết, chúng ta liều mạng. Kinh khủng sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng vào tới, nguyên phiến thiên địa đều ở đây chập chờn. Vô số huyễn môn đệ tử rối rít hộc máu đổ bay, có một ít thậm chí trực tiếp nổ tung, hóa là cho tàn. Giết! Nhị trưởng lão giống to, hắn hai tròng mắt đỏ tươi, trên mình áo khoác phù vù vang dội, giống như một tôn ma vương. Lúc này, huyễn môn chúng đệ tử cũng không lo đạt tới trưởng lão mệnh lệnh rút đi, bọn họ rối rít sử dụng riêng mình linh bảo, hướng không không thời không cường giả toàn bộ đập tới, thề muốn liều mạng đánh một trận. Oanh! Cơ hồ tận diệt thế giới hiện thật khủng bố kiếm quang tản đi sau đó, khắp nơi cụt tay cụt chân chất đống thành núi, trên hư không vậy miệng thâm thúy hắc động rõ ràng ảm đạm mấy phần, nắm chặt minh xà chi kiếm vậy cái cánh tay, máu tươi đầm đìa. Hô! Nhị trưởng lão giờ phút này giống như trong gió tàn trúc vậy, quanh thân hiện đầy loang lổ vết rách, thật giống như động một cái, liền sẽ vỡ thành cặn bã. Một đời cao cấp tiên đế cường giả, lại là ở một kiếm kia hạ, cơ hồ mất mạng. Thế giới hiện thật lại không chịu nổi như vậy sao? Cũng đúng, tím hoàng thiên cung muốn nghênh đón tai biến, đạo đức thiên tôn sẽ không ra tay, vũ hoàng cổ đế cũng sẽ không xuất thủ. Tuyệt thần thanh âm lạnh lùng vang vọng ở huyễn môn bên trên,
À, Ngũ trưởng lão vành mắt sắp nứt, nếu không phải hắn lấy toàn thân linh lực bảo vệ, một kiếm này, hoàn toàn có thể tiêu diệt cả tòa huyễn môn nơi có sinh linh. Nhưng dù vậy, huyễn môn đệ tử cũng chết tổn thương thảm trọng, thiên huyền cảnh trẻ tuổi một đời gần như tuyệt diệt, vô lượng cảnh tu giả cũng là hao tổn đi 7-8. Chỉ có le que mấy tên tiên đế còn thượng thích chữ một hơi thở, nhưng ở không không lúc nào không tới ám giới lực ăn mòn, chiến lực cũng là 10 không tích chữ một. Đối mặt tuyệt thần tịch thời không những người khác sát phạt thế, chỉ có thể tiếng chuông tự vệ. Người cái này rác rưởi. Ngũ trưởng lão hóa thành một đạo thần hồng xông lên trời không, hắn lúc này, thân trong lòng chết chí, muốn cùng tuyệt thần thiên đế pháp thân đánh một trận. Cho dù là bản đế chân thân không sắp, ngươi như vậy thực lực, cũng xứng. Hắc động chỗ sâu, truyền tới tuyệt thần thiên đế một tiếng khinh thường hừ lạnh, một kiếm sau đó, vậy miệng thâm thúy hắc động quanh mình xuất hiện vô hạn vết rách, điều này cũng làm cho đại biểu Nam Trinh bí thuật sắp mất đi hiệu lực. Dẫu sao từ chém tu vi, lấy Nam Trinh tu vi cưỡng ép điều khiển tuyệt thần pháp thân hạ xuống, có thể làm được này, đã là cực hạn. Mặc dù nhanh mất hiệu lực, nhưng giải quyết các ngươi vẫn là dễ như trở bàn tay. Không gian sau đó, truyền ra Nam Trinh thống khổ tiếng quát. Giờ phút này, hai đạo thân ảnh thật cực nhanh hướng huyễn môn tới. Bởi vì huyễn môn có cấm thuật, Diệp Thần muốn trộm đi không gian lập tức đến rất mệt khó khăn. Yên tâm đi, nếu như dựa theo ngươi nói, huyễn môn coi là thật có 5 tôn cao cấp cường giả chấn giữ nói, cho dù là tuyệt thần tịch thời không, vậy không dám tùy ý tàn sát, huống chi huyễn môn tông chủ thực lực tựa hồ rất mạnh. Mộc Linh Hy nhẹ giọng an ủi Diệp Thần, nhưng người trước trong mắt, cũng là tràn ngập ngưng trọng. Dẫu sao liền Mộc Linh Hy các nàng nhất tộc đều bị tàn sát hầu như không còn, khó bảo toàn huyễn môn sẽ không xảy ra chuyện. Hôm nay huyễn môn bên trong, tông chủ cũng không tại. Mộc Linh Hy nghe vậy, một cổ trang nghiêm rét lạnh hơi thở đột nhiên bung ra, nói chúng ta rất nhanh thì đến. Nếu không phải là tộc ta xuất hiện tình trạng, sự việc cũng sẽ không như thế phát triển. Diệp Thần, thật ra thì tộc ta bên trong ở không không lúc nào không xuất hiện một chút tình huống, lúc này mới bị kẻ gian được như ý. Bọn họ không tiếc bất cứ giá nào vậy phải lấy được ta, là bởi vì là, máu ta, đối bọn họ có rất lớn tác dụng, thậm chí bọn họ có thể sợ máu ta. Bất quá ta máu không thể vận dụng quá nhiều, ta thân thể không chống đỡ được, nếu không vậy sẽ xuất hiện trước khi tình trạng. Diệp Thần nghe vậy, chợt quay đầu lại nhìn về Mộc Linh Hy. Đây chính là cái tin tức nặng ký. Cho nên ngươi dự định. Diệp Thần đã dự trù tới, nàng phải làm gì? Ta trạng thái bây giờ cũng có thể ngắn ngủi vận dụng, lấy ta máu, phá vậy không không thời không lực lượng, liên hiệp huyễn môn và ngươi lực lượng, cho dù là tuyệt thần thiên đế pháp thân, mất giới lực gia trì, cũng sẽ không là chúng ta đối thủ. Ta biết ngươi và thiên nữ đánh một trận, ngươi thương thế còn chưa khôi phục, cho nên ngươi có thể không ra tay. Mộc Linh Hy trầm giọng nói. Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng, còn muốn giải thích chút gì, nhưng là đột nhiên tròng mắt đông lại một cái, hắn cảm thấy một cổ lực lượng rất mạnh ở cực nhanh đến gần. Là tuyệt thần tịch thời không người. Mộc Linh Hy ở cùng trong chốc lát kinh hô thành tiếng, những người này hơi thở, nàng chết đều sẽ không quên, là cái tên kia, Diêm Tuyệt. Nếu ở chỗ này gặp, không có lý do không đem hắn lưu lại, ở chỗ này, đi trước đòi chút lợi tức trở về. Mộc Linh Hy cặp mắt đông lại một cái, trong cơ thể linh lực phun trào, hóa là một đóa cửu sắc hoa sen, một mảnh múi lá sen chói mắt, bao phủ phạm vi này ngàn dặm. Ta tới giúp ngươi. Diệp Thần vội vàng nói, thân hình hắn thiểm lược, trực tiếp hướng vậy cổ nhanh chóng cướp được hơi thở đối xông lên tới. Thần kiếm ngự lôi quyết. Diệp Thần phản ứng nhanh chóng, co ngón tay bắn liền, trong cơ thể thiên lôi thần mạch mở, từng đạo sấm sét kiếm khí. Từ đầu ngón tay hắn nổ bắn ra ra. Ba đạo mạnh mẽ kiếm mang nổ, Diệp Thần cùng vậy vô thần thời không ở giữa cường giả va chạm, nhất thời phát ra kịch liệt không minh tiếng, vang lên hư không rung động sóng trùng điệp trào hướng mênh mông núi rừng. Trùng điệp vài trăm dặm sơn xuyên ngay tức thì nổ nát vụn, khói thuốc nháy mắt dậy, trực bước chân trời. Mộc Linh Hy hơi ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới, Diệp Thần mặc dù bị thương, chỉ phát huy một phần chia lực lượng. Nhưng thực lực vẫn còn là hết sức hắn khủng bố, nhất là vậy thần lôi uy lực, lại có thể cùng Diêm Tuyệt chống đỡ được. Mặc dù địch nhân trước mắt bị thế giới hiện thật quy tắc áp chế, nhưng vậy Tuyệt không thể khinh thường. Quả nhiên, Diệp Thần lẩm bẩm khẽ nói,
thật giống như chứng thực trong lòng một ít ý tưởng. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, kiếm trong tay quang tách thả ra, đạo đạo sáng chói thần lôi kiếm quang, giống như là như sao rơi vạch qua thương khung, mang kiếm khí bén nhọn, chém về phía Không Không Thời Không hạ xuống người. Đáng chết, con kiến hôi. Diêm Tuyệt lời nói bên trong hiện ra hết cấp sắc, hét lớn một tiếng, huy trưởng đánh ra. Oanh! Một cổ hủy thiên diệt địa chí cường uy lực, ngay tức thì chấn động mở, tầng tầng sóng năng lượng văn khuếch tán ra, toàn bộ hư không cũng làm vặn vẹo. Giờ khắc này, Diệp Thần công kích, bị hoàn toàn dễ như bỡn vậy phá hủy. Ngay tại Mộc Linh Hy phải ra tay để gặp, 9 tầng trời mây đồng loạt rơi xuống, mênh mông uy áp theo nhau mà tới. Tam trưởng lão! Diệp Thần sửng sốt một chút, hơi thở này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, vị này vốn nên ở Huyễn Môn trấn giữ cụ già, sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Oanh oanh oanh! Kinh khủng uy năng, từ bầu trời bên trong, không ngừng hiển hóa dị tượng. Diêm Tuyệt gào thét, khí tức quanh người bạo tán, một đạo lại một đạo cực kỳ kinh khủng sấm sét, từ màn trời không ngừng chiếu nghiêng xuống. Diệp Thần con người đột nhiên co rúc lại, những thứ này sấm sét cũng không phải là đơn thuần phổ thông sấm sét, mà là hàm chứa bóng tối chí âm giới lực, đây mới thật là chí âm kiếp lôi. Một khắc sau, trên bầu trời, sấm sét rơi xuống sát phạt. Từng đạo kinh khủng sấm sét hối biển, đem dãy núi này hoàn toàn chìm ngập, đây mới thật là hủy diệt tính công kích, bất kỳ vật chất, sinh mạng, chỉ cần bị như vậy chí âm tới ám sấm sét đánh trúng, cũng sẽ bị chôn vùi. Chết! Tam trưởng lão quát lạnh một chữ, đạo âm hiện ra hư không, hóa thành vô số ngang qua thiên địa lưỡi kiếm, sắc bén diệu hết sức mênh mông mặt đất. Một đạo lại một đạo khủng bố tới cực điểm kiếm cương như mưa nhỏ, không ngừng hạ xuống sông lên soát, đem nguyên phiến mặt đất cũng bao trùm. À à à! Diêm Tuyệt gào thét, cả người huyết khí trùng tiêu, cặp mắt đỏ tươi, không ngừng phun ra từng luồng tia máu, hóa thành từng cây một máu tươi. Bất đắc dĩ! Diêm Tuyệt liều chết lấy máu tươi chống đỡ, muốn chạy trốn, những thứ máu này mũi tên, không phải chân thực tồn tại ở mảnh thiên địa này, mà chỉ là huyết dịch hắn. Diêm Tuyệt đem tất cả máu ngưng tụ thành một tầng kết giới, phun trào mênh mông cường giả chân ý, chắn mình trước mặt. Tam trưởng lão đầu ngón tay cũng kiếm chém liên tục, một cổ vô hình chập chờn lan truyền ra, một cổ lại một cổ đạo uẩn phóng lên cao, đem vậy một tầng cách trở màu máu rung động kết giới đánh tan. Oanh! Kinh thiên vang lớn. Diêm Tuyệt công kích không ngừng rơi xuống, xương máu văng khắp nơi, một phiến biển máu, che đậy màn trời, kinh khủng kia uy năng, chấn động thương khung, để cho Diệp Thần cảm thấy nghẹt thở vậy cảm giác bị áp bách. Thật là mạnh uy thế, xem ra tam trưởng lão còn nương tay. Vừa dứt lời, tam trưởng lão kiếm mang, hung hăng chặt chém ở Diêm Tuyệt thân máu thịt trên, nhất thời gian một tiếng một ngạt cực kỳ vang lớn truyền tới, Diêm Tuyệt thân thể, trực tiếp bị biến dạng thành phấn vụn. Chư thời gian dài tuyến bể tan tành và hủy diệt. Hắn tiếng kêu thảm thiết vang khắp cửu tiêu, nhưng không làm nên chuyện gì, tam trưởng lão kiếm mang, trực tiếp bể nát Diêm Tuyệt thân xác, đem hắn thân thể, cắt kim loại thành phấn vụn, giống như là một phiến phiến bông tuyết rơi chậm chậm. Phốc suy, theo kiếm mang rơi xuống, máu loãng tung tóe, bắn hất tới bốn phương tám hướng trong hư không. Không, một hồi kêu thê lương thảm thiết truyền tới. Vậy một phiến biển máu bị phá ra, Diêm Tuyệt bị tam trưởng lão trẻ được máu thịt phân bay, xương vỡ vụn, giống như là một đoàn bùn nát tựa như rơi xuống hư không. Hừ, Không Không Thời Không bọn chuột nhắt, lại dám xúc phạm thế giới hiện thật, thật là đó là chán sống. Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, bàn tay một chảo, đem Diêm Tuyệt thần hồn nhiếp liền tới đây, giữa trưởng khép mở, ngay tức thì đem bóp vỡ bể. À, Diêm Tuyệt kêu rên, bên tai không dứt. Như vậy thảm trạng, để cho Diệp Thần đều là không khỏi được rợn cả tóc gáy. Huyễn Môn cường giả, như vậy khủng bố. Đều giải quyết. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần cùng Mộc Linh Hy bên người, một tiếng khẽ gọi chợt nổi lên, hai người đều là cả người lông tơ đảo thụ. Đại trưởng lão. Diệp Thần thấy người đến sau đó, khẽ mỉm cười, Mộc Linh Hy thấy cái này cười chúng chín cụ già cũng không ác ý sau đó, con tim sợ hãi cái này mới chậm rãi tản đi. Sự việc còn không giải quyết, chiến trường chân chính ở Huyễn Môn bên trong. Thời khắc này Huyễn Môn, không biết tự lượng sức mình. Một tiếng giễu cợt, thâm thúy hắc động bên trong vậy chỉ gầy nhom cánh tay lật đổ, một cổ bàng bạc vô cùng uy áp từ trong hư không tràn ngập ra, vậy cổ uy áp, phảng phất là thế gian hết thảy ma thần,
tất cả đều ở đây nó nắm trong tay dưới. Ngũ trưởng lão thần sắc đột nhiên hơi chậm lại. Một đạo kim quang, ở trong hư không hiển hóa ra, thế chân vạc thiên địa, phá vỡ một đường quang minh. Trong nháy mắt, tuyệt thần tịch mấy tên cường giả chính là ở một kích này hạ, toàn bộ bị hắn nhất kích hủy diệt. Ngũ trưởng lão cái này đạo lá bài tẩy, cháy máu tươi và tu vi, vô cùng cường đại, suýt nữa nổ vậy một hơi thâm thúy hắc động, liền liền tuyệt thần thiên đế minh rắn kiếm ý, đều ở đây kêu nhẹ, không dám có nửa điểm khinh thường. Một quyền đánh ra, nửa phiến hắc động trực tiếp bị đánh thành phấn vụn, hơn nữa, cái này đạo quyền mang, lại là ở nhất kích dưới, trực tiếp nguyên phiến hư không đánh thủng. Trên bầu trời, vậy vốn là phiêu diêu tuyệt thần cánh tay cũng là ảm đạm mấy phần. Phốc phốc, ngũ trưởng lão công kích càng hung mãnh hơn, ngay cả mình thân thể đều là đang không ngừng tan vỡ, bể tan tành, trên mình máu tươi cuồng phún vượt quá, một món đạo hỏa vậy từ ấn đường bay lên, cái này một món đạo hỏa thiêu đốt nguyên phiến thiên địa. Cực hạn lực lượng, không chỉ có ở huyễn môn bầu trời ông minh, liền vậy không lúc nào không tới ám giới lực cũng mơ hồ đang sôi trào, cháy. Cường đại gánh vác đè ở ngũ trưởng lão trên thân hình, cũng chống được cực hạn. Hắn đây là thành tựu tiên đế đốt mệnh lối đánh. Không gian nổ nát vụn, hỗn độn sơ hiện. Hỗn độn, vô tận hắc ám, chỉ có một vòng trăng tròn cao treo, trong sáng vô cùng. Phốc suy, Nam Trinh thần hồn bị cuốn vào hỗn độn bên trong, nhất thời gặp phải vô tận ăn mòn. À, thê lương gào thét ở hỗn độn bên trong vang vọng. Sát sát sát, đây là ngũ trưởng lão đốt máu bí thuật, ai có thể ngờ tới. Trên cái thế giới này còn có lớn mạnh như vậy tuyệt thế bí thuật, lại mới có thể có áp chế tuyệt thần thiên đế pháp thân thực lực. Đến đây chấm dứt, con kiến hôi. Hư không sau lưng, tuyệt thần thiên đế giận quát một tiếng. Ha ha ha, vậy thì thử một chút xem. Nghe đến lời này, ngũ trưởng lão điên cuồng không giảm, trong tay nặn ra một cán chiến kích đồng thau đột nhiên đâm về phía tuyệt thần thiên đế hư ảnh, một cổ hủy diệt năng lượng bùng nổ. Cổ năng lượng này kinh khủng, liền một mảnh không gian đều bị khuấy thành bụi phấn. Keng! Nhưng là lần này, theo Minh rắn kiếm lại lần nữa đâm ra, hắn công kích bị ngăn trở. Ngũ trưởng lão vậy cháy máu tươi nhất kích mặc dù mạnh mẽ, nhưng là nhưng không có biện pháp xuyên thấu vượt qua chuôi này đến từ không không thời không tà kiếm. Trên thân kiếm tản ra vô tận uy nghiêm cùng nghiêm túc ý, tựa như có thể trấn áp hết thảy. Làm sao có thể? Ngũ trưởng lão khiếp sợ hỏi. Tuyệt thần thiên đế hư ảnh khinh thường cười một tiếng, cầm kiếm cánh tay lần nữa huy động. Ta muốn cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Ngũ trưởng lão ánh mắt đỏ bừng, trong tay chiến kích hung hăng cua múa, một đạo to lớn thanh quang từ cự kích bên trong bắn ra, xé phá vỡ hư không. Cái này thanh mang bên trong hàm chứa cực kỳ kinh khủng hủy diệt tính hơi thở. Mặc dù không cách nào đánh bại tuyệt thần thiên đế pháp thân, thế nhưng thi người phẫu thuật nhưng là cũng không phải là vô địch. Chỉ cần hoàn toàn đánh nát vậy một hơi hắc động, cũng chỉ có thể đem hắn đánh lui. Dẫu sao, đây cũng không phải là tuyệt thần thiên đế bổn tôn khóa giới tới. Chậm đã. Nhưng vào lúc này, bể tan tành không gian một bên, bốn bóng người dắt tay nhau dậm chân tới, cầm đầu chính là đại trưởng lão cùng tam trưởng lão. Diệp thần cùng Mộc Linh Hy bóng người theo sát phía sau. Tam ca, đại ca. Ngũ trưởng lão cháy ngọn lửa chậm rãi tản đi. Để lại hắn mình đầy thương tích hình dáng, Diệp thần nhìn lại, cũng là kinh hãi không thôi. Ngày xưa huyễn môn tới cao cường người, hôm nay huyết khí không hiệt, giống như khô héo bại cốt tạo thành một cái hình người, mười phần thê thảm. Còn như nhị trưởng lão bóng người, đã sớm không biết tung tích. Nhị ca hắn, ngũ trưởng lão ánh mắt âm trầm, trong lồng ngực một hơi ứ đọng khí từ đầu đến cuối nuốt không trôi. Không sao, còn có cứu. Đại trưởng lão uy nghiêm mở miệng nói, lời đối người trong nhà nói, nhưng sát ý kia nhô lên ánh mắt nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm trên hư không tuyệt thần thiên đế một cánh tay. Một tôn pháp thân, cũng dám tới ta huyễn môn gây chuyện. Tự tìm cái chết. Áo gai dưới, lạnh thấu xương đạo vận tơ tia ngưng kết, liền hỗn độn khí tức cũng làm hơi chậm lại. Diệp thần biết, mình cho tới nay xem nhẹ huyễn môn. Huyễn môn cái này mấy người nếu như liên hiệp. Mình trạng thái đỉnh phong cũng không nhất định có thể hoàn toàn chém chết. Là các ngươi. Hắc động bên trong, truyền tới Nam Trinh thanh âm, hiển nhiên là chú ý tới Diệp thần cùng Mộc Linh Hy. Tuyệt thần đại nhân, lại tới mấy tôn cường giả. Nam Trinh thanh âm có chút khẽ run, hắn đã đến cực hạn,
tuyệt thần thiên đế lưu lại lực lượng, cũng phải cơ hồ dùng hết. Không sao, lấy giới lực bảo vệ, một kiếm này, chỉ là lui địch, người tìm đúng thời cơ, đánh chết Mộc Linh Hy. Tuyệt thần thiên đế nhàn nhạt nói. Mang đi là không thực tế, tuyệt thần thiên đế vương muốn Nam Trinh lấy thân mình đổi mệnh, hoàn toàn giết chết Mộc Linh Hy. Ừ, Nam Trinh đáp ứng, lần này, chết chí tràn vào minh. Đi theo hắn cùng đi tuyệt thần tịch đám người, chiến tới cuối cùng, vậy còn sống cuối cùng mấy người, đều là ánh mắt rét lạnh, nhìn về Mộc Linh Hy cùng Diệp Thần trong mắt bên trong, tràn đầy tử khí. Nếu không phải cái thằng nhóc này phá rối, tất cả mọi người đều không cần chết. Tự bạo khí tức kinh khủng giật tán ở hư không tới giữa, Diệp Thần bên cạnh tam trưởng lão chân mày cau lại, bọn họ liên hiệp tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào ở cùng trong chốc lát, ngăn cản như thế nhiều không không lúc nào không cường giả tự bạo. Luân hồi chi chủ, người ra tay vẫn là ta ra tay. Người vô địch hậu thế, nhưng ngươi và thiên nữ đánh một trận, thương thế cũng không hết bệnh. Ta lo lắng trận chiến này ngươi như ra tay, ngươi thương thế càng lớn hơn. Đến lúc đó nếu như đạo đức thiên tôn và vũ hoàng cổ đế đối ngươi ra tay, ta huyễn môn chính là tội nhân thiên cổ. Cho nên, trận chiến này, vẫn là chúng ta bảo vệ huyễn môn đi. Tam trưởng lão thanh âm rơi xuống, kiên quyết lại bể dâu. Diệp Thần mới vừa muốn nói cái gì, tam trưởng lão đã ra tay. Trừ ta, lên. Tam trưởng lão lấy thân hóa kiếm, theo hắn một tiếng khẽ quát, huyễn môn 13 tòa một số gần như bị chặn ngang chặt đứt cự phong nhô lên, lộ ra đỉnh để vậy tối tăm phù văn. Là ảo muốn kiếm trận. Ảo tưởng kiếm ý thúc dục nghịch thiên trận pháp. Diệp Thần ở kiếm đạo trên lĩnh ngộ sợ rằng vượt xa thế giới hiện thật tất cả người, nhưng giờ phút này, hắn cảm giác cả người trên dưới mỗi một tế bào đều ở đây hơi run rẩy. Đây cũng không phải là trận pháp sư nơi vải, mà là thuần túy kiếm tu cả người võ đạo cảm ngộ kết tinh. Tam trưởng lão kiếm đạo mặc dù không có thiên đấu đại đồ kiếm khủng bố, nhưng vô số kỷ nguyên tới, hắn thiết thiết thật thật có hắn lĩnh ngộ. Oanh! Không không lúc nào không năm tôn cường giả lấy bộ phận thời gian tuyến giá phải trả tự bạo, cuộn sạch nghìn tầng sống, hủy diệt hết thảy cướp sóng cuồn cuộn tới, uy lực mênh mông vô biên. Tam trưởng lão kiếm trận cuồn cuộn lóe lên ngưng thực sát ý. Điểm sáng bầu trời toái mang giống như mưa bụi rơi xuống nhân gian, đem vậy sẽ phải nhấc lên trùng tiêu bụi bẩm toàn bộ chôn vùi. Kinh khủng lực áp chế tuyệt luân. Ha ha ha, tộc ta giới lực, chiếm đoạt hết thảy. Nhưng mà, tuyệt thần tịch thời không năm người nhưng là chút nào không lọt khiếp sắc, ngược lại là người trước ngã xuống người sau tiến lên, hiện ra hết cái gọi là kiên quyết thế. Không tốt, cướp sóng đã phúc, nhưng bọn họ mục đích không ở chỗ này. Cái này nằm bên trong cơ thể không không lúc nào không tới ám giới lực, kéo tràn ngập ở huyễn môn toàn bộ hắc ám lực lượng. Muốn khuếch tán, Diệp Thần con người đông lại một cái, tiếp tục như vậy, huyễn môn tất cả con em đời sau, sợ rằng phải toàn bộ bỏ mình. Cho dù là mấy tôn tiên đế có thể tích chữ, nhưng truyền thừa nhất định đoạn tuyệt. Đạo đức thiên tôn bọn họ tất nhiên sẽ không nhúng tay nơi đây chuyện. Vậy chỉ có tự mình ra tay. Bất quá Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến một kiểu đồ, đó chính là huyễn hoàng lệnh. Muốn đánh bể cái này huyễn hoàng lệnh sao? Diệp Thần nhìn về trong tay huyễn hoàng lệnh, cái này cái trong lệnh bài, có huyễn môn lão tổ một chút ý chí và lực lượng, có lẽ có thể rõ ràng này cục. Diệp Thần, giúp ta tranh thủ thời gian. Nhưng vào lúc này, bên người một mực không nói tiếng nào Mộc Linh Hy mở miệng, ngồi xếp bằng. Lão phu giúp ngươi. Tam trưởng lão thanh âm truyền tới. Cuồn cuộn như sấm. Tam trưởng lão áo gai vù vù vang dội, mắt thấy tuyệt thần thiên đế hư ảnh, động một cái không nhúc nhích, tựa như ở giữa đất trời này tất cả tranh phong, cùng không liên quan. Đám người nhưng trong lòng thì đều biết được, vậy một cánh tay một kiếm, chỉ có trước mắt cụ già có thể địch. Hừ, chấn hồn, sắp. Tam trưởng lão còng lưng thân hình từ kiếm trận trung tâm hiện ra, hai cánh tay khẽ giơ lên, song kiếm ngang trời, một kiếm đen thui như mực. Một kiếm khác, xinh đẹp đỏ tươi, chảy xuống vô biên vết máu, lóe lên thịt sống ý. Theo tam trưởng lão sắp chứ quát một tiếng, nguyên bản bao phủ cả tòa huyễn môn kiếm trận, ùn ùn kéo đến mũi nhọn ý tranh minh, đạo âm chấn động bể tan tành, đem vậy cuồn cuộn tràn ngập mà đến vô tận hắc ám bốc hơi lên. Suy suy suy, ha ha ha, không tệ thủ đoạn, đáng tiếc vẫn là kém một ít. Người cuối cùng không phải thần minh. Tuyệt thần thiên đế hư ảnh cười lạnh một tiếng, cảm nhận được vậy hắc ám khí tức không ngừng tràn vào cái này miệng thâm thúy hắc động,
nguyên bản bị ngũ trưởng lão liều chết gần như đánh thủng bể tan tành hắc độc, lại là ngưng tụ mấy phần. Điều này cũng làm cho đại biểu, kinh khủng kia một kiếm lại muốn tới. Rắc rắc, hỗn độn khí tức không hiện, mình rắn thân minh mông mang theo tới đen sẫm tức cuốn tới, cùng tan biến Mộc Linh Hy nhất tộc lúc một kiếm kia, độc nhất vô nhị. Ta tới. Đại trưởng lão một tiếng quát to, thân hình gầy gò phù diêu lên, một mình chống đỡ. Đừng hòng được như ý. Nhưng vào lúc này, ngồi xếp bằng Mộc Linh Hy đột nhiên mở ra hai tròng mắt, linh hoạt kỳ ảo hai con ngươi bên trong, dâng lên một chút thần tức, phá lệ mê người. Ở sau lưng nàng, một đóa cửu sắc hoa sen hư ảnh như ẩn như hiện, so với lúc trước Diệp Thần nơi gặp, thêm mấy phần minh mông hơi thở. Không có dễ liên, lập cây hư không, giới này võ tổ, đạo tâm vĩnh hằng. Oanh! Thiên địa ngay tức thì trong sạch, vậy không đoạn bốc lên tới đen sẫm sương mù, nháy mắt tức thì phai đi, chỉ gặp vậy đóa cửu sắc không có dễ thánh liên, nhưng là cắm dễ hư không, vốn là sắc thái nhanh chóng rút đi, dễ cây mạch lạc bên trên, hiện lên đỏ tươi ý. Đó là, Linh Hy máu. Nàng máu năng lượng lại như vậy khủng bố, nàng thân thể. Diệp Thần lo âu có đạo lý, đúng như dự đoán, Mộc Linh Hy bổn tôn sinh mệnh lực đang nhanh chóng biến mất, tiếp tục như vậy, không ra nửa khắc, liền được hương tiêu ngọc phấn. Thôi, ta mượn ngươi một phần chia lực lượng đi. Một giây kế tiếp, Diệp Thần một chỉ điểm ra, điểm vào Mộc Linh Hy trên ấn đường. Bá! Nháy mắt tới giữa, Mộc Linh Hy nguyên bản rút đi sức sống ngay tức thì im bặt, ngay sau đó Mộc Linh Hy quanh thân lóe lên đỏ thắm ý, khổng lồ sinh mệnh lực không ngừng bồi dưỡng nàng thân xác. Nguyên bản bị quất liền máu tươi, hơi có vẻ khô đét da thịt lại là đổi được hồng nhuận. Cảm ơn! Hoa sen máu dáng thế, phá ám! Oanh! Trên hư không vạn trượng hoa sen máu hư ảnh bạo tán, bụi cây kia chập chờn hoa sen máu xinh đẹp mười phần, nháy mắt tức thì hoa nở. Phù dung sớm nở tối tàn lúc đó, nổ âm nổ vang không ngừng, tất cả hắc ám khí tức tất cả đều tiêu trừ. Cùng lúc đó, tuyệt thần thiên đế hư ảnh kinh khủng kia một kiếm rơi xuống. Ca! Ngay lập tức cướp diệt kiếm mang đem vạn trượng hoa sen máu chém bể, lá sen khô bại để gặp bạo tán hóa thành chấm tinh mưa tản đi. Huyễn môn bao trùm ở tuyệt thần dưới một kiếm. Tới đi! Nhưng mà, đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, nghênh thân lên. Lấy bảy xích khu, hóa nói, kháng cái này chí cường nhất kích. Oanh! Bất diệt kinh, võ chi đạo vận. Đây là đại trưởng lão nắm giữ tuyệt học, một khi thi triển, ở giữa thiên địa, vô địch, luân hồi không sợ. Long! Trời long đất lở vậy kịch liệt nổ, toàn bộ huyễn môn đều bị xé thành phấn vụn. Nếu không phải tam trưởng lão song kiếm trận che chở, một kích này, đủ để tiêu diệt huyễn môn. Giờ khắc này, một mảnh hỗn độn. Máu nhuộm thương khung. Một cổ minh mông vô cùng tới ám giới lực, từ tuyệt thần một kiếm bên trong bung ra, chỗ đi qua, không gian bể tan tành, hư không tan vỡ, vậy tới ám giới lực xâm nhập tới, trong huyễn môn rất nhiều ảo tưởng kết giới toàn bộ nghiền, Diệp Thần trong ngực huyễn hoàng lệnh khẽ run vượt quá, tựa hồ tùy thời sẽ hóa thành mạt vụn phiêu bay ra. Hủy diệt đi, hư không sau lưng, tuyệt thần thiên đế hư ảnh cười lạnh một tiếng, một cánh tay nơi cầm cầm kiếm, kiếm trong tay quang. Càng tăng lên. Bụi bặm cuối, đại trưởng lão thân hình như cũ, nhìn như còng lưng, nhưng lại có thể chống lên thiên địa. Cùng lúc trước không để ý hết thảy nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đốt đổ máu chết đánh một trận so sánh, đại trưởng lão tình trạng muốn thật tốt hơn nhiều. Hô! Lúc này đại trưởng lão thân thể khẽ run, mặc dù đế thân thể chưa từng rạn nứt, nhưng vậy bị tổn thương không nhẹ, nhưng cũng may cản lại. Sơn môn phá hủy liền liền phá hủy. Không người thương vong, liền chính là tốt nhất cục diện. Hắn không cách nào dựa vào giới lực duy trì cái đó thuật pháp, tiếp theo, chỉ cần đánh nát vậy miệng hắc động, là có thể đem đánh lui. Mộc Linh Hy mở miệng nói. Hoa sen máu phá đi không không thời không tới ám giới lực, một kiếm kia, tuyệt thần thiên đế pháp thần hư ảnh là quả quyết không cách nào lại thi triển. Đáng ghét. Nam Trinh tiếng gầm gừ không ngừng. Vậy miệng thâm thúy hắc động bên trên, chấm loang lổ vết nứt không ngừng tách ra, có thể gặp hắn thần hồn vậy sắp bể. Thế giới hiện thật không có ngoại giới lời đồn đãi như vậy không chịu nổi, một cái tông môn vẫn còn có như vậy nội tình, khó trách vô số kỷ nguyên, không không lúc nào không đều không cách nào chiếm đoạt thực tế. Tuyệt thần pháp thân lần đầu tiên thở dài nói. Bất quá, bọn ngươi những thứ này trọng thương khu, như thế nào ngăn cản ta?
Tuyệt thần hư ảnh mặc dù không cách nào thi triển vậy tuyệt diệt một kiếm, nhưng cái này một cánh tay cùng minh xà chi kiếm dơ sát phạt thế, nếu như đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đỉnh cấp lúc khá tốt, nhưng hôm nay trạng thái, sợ rằng rất khó. Ho! Tam trưởng lão cũng là nhẹ ho một ngụm máu tươi, lúc trước lấy xong kiếm trận phò hộ toàn tông trên dưới, vậy tiêu hao tích cực khổng lồ linh lực. Lão tứ đâu, Tiêu Kiền Thiên đâu? Đại trưởng lão quát lên, lúc này cụ già, cũng không miễn có chút vẻ bi thương, ngăn trở một kiếm kia, đã là cực hạn, như tái chiến, không địch lại. Tiêu Thuần Ngọc bị cướp, bảo vệ cháu nóng lòng, hắn cũng bị điều khai, trước mắt không có ở đây tông môn. Ngũ trưởng lão một tiếng thở dài. Đại trưởng lão, ta có một pháp, có thể rõ ràng này cục. Một bên Mộc Linh Hy trừng mắt nhìn, mở miệng nói. Ngươi, trước mắt áo gai cụ già, như thế nào vậy không tin, cái này bé gái có thể phá cuộc. Ngươi toàn bộ lực lượng có dám một mượn. Ta sẽ lấy máu ta và ý chí, ngắn ngủi khống chế ngươi thân thể, chỉ có như vậy mới có thể đối kháng. Lời vừa nói ra, tất cả người đều kinh hãi. Cái này tương đương với điều khiển cao cấp tiên đế. Xem đại trưởng lão loại cấp bậc này tồn tại, cũng không phải là người khác tùy tùy tiện tiện có thể khống chế. Đại trưởng lão không có nói gì nhiều, mà là nhìn về phía Diệp Thần, luân hồi chi chủ, ta có thể tin tưởng nàng sao? Diệp Thần thật ra thì đại khái đoán được Mộc Linh Hy thủ đoạn. Mộc Linh Hy đến từ không không lúc nào không, nếu như thực lực thật có đại trưởng lão như vậy, sợ rằng thật có thể phá cuộc. Diệp Thần nói, ta tin tưởng nàng. Được, đại trưởng lão ánh mắt rơi vào Mộc Linh Hy trên mình, ta có thể ngắn ngủi để cho ngươi khống chế. Nhưng ta thân thể không kiên trì được bao lâu. Mộc Linh Hy biết tình huống khẩn cấp, trong mắt chữ viết cổ xưa chớp động, đồng thời trong ngón tay máu tươi tràn ra, rơi vào đại trưởng lão hai tròng mắt bên trong. Oanh! Ngay tại trong nháy mắt, đại trưởng lão thân hình gầy gò ngay tức thì bộc phát ra uy áp kinh khủng. Quanh thân bắn tung tóe từng luồng máu đỏ tươi mang, xuyên thủng hư không. Tới chiến. Đại trưởng lão, Mộc Linh Hy tiếng quát đồng thời truyền ra, vô địch hậu thế, rung động non sông. Hừ, bản đế cũng muốn xem, các ngươi có thể dâng lên cái gì đợt sóng. Tuyệt thần một cánh tay huy động, minh xà chi kiếm sát phạt thế lại đến. Oanh 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 oanh. Hai đạo công phạt oanh đụng lên, trời long đất lở, sơn hà văng tung tóe. Vô số đại tinh lăn xuống thương khung, thiên địa một phiến mở tối. Cái này chúng đệ tử hoảng sợ. Tam trưởng lão, ngũ trưởng lão các người, đều là sắc mặt cuồng biến, Mộc Linh Hy và đại trưởng lão dung hợp nhất kích, quả thật là cường hãn đến mức tận cùng, chỉ bằng vào sức một mình là có thể ngăn cản cái này vô cùng vô tận tới ám giới lực, thậm chí vậy vô cùng thiên đế hư ảnh. Thật sự là mạnh mẽ đến đáng sợ. Ừ, tuyệt thần thiên đế hư ảnh con ngươi co giúp một cái. Phát hiện một đạo thân ảnh cực nhanh hoành kích hư không, chẻ hướng mình một cánh tay. Tuyệt thần hư ảnh thân thể một bên, né tránh mà qua, có thể vậy vô cùng sức lực gió, nhưng ở tuyệt thần pháp thân trên mình lưu lại một đạo vết thương, mặc dù rất nhạt, nhưng đủ để chứng minh cái gì. Lực lượng này, đây là không không thời không thủ đoạn. Tuyệt thần hư ảnh vẻ mặt ngưng trọng, mười phần quái dị. T. Nam Trinh, ngươi lấy là ngươi tránh được. Mộc Linh Hy thanh âm vang lên, lạnh lùng lại kiên định. Oanh! Một cổ cuồn cuộn kiếm khí, từ trong hư không hạ xuống, tuyệt thần hư ảnh lần nữa huy động một cánh tay. Phá! Tuyệt thần hư ảnh một tiếng hư lạnh, cánh tay động một cái, ngay tức thì hóa thành vô số tàn ảnh, trong nháy mắt kiếm ý liền xuất hiện ở đại trưởng lão bên người. Phịch! Một kiếm chém ra đế thân thể, nhưng vậy mạnh mẽ lực tự lành có ở đây không diệt trải qua ra chỉ xuống. Cơ hồ ngay tức thì chính là chân tay gãy trọng hợp. Mộc Linh Hy tiếp tục điều khiển đại trưởng lão đế thân thể đánh một trận. Chút tài mọn. Tuyệt thần pháp thân cánh tay vung lên, kinh khủng tan biến giống hạ xuống lần nữa. Không ổn. Mộc Linh Hy sắc mặt biến. Mênh mông sức mạnh to lớn đem nàng bao phủ. Trong chốc lát, Mộc Linh Hy và đại trưởng lão bị trói buộc ở trong hư không, không cách nào nhúc nhích. Ha ha ha. Lúc này các ngươi hết cứu, ta muốn đích thân bóp vỡ ngươi. Tuyệt thần pháp thân cuồng ngạo cười nói. Vèo. Hai đạo kiếm mang phá không, tối sầm lại một xinh đẹp, xen lẫn nhiếp mục. Một kiếm trừ tà, một kiếm chấn hồn. Tam trưởng lão song kiếm chảm phá hư không gông xiềng, lấy máu tươi rèn luyện đổ bê tông, vốn là cái cận bể tan tành thâm thúy hắc động,
không cách nào chống đỡ tuyệt thần một cánh tay toàn lực chém giết. Trình độ này khốn buộc, kiếm hắn có thể phá. Mộc Linh Hy khống đại trưởng lão tiếp kiếm, tối sầm lại một minh, song kiếm nhảy lên không. Diệp Thần biết mình nên ra tay. Bây giờ là đối phương thời điểm suy yếu nhất, hắn chỉ cần thi triển nhất kích, kia sợ không phải đỉnh cấp nhất kích, liền có thể hóa giải hết thảy. Như hơn nữa thiên đấu đại đồ kiếm đâu. Diệp Thần khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười lạnh như băng, kiếm trong tay, tựa như đại biểu kiếm đạo chí cao. Hắn khua kiếm, vô cùng một kiếm chém ra. Thiên đấu đại đồ kiếm mũi nhọn, bộc phát ra. Tuy không có thiên nữ đánh một trận như vậy khủng bố, nhưng cũng có đỉnh cấp 1/3 lực lượng. Ung ung. Làm một kiếm này bùng nổ, cửu thiên thập địa, chư thiên thời không, cuồn cuộn sấm sét cùng nổ, hàng tỷ sinh linh gào khóc nổ lên, bầu trời dường như muốn sụp đổ. Mặt đất thật giống như bể tan tành, hết thảy tất cả, đều phải bị Diệp Thần một kiếm tàn sát. Đây là thiên đấu đại đồ kiếm hung mãnh, cái này thế gian tựa như không có bất kỳ vật gì, có thể ngăn cản một kiếm này mũi nhọn. Rất tốt, các ngươi chọc giận bản đế. Ánh sáng dần dần ảm đạm rút đi, nguyên bản tuyệt thần pháp thân một cánh tay chậm rãi tản đi, chuôi này sinh sát vạn thế minh rắn cự kiếm, cũng là bể làm một đoàn quang mưa bạo tán. À! Một tiếng đau triệt cánh cửa lòng gào thét vang khắp thiên địa, vậy miệng thâm thúy hắc động ngay tức thì nổ bể ra, Nam Trinh bóng người từ trong đó rơi xuống. Phốc thông. Rơi vào bụi bẫm Nam Trinh giờ phút này đã sớm không gặp người dạng, nguyên bản nổ tính cổ đồng sắc ra thịt lúc này như trong gió tàn trúc vậy, tùy thời cũng sẽ chôn vùi. Ha ha ha. Thái thượng, thái thượng. Bị ổi thế giới hiện thật. Nam Trinh khàn giọng gào thét, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mộc Linh Hy. Diệp Thần các người, sắp chết để gặp, trong mắt nhưng là hiện ra hết ngạo sắc. Tuyệt thần đại nhân một cánh tay pháp thân đều đủ để đem ngươi cùng toàn bộ chém chết, thật đáng buồn. Đáng buồn con kiến hôi. Mộc Linh Hy ánh mắt lãnh đạm, một tay lộ ra, thẳng chém Nam Trinh đầu lâu, nhàn nhạt nói, tuyệt thần tịch thời không lần này trắng trợn ra tay, chỉ sợ là mượn Tử Hoàng Thiên Cung đối phó tai biến phủ xuống mấu chốt tiết điểm. Không không lúc nào không những tên kia xem ra không hề dự định tuân thủ năm đó ước định. Theo hết thảy bụi bậm lắng xuống, Mộc Linh Hy thon nhỏ thân thể ngay tức thì ngã xuống. Mấy tức sau đó, đại trưởng lão đục ngầu ánh mắt bên trong, khôi phục vài tia trong sạch, hắn ánh mắt phức tạp nhìn đám người. Mộc Linh Hy mở miệng nói, tiền bối, thật xin lỗi, chuyện này bởi vì ta lên. Diệp Thần vậy chắp tay nói, nếu không phải ta phi kiếm truyền thư, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy. Đại trưởng lão phất tay một cái, đây có lẽ là ta huyễn môn kiếp, thật ra thì năm đó huyễn môn tổ sư ra liền tiên đoán. Bất quá mượn này, ta cũng nhìn thấy một ít thứ. Từ mấy ngày sắp tới, huyễn môn trên dưới tất cả đệ tử, từ bỏ sơn môn, nhập huyễn đạo tôn tháp, bế quan. Nguyệt Như nha đầu, do ta tự mình chăm sóc. Tam trưởng lão nghe vậy nhướng mày một cái, muốn nói lại thôi. Phong Sơn. Vậy coi như đại biểu. Ta huyễn môn từ đó không hỏi thế sự, phía sau sự kiện kia làm thế nào. Đại trưởng lão kỳ nhìn về phía Diệp Thần nói, Diệp Thần cùng Mộc Linh Hy có thể cứu huyễn môn, thì có tư cách đại biểu huyễn môn. Hắn ở đây, ta huyễn môn liền ở. Huống chi, tông chủ dạo chơi bên ngoài, nói không chừng đến ngày hôm đó, vậy sẽ đích thân tới đâu. Tam trưởng lão nhẹ khẽ gật đầu, Tiêu Kiền Thiên bên kia. Không có tin tức, liền theo hắn đi, hôm nay huyễn môn. Không chịu nổi giày vò rồi. Đại trưởng lão khoát tay một cái, chính là mở miệng nói. Mấy ngày sắp tới, huyễn môn toàn bộ đệ tử, nhập tôn tháp, đóng đời trăm năm. Huyễn môn trên hư không, Diệp Thần nhìn trước mắt cảnh tan hoang chiến trường, cùng sóng vai Mộc Linh Hy chừng mắt nhìn, nói. A, à, hạ xuống thực tế tuyệt thần tịch thời không ra hỏa đều chết hết, hư ảnh kia một cánh tay đã chém. Mặc dù không xác định tuyệt thần thiên đế bổn tôn sẽ được cái gì giá phải trả, nhưng đại khái là tàn tạ không hoàn toàn, ngược lại không cần quá mức treo tim. Trải qua trận chiến này, có lẽ không không thời không có chút cự phách, đã chú ý tới nơi này tình huống, cách cục muốn sửa lại rồi. Nói như thế nhiều, thấy Diệp Thần im lặng không lên tiếng, Mộc Linh Hy quyệt miệng hỏi. Này, ngươi sau đó dự định như thế nào? Diệp Thần nghe vậy. Nói ta phải đi một cái kêu là tử hồn giới địa phương, tìm quang minh chi tâm, Tử Hoàng Thiên Cung tai biến mau hạ xuống, đến lúc đó rất có thể hủy diệt thế giới hiện thật mồi lửa, chỉ có quang minh chi tâm mới có thể bảo vệ mồi lửa. Tử hồn giới,
Mộc Linh Hy đột nhiên lên tiếng. Diệp Thần ngẩn ra, người biết tử hồn giới. Mộc Linh Hy lắc đầu một cái, ta không biết. Diệp Thần biết Mộc Linh Hy có chút giấu giếm, nhưng đối phương nếu không nói khẳng định vậy có nguyên nhân, hắn không bắt buộc, hắn nhìn về Mộc Linh Hy nói, người đâu? Hồi không không lúc nào không? Mộc Linh Hy nói, tuyệt thần tịch lần này sát vũ mà về, chắc hẳn sẽ không từ bỏ ý đồ, ta hồi không không lúc nào không, vậy không an toàn. Thật ra thì ta tới thế giới hiện thật còn có một cái cực kỳ nhiệm vụ trọng yếu, ta muốn ở thế giới hiện thật tìm một bụi tiên thảo, chuyện trọng đại này. Nó kêu Phục Long tiên thảo, ta không không thời không mẫu thân còn ở đợi cái này Phục Long tiên thảo cứu mạng. Phục Long tiên thảo. Diệp Thần nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, đồ chơi này hắn là nghe nói qua, cửu thần thời đại nổi tiếng tiên thảo. Có thể kỷ nguyên mở lại, thế giới hiện thật làm sao có thể còn sẽ có vật này. Truyền thuyết vậy Phục Long tiên thảo bên trong, hàm chứa cửu thần thời đại đạo vận hơi thở, một khi đem tài bồi đến thời kỳ thành thục, thậm chí có thể giúp nửa bước thần đạo cảnh cường giả đột phá, trở thành thần minh. Dĩ nhiên, truyền thần hồ kỳ thần, nhưng chân chính hiệu dụng như thế nào, không có ai biết. Mộc Linh Hy hướng về phía Diệp Thần nhẹ giọng nói, tộc ta đã từng có qua một bụi Phục Long tinh cỏ, vậy cổ minh mông lại thâm thúy hơi thở đến nay ta như cũ nhớ, cũng không khó tìm. Hơn nữa ta có thủ đoạn đặc biệt, cho dù là tin đồn, ta cũng muốn đã thử mới được. Thấy Diệp Thần còn muốn nói gì nhiều, Mộc Linh Hy cũng là cười ngọt ngào một tiếng, ta biết ngươi lo lắng ta an nguy, bất quá chỉ là tìm một bụi linh thảo thôi, ta không sẽ đưa tới người nào chú ý, ta có thể là tới từ không không lúc nào không. Huống chi, bổn cô nương thực lực ngươi cũng là đã gặp. Diệp Thần nghe vậy, tiện tay ném ra một món đồ, nhàn nhạt nói, vậy ngươi hết thảy chú ý. Nếu như có nguy hiểm, có thể tới tìm ta, hoặc là đem vật này bóp vỡ, ta tự nhiên sẽ cảm giác được một ít thứ. Lúc này từ biệt, tai biến buông xuống, ta phải mau sớm lên đường đi tử hồn giới. Nói xong hai người liền lúc này nói tạm biệt. Cùng lúc đó, không không lúc nào không. Một giới này thời không cuối, mấy tôn hư ảnh rất hiện chìm nổi, tu di gian như là vô hình, nhưng lại là tụ lại thiên địa đại lộ. Le que mấy người. Dính dấp nhưng là loại nào đó không biết tên lực lượng ở quanh quẩn, nếu không phải cái này mấy người gia trì, chỉ xanh dư âm, cũng có thể lật đổ thế gian. Thế giới hiện thật vậy một chút đạo uẩn vẫn là đi ở vô số sinh linh trước, chân chính luân hồi, có lẽ cũng không phải là người ta giờ phút này nơi thôi diễn tuần hoàn. Từ đầu đến cuối, con đường này đã đi tới cuối, còn muốn tiến lên trước một bước, trừ phi phá vỡ cái này gông xiềng. Một người trong đó lời nói thâm trầm. Trong lời nói có thể gặp thời không thay đổi, bốn mùa phân bay hòa vào nhau, dù là thời gian trôi qua, như cũ không giảm vậy to lớn thân phân nửa. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định một mắt liền sẽ nhận ra người này. À, theo sát lại là một tiếng thở dài, một người khác bóng người hơi có vẻ gầy gò, nhưng giống vậy thâm thúy đáng sợ, ở hắn sau lưng một đầu minh rắn như du long vậy tắm thương khung vân biển, tham lam được hấp thu cái gì. Hình ảnh quay về. Diệp Thần bên này. Giải quyết huyễn môn chuyện, hắn đi trước Tử Hoàng Tiên Cung nhìn một cái, phát hiện tai biến nghiêm trọng hơn. Không thể trì hoãn nữa. Nếu như mồi lửa tắt, tổn thất lớn nhất không phải đạo đức thiên tôn, mà là mình. Lập tức hắn liền đem truyền tống quyển trục mở ra, nháy mắt tức thì, một tia sáng trắng lồng bao hắn lại, hạ một sát, hắn bóng người chính là tại chỗ biến mất, trực tiếp bị truyền tống đi tử hồn giới. Diệp Thần bị truyền tống đến tử hồn giới, tinh thần ngắn ngủi hoảng hốt một tí, ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp hoàn cảnh chung quanh, khá là kỳ dị, bầu trời là bóng tối màu lót, nhưng bốn phía nhưng tràn đầy quang minh, rõ ràng là đêm tối thế giới, nhưng là sáng như ban ngày, núi cao, rừng rậm, mặt đất, con sông, hết thảy mạch lạc, cũng nhìn thấy rõ ràng. Nơi này chính là tử hồn giới sao? Một cái, trắng đêm thế giới. Diệp Thần đầu óc bên trong. Khó hiểu toát ra một cái khái niệm, chính là trắng đêm hai chữ. Cái này tử hồn giới, là một cái trắng đêm thế giới, màu lót là nửa đêm, nhưng hoàn cảnh nhưng là quang minh. Chung quanh quang minh, ở bầu trời đêm nổi bật hạ, lộ vẻ được phá lệ nhức mắt. Diệp Thần vẫn là lần đầu tiên thấy, trắng đêm thế giới. Hắn thử nghiệm suy diễn thiên cơ, hy vọng có thể theo dõi rõ ràng tử hồn giới bí ẩn, nhưng ở chung quanh trắng đêm tia sáng tràn ngập. Hắn trong thời gian ngắn, vậy suy tính không tới cái gì, chỗ đã thấy thiên cơ, tất cả đều là trắng xóa một phiến.
không biết Quang Thần Thiên Tôn tín đồ, ở địa phương nào. Vậy Quang Minh Chi Tâm, lại ở địa phương nào? Diệp Thần âm thầm cục cục, hắn chỉ có 3 ngày thời gian, bởi vì có nguyên nhân quả luật hạn chế, cùng 3 ngày trôi qua, hắn sẽ tự động bị truyền tống đi. Cưỡng ép chống cự nhân quả luật mà nói, vậy cũng có thể, nhưng giá phải trả to lớn. Nói cách khác, Diệp Thần phải ở trong thời gian 3 ngày, tìm được Quang Thần Thiên Tôn tín đồ, cũng cầu mượn Quang Minh Chi Tâm. Diệp Thần hít sâu một hơi, dứt khoát ở trong rừng cây, ngồi xếp bằng xuống, yên lặng điều tức, để cho mình hơi thở, dần dần dung nhập vào cái này phiến trắng đêm thế giới bên trong. Như vậy thứ nhất, hắn thì có thể theo dõi rõ ràng, mảnh thế giới này sau lưng nhân quả, từ biết mình muốn biết hết thảy. Ngưng tim điều tức lúc đó, Diệp Thần mơ hồ tới giữa, tựa hồ lại nghe được một hồi chuông reo tiếng chuông, từ rất xa phương xa truyền tới, tựa như thật như ảo. Như tơ như lũ, động lòng người huyền. Đó là cái gì thanh âm? Diệp Thần khẽ cau mày, mơ hồ cảm thấy vậy tiếng chuông, sau lưng tựa hồ có cổ quái gì. Nhưng hắn cẩn thận bắt, cũng không cách nào xác định tiếng chuông phương hướng. Đang chần chờ lúc đó, rừng cây chỗ sâu, xoát xoát một hồi vang, có mấy người mặc quần áo đen, thân hình dũng mãnh nam tử, sách mang theo khóa lưỡi câu móng, táp sấp như sao rơi chạy tới. Bọn họ vạt áo trên, in một đạo đặc biệt đồ đằng, vậy đồ đằng là một cái ánh mắt hình vẽ, ánh mắt kia đường vân, lại cùng hồn thiên đế quyết tử ma nhãn, đường vân là giống nhau như đúc. Bọn họ là hồn thiên đế hậu nhân. Diệp Thần trong lòng rét một cái, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đụng phải hồn thiên đế hậu nhân, chẳng lẽ nói thân phận mình đã bại lộ. Vậy mấy cái dũng mãnh nam tử, đều là mắt nhìn không chấp Diệp Thần, một người trong đó hỏi. Ngươi nghe được chuông thanh âm sao? Những lời này không đầu không đuôi, Diệp Thần không rõ cho nên, nói, nghe được thì đã có sao. Các ngươi là người nào, là hồn thiên đế hậu nhân. Vậy mấy cái dũng mãnh nam tử nhìn nhau, cũng cười hắc hắc, lúc trước người kia nói. Toái tâm linh vang, người nghe toái tâm, đây là hồn thiên đế đại nhân ý chí. Thằng nhóc, người đừng cho ta giả bộ hồ đồ, coi như ngươi là quang minh thần điện người, chỉ cần có thể nghe được toái tâm linh thanh âm. Đó chính là hồn thiên đế đại nhân người có duyên, người ngoan ngoãn dâng ra tim mình, cung phụng cho hồn thiên đế đại nhân. Sau này cùng hồn thiên đế đại nhân, đến tinh không bờ bên kia, vậy sẽ mang người cùng nhau hưởng thụ vô cùng vui. Đi, cùng chúng ta hồi tử hồn điện. Người nọ nắm xiềng xích, quăng ra lưỡi câu móng, mang theo mũi lưỡi câu móng, chính là hướng Diệp Thần bả vai bắt đi. Thoáng chốc tới giữa, Diệp Thần cảm nhận được liền nguy hiểm to lớn. Mấy cái này nam tử, tự nhiên không đủ gây sợ hãi, nhưng nếu như bị bọn họ mang đi tử hồn điện, vậy sẽ rất khó sống thêm đi ra. Tử hồn điện, là hồn thiên đế hậu nhân khai sáng thế lực. Quang Minh thần điện, chính là ngày xưa Quang Thần Thiên Tôn tín đồ sáng chế. Cái này phiến tử hồn giới bên trong, chỉ có hai cái thế lực, chính là tử hồn điện cùng Quang Minh thần điện. Diệp Thần nghe mới vừa người kia nói chuyện, có thiên cơ đầu mối. Lập tức liền suy tính đến rất nhiều mặt mũi. Ở tử hồn điện bên trong, có cung phụng hồn thiên đế tế đàn, phía trên lưu lại hồn thiên đế ý chí cường đại, nếu như bị đưa lên tế đàn, cho dù là thời kỳ toàn thịnh Diệp Thần, cũng rất khó còn sống đi xuống, chớ nói chi là hiện tại hắn trạng thái vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Mắt xem vậy xiềng xích lưỡi câu móng, phóng tới, Diệp Thần liền muốn đón đỡ, nhưng lúc này, một đạo tinh thần vậy sáng chói kiếm khí. Từ hậu phương trong hư không biểu chém ra, một kiếm đem lưỡi câu móng xiềng xích chặt đứt. Rồi sau đó, một cái bộ dáng thiếu niên nam tử, như gió bay tới, liền ôm Diệp Thần vai, đem hắn mang đi. Diệp Thần cảm nhận được đối phương cũng không có ác ý, hơn nữa còn là muốn cứu hắn, cho nên cũng không có kháng cự. Thu tinh thần, ngươi lại tới xấu xa ta tử hồn điện chuyện tốt. Vậy mấy cái tử hồn điện dũng mãnh nam tử, nhất thời tức giận, muốn đuổi theo đi. Nhưng cái đó gọi thu tinh thần thiếu niên nam tử, tốc độ cực nhanh, lập tức liền mang theo Diệp Thần, dần dần không nhìn thấy ở trong rừng rậm, mất tung ảnh. Đáng chết! Đám người một hồi mắng, thế nhưng thiếu niên nam tử đã đi xa, nhưng là lại cũng không theo đuổi. Diệp Thần bị vậy thiếu niên nam tử, mang tới một cái dưới thác nước. Vậy thiếu niên đem hắn buông, rất thư lãng cười nói, huynh đệ, không sao chứ? Ta xem ngươi tuy có thiên huyền cảnh tầng thứ 9 đỉnh cấp tu vi, nhưng linh khí tựa hồ hao tổn nghiêm trọng, khẳng định không phải vậy mấy cái tử hồn điện chấp sự địch thủ,
thật may có ta ở đây, nếu không ngươi nhất định phải chết. Diệp Thần khách khí chắp tay một cái nói, đa tạ huynh đệ cứu giúp. Vậy thiếu niên cười nói, không cần khách khí, thiếu chút nữa đã quên rồi tự giới thiệu mình, ta kêu Thu Tinh Thần, ngươi hẳn nghe qua ta tên chữ chứ. Ta là sư phụ đệ tử đắc y nhất. Diệp Thần ngừng lại một chút, hắn vừa mới đến, cái này Thu Tinh Thần, hắn dĩ nhiên là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Thu Tinh Thần thấy Diệp Thần diễn cảm, nhất thời cũng có chút lúng túng, bèn cười ha ha, thái độ ngược lại là 10 phần lạc quan hoạt bát, rẽ ra chuyện hỏi, huynh đệ, ngươi là bên trong thần điện, môn hạ vị trưởng lão nào? Xin thứ cho ta mắt phụng về, không nhìn thấu ngươi hơi thở, cũng không biết ngươi là kia trưởng lão môn hạ. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, ta không phải Quang Minh thần điện người. Thu Tinh Thần sửng sốt một chút, nói, vậy là ngươi Tử Hồn điện. Không đúng à, trên mình ngươi không có hắc ám lệ khí, làm sao xem vậy không giống như là Tử Hồn điện người. Diệp Thần nói, ta không phải. Thu Tinh Thần ngạc nhiên, trên dưới quan sát Diệp Thần một mắt, tựa hồ rõ ràng liền cái gì, kinh ngạc nói, ngươi là từ bên ngoài tiến vào. Diệp Thần nói, đúng vậy. Thu Tinh Thần thân thể run rẩy một tí, nói cách khác, ngươi là xứ lạ người. Diệp Thần nói, đúng vậy. Thu Tinh Thần à kêu to một tiếng, nói, ở Tử Hồn giới bên trong, hàng năm xác thực sẽ có mấy cái xứ lạ người, không cẩn thận từ một ít không gian chảy loạn trong nước xoáy rớt xuống, nhưng bọn họ đều là vô cùng dáng vẻ kinh hoàng, ngươi làm sao một chút cũng không sợ. Diệp Thần nói, có cần phải sợ không? Thu Tinh Thần thấy Diệp Thần trầm ổn tự tin hình dáng, nội tâm có vẻ khuất phục. Lúc này hắn cũng không biết, thật ra thì Diệp Thần chính là luân hồi chi chủ, bởi vì ở bước vào Tử Hồn giới trước, Diệp Thần đã thu liễm hơi thở, miễn được bại lộ, đưa tới Hồn Thiên Đế hậu nhân chú ý. Nhưng Thu Tinh Thần cũng biết, Diệp Thần ở bên ngoài, nhất định là một tôn nhân vật lớn, nếu không, cũng không khả năng bình tĩnh như vậy. Người nghe được chuông thanh âm. Thu Tinh Thần lại hỏi. Diệp Thần nghe hắn câu hỏi thời điểm. Mơ hồ tới giữa, quả nhiên lại nghe được vậy chuông vang động dễ nghe thanh âm, liền gật đầu nói, đúng vậy, ngươi không nghe được sao? Thu Tinh Thần cười khổ nói, ta cũng nghe được, nhưng ta không muốn chết, mặc dù Hồn Thiên Đế nói qua, toái tâm linh vang, người nghe toái tâm, nhưng ta không phải là tín đồ của hắn, ta không cần phải cầm tánh mạng cung phụng cho hắn. Ta thờ Phượng Thần Minh, là Quang Thần Thiên Tôn. Diệp Thần lẩm bẩm nói, toái tâm linh vang, người nghe toái tâm. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thu Tinh Thần chần chờ một tí, rồi sau đó nói, huynh đệ, nếu ngươi là xứ lạ người, cũng không cần phải thám thính như thế nhiều, cùng ta trở về Quang Minh Thần Điện đi, sư phụ ta đã từng cũng là xứ lạ người, hắn sẽ bảo hộ ngươi. Hi hi, ngươi có thể không biết, sư phụ ta năm đó, biệt hiệu mệnh vận chi luân, là vận mệnh đại lộ tu vi thành tựu thâm hậu nhất người, hắn vậy từng là tử thần giáo đoàn vị thứ 4 hộ pháp. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói, sư phụ ngươi là tử thần giáo đoàn hộ pháp. Thu Tinh Thần nói, đúng vậy, bất quá đó là chuyện lúc trước, sư phụ ta hôm nay là Quang Minh Thần Điện Điện Chủ, được gọi là Quang Minh Pháp Vương. Hắn là người tốt, hắn nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Năm đó, sư phụ ta là Phụng Thiên Khải Chí Tôn mệnh lệnh, xuất ngoại thi hành nhiệm vụ, đi tìm đuôi thú. Nhưng không nghĩ tới, đuôi thú không tìm được, hắn nhưng bất ngờ trượt chân. Đánh rơi đến một cái không gian vòng xoáy bên trong, sau đó đánh rơi đến Tử Hồn giới, cuối cùng lại gia nhập ta Quang Minh Thần Điện, tuân theo lão tổ ý chí, cuối cùng thành điện chủ. Thu Tinh Thần nói dậy sư phụ hắn chuyện cũ thời điểm, giọng hơi có chút hưng phấn cùng tự hào. Quang Minh Pháp Vương, chính là ngày xưa mệnh vận chi luân, hắn chuyện cũ, đích xác là đủ truyền kỳ, làm người ta say mê. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nghĩ đến Quang Minh Pháp Vương. Ngày xưa chính là mệnh vận chi luân, là tử thần giáo đoàn người. Hắn cùng tử thần giáo đoàn có thù oán, nếu như muốn mượn quang minh chi tâm mà nói, sợ rằng không quá dễ dàng. Nhưng, bất kể như thế nào, nếu tới đã tới rồi, Diệp Thần vậy không có lùi bước đạo lý, hắn chỉ có 3 ngày thời gian, đặc biệt chặt cấp, lập tức liền hướng Thu Tinh Thần nói. Huynh đệ, vậy ngươi liền dẫn ta đi gặp ngươi một chút sư phụ, ta cũng rất muốn gặp hắn. Thu Tinh Thần cười nói, không thành vấn đề. Lập tức, hắn liền dẫn Diệp Thần, rời đi cánh rừng rậm này, đi mặt đất phương xa bay đi, đó là Quang Minh Thần Điện chỗ ở phương hướng. Ở Tử Hồn giới bên trong, không gian quy luật 10 phần vững chắc, phá toái hư không cũng không dễ dàng,
cho nên hai người là ngự gió phi hành, tốc độ ngược lại cũng 10 phần mau lẹ. Diệp Thần một đường nơi gặp, liền thấy mặt đất bên trên, thật nhiều thành trì, trấn nhỏ, thôn trang. Những chỗ này, có thờ phụng Quang Thần Thiên Tôn và Nguyên Thiên Đế pho tượng, có thờ phụng Hồn Thiên Đế pho tượng, đen trắng rõ ràng, thủy hỏa bất dung, giữa hai bên tín ngưỡng không cùng, lẫn nhau thù giết nghiêm trọng. Diệp Thần phi hành đi ngang qua, không biết thấy được bao nhiêu trận máu tanh giết hại. Hắn không có nhúng tay, bởi vì hắn gặp Thu Tinh Thần, cũng không có nhúng tay vào. Công việc này Hát Thư Lãng thiếu niên, ở mắt thấy dọc theo đường đi thù giết sau đó, cũng là ảm đạm thở dài nói. Thật ra thì chúng ta Quang Minh Thần Điện và Tử Hồn Điện, đã từng cũng có thể cùng mục sống chung, chỉ là sau đó, Yến Quy Sào nổi điên, không muốn nói gì toái tâm linh vang, người nghe toái tâm, chỉ cần nghe được toái tâm linh thanh âm người, hắn đều phải bắt đi, cầm đi tế tự hồn thiên đế. Ta Quang Minh Thần Điện, tự nhiên không có tự mình hy sinh, cung phụng hồn thiên đế đạo lý, hai bên lúc này bất hòa, lẫn nhau thù giết, không biết mổ giết nhiều ít cái kỷ nguyên. Nói đến đây cũng là ngày xưa thống khổ nhớ lại. À, khói lửa đốt không ngừng, chinh chiến không đã lúc đó, chim diên mổ người ruột, ngậm bay lên treo cành cây khô, cái này giết hại không có cái cuối, trừ phi là có thể giết chết Yến Quy Sào, nếu không chiến loạn không thể nào dừng lại. Diệp Thần nói, Yến Quy Sào là. Thu Tinh Thần nói, là Tử Hồn Điện Điện Chủ. Diệp Thần nói, danh tự này ngược lại là có chút đặc biệt. Thu Tinh Thần nói, ừ, đây là bay Yến Quy Sào ý, hắn một mực ảo tưởng có thể hồi phục Hồn Thiên Đế, sau đó trở về Hồn Thiên Đế dưới quyền. Dừng một chút, Thu Tinh Thần lại hỏi, đúng rồi, huynh đệ, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi tên chữ. Diệp Thần suy tính chốc lát, còn chưa định dùng tên thật. Liền nói, ta kêu. Trần Dạ. À, Trần Dạ, tên chữ ngược lại có chút Tử Hồn Điện mùi vị. Bất quá ngươi nếu là xứ lạ người, vậy thì không thể nào cùng Tử Hồn Điện có nguyên nhân quả dính. Hai người bay gần nửa ngày, ở Tử Hồn giới thiên địa pháp tắc hạn chế hạ, vậy cảm thấy có chút mệt mỏi, liền rơi vào một tòa hoang phế trong thôn trang nghỉ ngơi. Thôn trang này, khắp nơi đều là hoang vu xương trắng cùng thi hài, đoạn đao kiếm gãy đổ cắm ở. Vừa thấy cũng biết bùng nổ qua đại chiến, muốn đến là hai đại thần điện lẫn nhau thù giết gây ra. Ở Tử Hồn giới bên trong, chỉ có Quang Minh Thần Điện và Tử Hồn Điện hai thế lực lớn, cái khác tất cả vương triều đế quốc, thành trì bộ lạc, toàn bộ phụ thuộc vào tại cái này hai thế lực lớn mà tồn tại ở. Hai người ở hoang thôn bên trong nghỉ ngơi, thấy đầy đất xương trắng thi hài vắng lặng cảnh tượng, đều là yên lặng không nói. Nghỉ ngơi một hồi, Thu Tinh Thần trong mắt bỗng nhiên co rúm một cái. Như dã thú vậy cảnh giác, ánh mắt nhìn về phương xa, nói, có người tới. Diệp Thần lúc này vậy bắt được, có một từng đạo cường đại hắc ám khí tức, đang gào thét tới, ngưng xem vừa thấy, liền thấy bầu trời phương xa, mấy đạo ma khí cấp tốc bắn tới, rất nhanh là đến hoang thôn bầu trời, là mấy người mặc quần áo đen nam tử. Đều là Tử Hồn Điện người. Một người cầm đầu, hơi thở phá lệ mạnh mẽ, hẳn là một cái bán thần, tướng mạo nhìn như tương đương trẻ tuổi. Không gặp năm tháng mài mòn dấu vết, cả người ma khí lượn lờ, quan sát Diệp Thần và Thu Tinh Thần hai người, cười hắc hắc nói. Thu Tinh Thần, cuối cùng bị ta tìm được ngươi, ngươi thứ đáng chết này, nhiều lần phá hoại ta Tử Hồn Điện chuyện tốt, ta ngày hôm nay liền muốn ngươi chết. Thu Tinh Thần cười nói, Yến Vũ Thần, ta chẳng qua là sư phụ ta nhất không ra hồn học trò, cần ngươi long trọng như vậy, tự mình dẫn người tới giết ta sao? Diệp Thần gặp Thu Tinh Thần bề ngoài nụ cười. Nhưng bàn tay đã ở hơi phát run, nắm giữ eo chuôi bội kiếm, hiển nhiên là khẩn trương hết sức. Người nọ là ai? Diệp Thần thấp giọng hỏi. Thu Tinh Thần nhỏ giọng nói, là Tử Hồn Điện thiếu điện chủ, Yến Vũ Thần, hắn quyết tử ma nhãn thần thông, đã tu luyện tới cấp thứ hai bước, vô cùng lợi hại, chờ lát nữa nếu là không đánh lại, người nghĩ biện pháp trước trốn về đi. Diệp Thần sửng sốt một tí, quyết tử ma nhãn, cấp thứ hai. Chẳng lẽ cái này quyết tử ma nhãn, vẫn là một môn thần thông không được? Diệp Thần hơi đẩy một cái coi là, quả nhiên chính là phát hiện, cái này quyết tử ma nhãn, không chỉ là một con mắt, cũng là một môn thần thông. Năm đó Hồn Thiên Đế, sáng tạo ra quyết tử ma nhãn tu luyện bí tịch, chỉ cần tín đồ của hắn, tín ngưỡng đủ kiên định, liền có cơ hội tu luyện thành công, ngưng tụ ra quyết tử ma nhãn. Quyết tử ma nhãn, dựa theo uy lực, có thể phân chia 9 cấp. Cấp 1 thấp nhất, cấp 9 cao nhất. Còn như Hồn Thiên Đế bản thân ánh mắt,
là vượt qua cấp 9 tồn tại, là siêu phẩm ma nhãn. Tín đồ của hắn, tu luyện quyết tử ma nhãn thần thông, có thể bắt chước hắn, nhưng không thể nào vượt qua. Cho nên, Diệp Thần quyết tử ma nhãn, nếu không phải là phân chia phẩm cấp nói, đó chính là siêu phẩm, bao trùm trên đời gian mỗi một cái hồn thiên đế tín đồ bên trên. Bất quá hắn tu vi vẫn là thiên huyền cảnh tầng thứ 9, muốn phát huy chân chính siêu phẩm lực lượng, rất khó. Yến Vũ Thần quyết tử ma nhãn thần thông, chỉ là cấp thứ 2, liền để cho Thu Tinh Thần kiêng kỵ như vậy, đều là bởi vì quyết tử ma nhãn uy lực, chân thực quá mức khủng bố, có thể quyết định vạn vật tử vong, chỉ cần có thể tu luyện thành công, coi như chỉ là nhất phẩm, vậy đủ để hủy diệt thiên địa. Chỉ nghe được Yến Vũ Thần vui vẻ cười to, nói, lười được cùng ngươi nói nhảm. Người thằng nhóc này, rõ ràng nghe được toái tâm linh thanh âm, lại không chịu bị chết, đây là xúc phạm hồn thiên đế đại nhân ý chí, người đáng chết. Vậy toái tâm linh thanh âm, ta muốn nghe cũng không nghe được, người có là hồn thiên đế đại nhân hiến thân cơ hội, lại có thể không biết cảm kích, ngược lại khắp nơi kháng cự, thật là bất chấp lý lẽ. Nói xong lời cuối cùng, Yến Vũ Thần trong giọng nói mặt, mang phẫn uất cùng đố kỵ. Hắn tựa hồ là cảm thấy... có thể nghe được toái tâm linh thanh âm, có thể là hồn thiên đế bị chết, là thiên đại quang vinh vậy. Cái này cổ quang vinh, hắn cũng không có được. Thu tinh thần lấy được, lại không chịu đi chết. Ở hắn trong mắt, cái này tự nhiên là thiên đại xúc phạm. Diệp Thần tự Yến Vũ Thần trong mắt, có thể thấy mãnh liệt mà hừng hực tín niệm, đó là đối hồn thiên đế tín ngưỡng, đã đến si mê cùng vặn vẹo bước. Có lẽ, cũng chính là bởi vì thư này ngưỡng, Yến Vũ Thần mới có cơ hội, đem quyết tử ma nhãn tu luyện tới cấp thứ 2 bước. Yến Vũ Thần, người muốn chết, vậy mình đi chết tốt. Thu Tinh Thần cười một tiếng, bỗng nhiên rút ra giữa eo bội kiếm, một kiếm chém ngược bầu trời, liền hướng Yến Vũ Thần chém đi giết. Hắn biết, ở Yến Vũ Thần mí mắt phía dưới, chạy trốn là chật vật, chỉ có liều chết đánh một trận, mới có một đường sinh cơ. Suy rồi, bén kiếm khí, phá vỡ bầu trời. Lại là mang theo một chút vận mệnh đại đạo thần uy, kiếm ra như số mệnh trấn áp, uy thế bàng bạc mà dâng trào. Diệp Thần thấy Thu Tinh Thần kiếm thế, cũng biết kiếm pháp của hắn, truyền thừa từ Quang Minh Pháp Vương, cũng chính là ngày xưa mệnh vận chi luân, cho nên mang theo vận mệnh đại đạo khí vận. Ha ha ha, vận mệnh ngươi thần kiếm quyết, liền sư phụ ngươi một thành tiêu chuẩn cũng không có, cũng muốn tổn thương ta. Yến Vũ Thần thấy Thu Tinh Thần một kiếm chém tới, khinh thường cười một tiếng. Cong ngón tay bắn ra, một cổ mạnh mẽ kình khí, gào thét ra, tại chỗ liền đem Thu Tinh Thần, liền người mang kiếm đẩy lui. Thu Tinh Thần rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy ngực gian bực mình vô cùng, thiếu chút nữa muốn hộc máu. Hắn toàn lực một kiếm, lại bị Yến Vũ Thần bắn ra chỉ liền đẩy lui, thực lực sai biệt lớn, liền chính hắn đều cảm thấy khiếp sợ. Người quyết tử ma nhãn thần thông, lại tiến bộ. Thu Tinh Thần sắc mặt trầm xuống. Đúng vậy. Ha ha, tòng nhị phẩm nhập môn, đến cấp 2 tinh thông bước, ta muốn giết ngươi, một cái ánh mắt đủ để. Yến Vũ Thần cười lên, cả người ma khí bỗng nhiên hướng con mắt trái vọt tới, hắn một con mắt, ngay tức thì hóa thành hắc diệu thạch bàn đen nhánh, có hào hùng khí tức tử vong, từ trong ánh mắt kia tràn ra tới, đó chính là quyết tử ma nhãn khí tượng. Yến Vũ Thần vừa bắt đầu quyết tử ma nhãn, một màn kinh khủng liền xuất hiện. Diệp Thần và Thu Tinh Thần hai người chung quanh không gian. Đang không ngừng than xúc sụp đổ. Không gian ở chết đi. Toàn bộ thôn trang, cũng ở đây chết đi. Những cái kia tường đổ tàn viên, tán lạc đầy đất xương trắng thi hài, rối rít nổ tung nghiền, hóa thành hư không, chết hư không. Tràn đầy chung quanh không gian trắng dạ quang mang, cũng ở đây chết đi. Tia sáng biến mất, để cho Diệp Thần hoàn cảnh chung quanh, trong thoáng chốc đổi được vô cùng âm lãnh. Hắn và Thu Tinh Thần. Giống như đưa thân vào vực sâu địa ngục, không đáy hầm băng như nhau. Xong rồi, Trần Dạ huynh đệ, chúng ta trốn không thoát. Thu Tinh Thần lộ ra sợ hãi thần sắc, Yến Vũ Thần quyết tử ma nhãn uy năng, 10 phần khủng bố, chung quanh hắn thiên địa, đều ở đây chết đi, hắn không cách nào chạy trốn đi ra ngoài, mình vậy đánh hơi được hơi thở tử vong. Cẩm Lý Thiên Phù, cho ta xua tan. Diệp Thần không chút kinh hoàng. Lập tức đem phong ấn ở phù quỷ mẫu xào bên trong Cẩm Lý Thiên Phù sử dụng, từng cái cá chép khí tượng nhảy lên, linh phù xuất hiện, thật lớn khoáng đạt quang minh hơi thở, như cuồn cuộn đợt sóng trải tản mát. Chỉ là trong nháy mắt, Yến Vũ Thần quyết tử ma nhãn, tất cả thần thông khí tượng,
tất cả hắc ám cùng hơi thở tử vong, đều bị Cẩm Lý Thiên Phù khu tan hết. Cái này Cẩm Lý Thiên Phù, là quang thần thiên tôn mạnh nhất thần khí, trong truyền thuyết quang minh chi tâm, so Cẩm Lý Thiên Phù mạnh hơn gấp vạn lần, nhưng vẫn là một cái rưỡi thành phẩm, còn chưa xong chỉnh tồn tại. Quang thần thiên tôn hoàn chỉnh thần khí, lấy Cẩm Lý Thiên Phù mạnh nhất. Cái này Cẩm Lý Thiên Phù cường đại, lấy Diệp Thần tu vi, cũng rất khó thi triển ra, cần phải tiêu hao to lớn linh khí. Thật may ở nơi này phiến trắng đêm tử hồn giới, quang thần thiên tôn tín đồ rất nhiều, khắp nơi đều tràn đầy quang minh tâm niệm, cho nên Diệp Thần thúc giục Cẩm Lý Thiên Phù, vậy sẽ đơn giản rất nhiều. Giờ phút này, hắn sử dụng Cẩm Lý Thiên Phù, lập tức liền xua tan quyết tử ma nhãn hắc ám, để cho được Yến Vũ Thần và Thu Tinh Thần, đều là cả kinh thất sắc. Đây là, Cẩm Lý Thiên Phù, huynh đệ, người tại sao có thể có vật này? Đây chính là quang thần thiên tôn mạnh nhất thần khí à? Thu Tinh Thần mừng rỡ không thôi, hắn nghe qua Cẩm Lý Thiên Phù truyền thuyết, hình như là bị phong ấn ở Phù Văn Thánh Địa tới. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể chấp trưởng Cẩm Lý Thiên Phù. Ngươi là người nào, quang minh thần điện lúc nào, ra ngươi một cái thiên tài như vậy, lại có thể chấp trưởng Cẩm Lý Thiên Phù, thần khí này không phải đã thất lạc sao? Yến Vũ Thần có vẻ sợ hãi, khi nhìn đến Cẩm Lý Thiên Phù sau đó, lại cũng không có mới vừa cuồng ngạo cùng lớn lối. Hắn quyết tử ma nhãn, chỉ có cấp 2 tinh thông tiêu chuẩn, đối người bình thường mà nói, vậy dĩ nhiên là nghịch thiên tồn tại, nhưng cái này điểm tu vi thành tựu, còn không cách nào cùng Cẩm Lý Thiên Phù chống lại. Ở Cẩm Lý Thiên Phù thần quang chiếu rọi xuống, Yến Vũ Thần và sau lưng hắn mấy người tùy tùng, da đều giống như bị nước sôi chưng nấu, tí tách nóng lên vặn vẹo, toát ra mủ pháo. Cẩm Lý Thiên Phù quang minh quy luật, đối bọn họ những thứ này hắc ám tồn tại mà nói, là chí mạng đại sát khí. Thu huynh, chúng ta đi thôi. Ở xua tan hết hắc ám sau đó, Diệp Thần liền thu hồi Cẩm Lý Thiên Phù, nhìn Thu Tinh Thần một mắt, liền muốn rời đi. Hắn chỉ muốn nhanh lên một chút thấy quang minh pháp phương, cầu mượn quang minh chi tâm, không hề muốn tự nhiên đâm ngang, cũng không muốn cùng Yến Vũ Thần chiến đấu. Dẫu sao, cái này Yến Vũ Thần, đơn thuần lấy tu vi mà nói, cũng là một cái bán thần. Lấy Diệp Thần hôm nay trạng thái, muốn tiêu diệt bán thần mà nói, có thể là có thể, nhưng có chút cố hết sức. Thu Tinh Thần đối với quyết tử ma nhãn, mang theo sợ hãi sâu đậm, cũng có điểm không dám đối mặt với. Trốn tránh tử vong, là vạn vật bản năng. Cho dù Thu Tinh Thần tính tình thư lãng, nhưng đối mặt cái chết, vẫn là bản năng muốn trốn tránh. Hiện tại Diệp Thần nói phải đi, hắn tự nhiên cầu không được. Hai người liền muốn rời đi, Yến Vũ Thần thấy vậy, nhưng là tức giận, nói. Ở ta mí mắt phía dưới, các ngươi còn muốn đi. Đừng lấy là có Cẩm Lý Thiên Phù, ngày hôm nay là có thể chạy ra khỏi ta nắm trong tay. Ta muốn ngươi chết, các ngươi không thể sống. Yến Vũ Thần ánh mắt âm ngoan, sử dụng một bức trận đồ, đem mở ra. Nháy mắt tức thì, một cổ tràn ngập bóng tối lực lượng ở chung quanh từ từ hội tụ. Chết hồn sát trận, cho ta tiêu diệt. Trận kia đồ hắc ám khí tức lượn lờ, như có muôn vàn oan hồn ở gào khóc, vừa mở ra tới, một cái đen sẫm quỷ dị, tràn đầy vong linh oan hồn lớn sát trận, chính là từ trên trời hạ xuống, ầm ầm rơi xuống đất, đem Diệp Thần và Thu Tinh Thần, khốn khóa ở bên trong. Không tốt, là chết hồn sát trận, từ hồn điện đại sát khí, hội tụ triệu vong linh tạo ra trận pháp, sát trận vừa ra, tiếp xúc tức chết. Thu Tinh Thần bị giết trận phong tỏa, con người kịch liệt co rúc lại, thật sâu cảm thấy nguy hiểm. Hắn và Diệp Thần hai người chung quanh, tất cả vong linh oan hồn, từ dưới lòng đất bò ra, gầm to hướng hai người nhào tới, động tác mau lẹ như hổ báo, ác liệt dị thường. Hai người khua kiếm chém chết, đem đạp chết mà đến vong linh oan hồn, từng cái chém hết. Nhưng vong linh số lượng, thực ra quá nhiều, thiên thiên vạn vạn, giết không khỏi giết. Hai người khí lực, sớm muộn phải bị tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó, chờ đợi bọn họ, chỉ có một con đường chết. Diệp Thần lần nữa sử dụng Cẩm Lý Thiên Phù, nhưng vong linh số lượng rất nhiều, ở Cẩm Lý Thiên Phù bỏ mình linh diệt hết sức trước, những vong linh kia khẳng định sẽ trước chìm ngập Diệp Thần hai người. Hi hi, rất tốt, rất tốt. Không nghĩ tới lần này đi ra, bắt Thu Tinh Thần thằng nhóc này, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Cẩm Lý Thiên Phù, nếu là ta bắt được cái này thần vật trở về, phụ thân nhất định sẽ thật cao hứng đi. Yến Vũ Thần liếm môi một cái,
nhìn bị kẹt ở trong sát trận Diệp Thần và Thu Tinh Thần hai người, trong mắt tràn đầy tàn bạo tàn nhẫn lệ khí. Diệp Thần thấy chung quanh vong linh, giết không khỏi giết, trong đầu nghĩ phải nhanh một chút phá cuộc mà nói, chỉ có một pháp. Quyết Tử Ma Nhãn, mở. Diệp Thần không do dự, hội tụ quanh thân ma khí, dâng trào ánh mắt, tại chỗ mở Quyết Tử Ma Nhãn. Hắn con mắt trái, trong thoáng chốc hóa thành hắc diệu thạch vậy đen nhánh, mãnh liệt khí tức tử vong trào đãng ra, để cho hắn phía trước không gian đều vặn vẹo. Giờ khắc này, Diệp Thần mở ra Quyết Tử Ma Nhãn, nhưng vì không bại lộ, hắn áp chế Quyết Tử Ma Nhãn hơi thở, nhìn như cũng không có siêu phẩm vĩ đại khí tượng, tối đa chỉ là cấp 5 chừng. Cấp 5 cấp bậc Quyết Tử Ma Nhãn, vậy cũng so Yến Vũ Thần cấp 2, lợi hại quá nhiều quá nhiều. Diệp Thần Ma Nhãn mở một cái, đáng sợ khí tức tử vong càn quét đi ra ngoài, chung quanh vong linh oan hồn, lập tức kêu rên kêu thảm một tiếng, toàn bộ tại chỗ bốc hơi hết, tại chỗ vẫn diệt. Cái đó chết hồn sát trận, cũng là trực tiếp chết rớt. Diệp Thần tầm mắt, nhìn phía bầu trời thật giống như đều phải chết đi, từ bóng tối màu sắc đổi được hơn nữa hắc ám, như mực nước tích tụ đọng lại ngàn năm. Phốc, phốc, phốc. Yến Vũ Thần sau lưng mấy người tùy tùng, thân thể một tí bạo diệt, bị Diệp Thần ánh mắt quét một tí, bọn họ liền chết. Đây là Quyết Tử Ma Nhãn lợi hại, một cái ánh mắt, liền có thể tiêu diệt chư thiên hết thảy. Yến Vũ Thần cảm nhận được mãnh liệt khí tức tử vong, áp chế đến trên người mình, may mà hắn là cái bán thần, nếu không, hắn cũng phải bạo diệt mà chết. Hắn vô cùng sợ hãi, vô cùng rung động, kinh ngạc vạn phần nhìn Diệp Thần ánh mắt, thất thanh kêu lên. Quyết Tử Ma Nhãn, điều này sao có thể? Ngươi làm sao vậy sẽ Quyết Tử Ma Nhãn? Ngươi Quyết Tử Ma Nhãn thần thông, lại có thể luyện đến cấp thứ 5. Cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Cha ta cũng chỉ là tam phẩm mà thôi, người rốt cuộc là ai? Yến Vũ Thần mau điên mất rồi, hắn không biết Diệp Thần thân phận, hắn gặp Diệp Thần chấp trưởng Cẩm Lý Thiên Phù, còn lấy là hắn là Quang Minh Thần Điện bên trong ẩn núp thiên tài. Nhưng không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể lại toát ra Quyết Tử Ma Nhãn, hơn nữa phẩm cấp cao, so hắn phụ thân Yến Quy Sào, Tử Hồn Điện Điện Chủ, còn lợi hại hơn, chí ít đạt tới cấp 5 bước. Diệp Thần âm thầm bật cười. Nếu là Yến Vũ Thần biết, mình Quyết Tử Ma Nhãn, thật ra thì không phải thần thông gì, mà là hồn thiên đế chân chính ánh mắt, là siêu phẩm tồn tại, hắn sợ rằng sẽ hơn nữa điên cuồng đi. Huynh đệ, Thu Tinh Thần vậy bối rối, Diệp Thần mở Quyết Tử Ma Nhãn, cũng lớn hơn ư hắn dự liệu. Cẩm Lý Thiên Phù, Quyết Tử Ma Nhãn, là hoàn toàn chỏi nhau hai loại đồ, nhưng Diệp Thần nhưng là hoàn mỹ khống chế, không có một chút xung đột hình dáng. Hắc ám cùng quang minh quy luật, ở Diệp Thần trên mình hòa làm một thể. Diệp Thần gặp mình khai mở Quyết Tử Ma Nhãn, cũng giết không chết Yến Vũ Thần, trong đầu nghĩ bán thần quả nhiên không tốt giết, cũng không muốn ham chiến, chỉ muốn nhanh lên một chút đi gặp quang minh Pháp Vương, liền hướng Thu Tinh Thần nói. Chúng ta đi, lập tức mang Thu Tinh Thần rời đi. Yến Vũ Thần nhìn Diệp Thần viễn đi bóng người, cũng không dám đuổi theo, sống lưng sợ suất mồ hôi lạnh cả người. Thằng nhóc này là người nào, hắn vừa chấp trưởng Cẩm Lý Thiên Phù, lại có cường hãn như vậy ma nhãn thần thông, hắn rốt cuộc là ai? Yến Vũ Thần thật sâu sợ hãi, lật đật đi Tử Hồn Điện phương hướng bay đi. Tử hồn giới xuất hiện một cái như vậy kinh thế nhân vật, hắn cũng không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể hướng phụ thân bẩm báo. Diệp Thần và Thu Tinh Thần, thì một đường hướng Quang Minh Thần Điện phương hướng bay đi, lần này không có phát sinh nữa ngoài ý muốn. Hai người rất nhanh là đến Quang Minh Thần Điện. Quang Minh Thần Điện, là một phiến liên miên trăm dặm cung điện khổng lồ quần thể, từng ngọn thi công khoáng đạt thần điện, khí phái phi phàm, thần quang lượn lờ, có tất cả thánh thú bước chậm trong đó, cư ngụ ở nơi này giữa người, cả người mang có quang minh khí tượng, cuồn cuộn mà lỗi lạc. Diệp Thần lại thấy, ở Quang Minh Thần Điện các nơi, cũng cung phụng có quang thần thiên tôn và nguyên thiên đế pho tượng. Chỉ bất quá, nguyên thiên đế pho tượng là không có ngũ quan, chỉ ở pho tượng nền móng trên, khắc viết lên Nguyên Thiên Đế ba chữ. Bởi vì Nguyên Thiên Đế, ở lúc trước là đặc biệt thần bí, cho tới bây giờ không hiển hiện mình bộ mặt thật. Hắn mỗi lần xuất hiện, quanh thân thần quang mênh mông, tướng mạo đều bị trắng xóa ánh sáng che lại, ai cũng không thấy rõ hắn dung mạo. Là cho đến gần đây, hắn có nhập thế ý tưởng, cho nên không có lại che giấu, có vài người mới có thể thấy hắn hình dáng. Nhưng Quang Minh Thần Điện bên trong người,
hiển nhiên không biết Nguyên Thiên Đế hình dáng, cho nên pho tượng trên không có ngũ quan, lấy tóc trắng che giấu, càng lộ vẻ được thần bí vĩ đại, không thể nhìn thẳng. Ở Quang Minh Thần Điện phía trên bầu trời trên, treo một vòng mặt trời tựa như đồ, nhưng cũng không phải là mặt trời, mà là một viên thủy tinh hình dáng đồ, dịch thấu trong suốt, tản mát ra vạn nặng thần mang, ánh sáng cực kỳ nhức mắt. Diệp Thần nhìn một cái, ánh mắt cũng thiếu chút nữa mù rớt, vội vàng nheo mắt lại, không cách nào lại nhìn thẳng. Đó chính là Quang Minh Chi Tâm sao? Diệp Thần hơi có chút rung động hỏi, hắn có thể cảm giác được, thủy tinh kia hình dáng đồ, ánh sáng cực kỳ nóng rực, muốn đến chính là trong truyền thuyết Quang Minh Chi Tâm. Toàn bộ tử hồn giới, sở dĩ sẽ một mực thuộc về trắng đêm, chính là bởi vì có Quang Minh Chi Tâm tồn tại. Quang Minh Chi Tâm treo, ánh sáng chiếu khắp thiên địa, để cho mảnh thế giới này không bao giờ hắc ám. Cùng Quang Minh Chi Tâm so sánh, Diệp Thần cầm Lý Thiên Phù, ngược lại lộ vẻ được nhỏ yếu. Vật này, như vậy vĩ đại minh mông, lại còn chỉ là một bán thành phẩm, còn chưa hoàn thành. Muốn là thật đem Quang Minh Chi Tâm, nguyên vẹn chế tạo ra tới, có lẽ thật có thể như Quang Thần Thiên Tôn ảo tưởng vậy, có thể chiếu lượng tinh không bờ bên kia. Đúng vậy, Trần Giả huynh đệ, đó chính là Quang Minh Chi Tâm. Là Quang Thần Thiên Tôn vĩ đại nhất tác phẩm, mặc dù còn chưa hoàn thành, nhưng vậy đủ để cho chúng ta nhìn lên. Thu Tinh Thần thanh âm tràn đầy khen ngợi, cũng là híp mắt, nhìn về phía Quang Minh Chi Tâm, vẻ mặt tràn đầy sùng bái cùng tín ngưỡng. Mang ta đi gặp ngươi sư phụ đi. Diệp Thần nói, cái này Quang Minh Chi Tâm, như vậy nóng rực thật lớn, nếu là thật có thể mang đi ra ngoài, đủ để phá hỏng không không thời không hắc ám tai biến uy hiếp, để cho mồi lửa sẽ không có tắt nguy hiểm. Được. Thu Tinh Thần liền dẫn Diệp Thần, đi về phía Quang Minh Thần Điện Trung ương, nơi này có một tòa phá lệ hùng vĩ đại điện, Quang Minh quy luật lượn lờ, mộ đạo hơi thở nhô lên, thụy hà muôn vàn. Chỉ là, đại điện cửa đóng chặt. Có hai trưởng lão, bảo vệ ở cửa. Thu Tinh Thần thấy vậy, khá là kinh dị, mang Diệp Thần đi lên, hỏi, hai vị trưởng lão, sư phụ ta nghỉ ngơi sao? Một cái trưởng lão nói, đúng vậy, Thu thiếu gia. Điện chủ hắn thân thể khó chịu, nói là cần bế quan nghỉ ngơi, sợ rằng phải một tháng sau mới có thể xuất quan. Thu Tinh Thần ga một tiếng, khá có chút áy náy hướng Diệp Thần nói, Trần Giả huynh đệ, thật là ngại quá, sư phụ ta bế quan, vậy ngươi liền ở chỗ này ở đi, cùng sư phụ ta xuất quan, đến lúc đó, ngươi như muốn đi ra nói, sư phụ ta có thể đưa ngươi đi ra ngoài. Diệp Thần nghe được Quang Minh Pháp Vương muốn bế quan một tháng, hắn nơi nào có thể đợi thời gian lâu như vậy. Lập tức liền nói, Thu huynh, ta có rất chuyện gấp gáp tình, muốn lập tức thấy ngươi sư phụ. Lại hướng vậy hai trưởng lão nói, hai vị trưởng lão, chẳng biết có được không truyền đạt một tiếng. Vậy hai trưởng lão, trên dưới quan sát Diệp Thần, chỉ cảm thấy Diệp Thần đặc biệt lạ mặt, liền hướng Thu Tinh Thần hỏi, Tinh Thần thiếu gia, cái vị công tử này là ai? Có thể lạ mặt rất. Thu Tinh Thần nói, hắn kêu Trần Dạ, là sứ lạ người, nhưng các ngươi yên tâm, hắn không có ác ý. Hắn là nghe được toái tâm linh thanh âm, bị tử hồn giới để mắt tới, muốn bắt đi làm tế phẩm, bị ta đụng phải, ta liền dẫn hắn trở về. Hắn đơn giản đem chuyện lúc trước nói một lần, nhưng cũng không có nói cầm Lý Thiên Phù và quyết tử ma nhãn sự việc, sợ quá quá kinh hãi. Vậy hai trưởng lão đều là kinh ngạc, một người nói, nguyên lai là sứ lạ người sao? Một cái sứ lạ người, lại có thể cũng nghe được liền toái tâm linh thanh âm, đó thật đúng là không may mắn. Tử hồn điện sẽ không từ bỏ ý đồ. Thu Tinh Thần vội vàng nói, hai vị trưởng lão, Trần Giả huynh đệ muốn lập tức gặp sư phụ, các ngươi thì giúp một tay truyền đạt một tiếng đi. Trưởng lão kia lắc lắc đầu nói, điện chủ đại nhân nói qua, ai vậy không thể quấy nhiễu hắn, đợi một tháng sau, hắn tự nhiên sẽ xuất quan. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, hắn chỉ có 3 ngày thời gian, nơi nào có thể chờ một tháng lâu như vậy. Đang nóng nảy tới giữa. Chợt nghe bên trong đại điện, truyền ra một giọng già nua. Để cho hắn vào đi. Rắc rắc. Đại điện đóng chặt cửa, vậy thoáng mở ra một cái khe cửa. Thu Tinh Thần đại hỉ, kêu một tiếng, sư phụ. Hướng Diệp Thần nói, Trần Giả huynh đệ, quá tốt, sư phụ ta chịu gặp ngươi. Vậy hai trưởng lão kinh nghi bất định, nhưng nghe điện chủ đã lên tiếng, tự nhiên không dám ngăn trở nữa Diệp Thần, lập tức liền nghiêng người tránh ra. Diệp Thần trong lòng vui mừng, lại có chút bất an, liền sải bước đi lên đi trước, dọc theo cửa kia may, tiến vào Quang Minh trong đại điện. Ở hắn tiến vào đại điện sau đó,
sau lưng cửa, liền tự động đóng lại. Đây là một tòa đặc biệt nguy nga lộng lẫy đền, trang sức đặc biệt xa hoa, khắp nơi nạm đá quý và minh châu, 12 cây bàn long đại trụ, chống đỡ điện vũ mái vòm, những cái kia trên cây cột mặt, lẩn quẩn bạch long, lại là sống, hút mây nhả khói, để cho được toàn bộ đại điện, mây mù bao phủ, giống như thiên cung thánh cảnh. Một cái ông già, ngồi ngay ngắn ở một tấm khảm đầy châu báu trên ghế. Ông già hơi thở sâm nghiêm, tu vi sâu không lường được. Ánh mắt như có nhật nguyệt xa vào, sau ót nhấp nhô một vòng bánh xe lớn, vậy bánh xe lớn thượng pháp thì lượn lờ, giống như có đại lộ vận mạng lực lượng vĩ đại, tràn ngập trong đó, để cho người nhìn một cái, thì có dũng khí muốn quỷ bái xung động. Diệp thần biết, cái này ông già, chính là ngày xưa tử thần giáo đoàn hộ pháp, biệt hiệu mệnh vận chi luân, hôm nay quang minh thần điện điện chủ, quang minh pháp vương. Hiện tại tử thần giáo đoàn bên trong, xếp hạng vị thứ 4 hộ pháp, biệt hiệu Hắc Thái Dương. Cũng là lần này tử hoàng tiên cung hắc ám tai biến, sau lưng người sắp đặt một trong. Nhưng ở lúc trước, cái này vị thứ 4 hộ pháp, cũng không phải Hắc Thái Dương, mà là mệnh vận chi luân. Diệp thần nhìn trước mắt ông già, có thể cảm nhận được trên người đối phương, truyền tới vĩ đại hơi thở, đó là chí cao vận mệnh chi đạo. Thu tinh thần nói, đời này mệnh vận đạo pháp tu vi thành tựu, chính là sư phụ hắn mạnh nhất. Lời này không biết là thật là giả. Nhưng cái này cái ông lão vận mệnh tu vi hơi thở, liền Diệp thần vậy cảm thấy chấn động, tuyệt đối là vô cùng mạnh mẽ. Tại hạ trần dạ, bái kiến quang minh pháp vương. Diệp thần chắp tay, khom người hướng vậy ông già thi lễ một cái. Ông già quang minh pháp vương, khẽ mỉm cười, sau ót mệnh vận chi luân chuyển động, ánh mắt như đuốc, tựa như đã cảm nhận liền chư thiên vạn vật vận mệnh, cười nói, người không gọi trần dạ, mà gọi là Diệp thần, là đời này luân hồi chi chủ. Ở ta trước mặt, cũng không cần phải giấu giếm thân phận. Ta tuy là tử thần giáo đoàn hộ pháp, nhưng đó là chuyện đã qua, ta hôm nay và tử thần giáo đoàn không liên quan, ngươi không cần kiêng kỵ. Diệp thần gặp quang minh pháp vương, nhận ra mình thân phận, vậy ở trong ý liệu. Đối phương thái độ hiền hòa, đổ để cho lòng hắn an rất nhiều, liền nói. Tại hạ Diệp thần, gặp qua quang minh pháp vương. Quang minh pháp vương gật đầu một cái. Hí mắt đánh giá Diệp thần, nói, người cũng nghe được liền toái tâm linh thanh âm. Diệp thần nói, pháp vương tiền bối vậy nghe chưa? Quang minh pháp vương than thở một tiếng, nói ta không chỉ là nghe được, hơn nữa ta còn được mãnh liệt cảm cho đòi, nội tâm sản sinh ra đáng sợ tín niệm, muốn là hồn thiên đế mà chết. Đây không phải là chính ta tín niệm, là bị hồn thiên đế ý chí bao phủ, đản sanh ra nghiệt chướng. Ta muốn bế quan. Khu trừ hết cái này nghiệt chướng, nhưng nếu luân hồi chi chủ ngươi tới, vậy ta có thể vậy không cần bế quan. Cảm cho đòi nghiệt chướng sao? Diệp thần ngưng xem nhìn về quang minh pháp vương, quả nhiên từ trên người đối phương, vậy cổ quang minh hơi thở sau lưng, mơ hồ bắt được một cổ mãnh liệt khí tức tử vong. Luân hồi chi chủ thần thông quảng đại, nhất định có biện pháp, có thể để xua tan hết ta nội tâm nghiệt chướng. Quang minh pháp vương mắt mang vẻ mong đợi, nhìn Diệp thần. Diệp thần suy tư một tí, âm thầm suy tính phương pháp phá cuộc, ngược lại là rất nhanh cảm nhận, liền cười nói. Tiền bối, ngươi không cần là hồn thiên đế bị chết, ta nói. Nói chuyện lúc đó, Diệp thần con mắt trái, ma khí hội tụ, hiển hóa ra một chút quyết tử ma nhãn khí tượng. Cái này một chút quyết tử ma nhãn khí tượng hiển hóa, Diệp thần giống như là được hồn thiên đế hóa thân, hắn nói, liền đại biểu hồn thiên đế ý chí. Hắn nói không cần để cho quang minh pháp vương đi chết, vậy quang minh pháp vương liền không cần chết, đây là giống như nhân quả luật, kim khoa ngọc luật vậy tồn tại, nói sao làm vậy. Quả nhiên, Diệp thần tiếng nói vừa dứt hạ, quang minh pháp vương trên mình hắc ám nghiệt chướng, liền ngay tức thì tản đi, lần nữa khôi phục thuần túy quang minh. Quang minh pháp vương ngẩn ngơ, nhìn Diệp thần ánh mắt, nói, luân hồi chi chủ, người luyện thành quyết tử ma nhãn. Có mấy phẩm tiêu chuẩn. Lại có thể đại biểu hồn thiên đế ý chí. Nói sao làm vậy, thật là không tưởng tượng nổi. Diệp thần con ngươi híp lại, cười nói cái này quyết tử ma nhãn thần thông, ta tu luyện qua một chút xíu, vừa vặn có thể giúp được tiền bối, vậy là chuyện tốt. Hắn cũng không có bại lộ, mình quyết tử ma nhãn, thật ra thì không phải thần thông, mà là hồn thiên đế chân chính ánh mắt, là siêu phẩm tồn tại, chỉ nói là phổ thông thần thông. Quang minh pháp vương không nhìn thấu Diệp thần lai lịch, chỉ lấy là Diệp thần có luân hồi huyết mạch, người tài giỏi không thể,
quyết tử ma nhãn tu vi hơn xa người thường, thậm chí có thể đại biểu hồn thiên đế ý chí, nói sao làm vậy, cũng không phải không có thể tưởng tượng sự việc, liền gật gật đầu nói. Đa tạ, luân hồi chi chủ, thật may có ngươi, nếu không ta bị cái này nghiệt chướng hành hạ, thật là khổ không thể tả. Hồn thiên đế ý chí cảm cho đòi, cũng không phải là như vậy dễ dàng vi phạm, cho dù là quang minh pháp vương, cũng sản sinh ra mãnh liệt bị chết ý niệm, muốn là hồn thiên đế hy sinh. Diệp thần trong lòng hết sức tò mò, hỏi, đúng rồi, tiền bối, vậy toái tâm linh, rốt cuộc là thứ gì? Quang minh pháp vương nghe được Diệp thần hỏi, trong mắt cũng là lướt qua nồng nặc kiêng kỵ ý, nói. Toái tâm linh, chính là thập đại cổ thần khí một trong, cũng là hồn thiên đế pháp bảo, coi như là hắn lưu lại hồn khí. Diệp thần nói, lúc đầu vậy toái tâm linh, chính là cổ thần khí sao? Hắn nhớ tới phong gian mộng mà nói, phong gian mộng nói qua, nếu như hắn đi tử hồn giới, tuyệt đối không thể đụng chạm cổ thần khí, càng không thể mang đi. Phong gian mộng nói cổ thần khí, chắc là cái này toái tâm linh. Từ phong gian mộng thái độ, là có thể nhìn ra, nàng đối vậy toái tâm linh, cũng là vô cùng kiêng kỵ, sợ Diệp thần chấp trưởng, sẽ đối với mình bất lợi. Quang minh pháp phương nói, đúng vậy, cái này toái tâm linh, là hồn thiên đế tự tay chế tạo pháp bảo. Nếu như nói nguyên thiên đế, là thế gian sản sinh ra luồng thứ nhất trí khôn, như vậy hồn thiên đế, chính là luồng thứ nhất tà niệm. Hắn làm người, vui giận vô thường, rất thích hành hạ người. Hắn năm đó chế tạo ra toái tâm linh, lên tiếng đi ra, nói là toái tâm linh vang, người nghe toái tâm, tất cả nghe được toái tâm linh thanh âm người, cũng phải ngoan ngoãn chạy tới trước mặt hắn nhận lấy cái chết, nếu không, hắn liền muốn đích thân ra tay, để cho người chịu đựng so tử vong còn thống khổ trừng phạt. Năm đó những cái kia ngang dọc thiên địa các cổ thần, đều sợ bản thân có một ngày, sẽ nghe được chuông thanh âm, người người cũng đang sợ hãi. Hồn thiên đế nhìn người đời sợ hãi, liền cảm thấy cao hứng, bởi vì hành hạ người chính là hắn lớn nhất vui vẻ. Buồn cười phải, hắn hậu nhân cùng tín đồ, còn cầm loại hành hạ này, coi là lớn nhất quang vinh, không có nghe được toái tâm linh thanh âm người, ngược lại cảm giác được mình không có được hồn thiên đế đồng ý, âm thầm tự sát cúng tế người, vậy không phải số ít. Diệp thần nghe xong quang minh pháp phương mà nói, chỉ cảm thấy hoang đường ly kỳ, cười khanh khách thất thanh, đang trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói, vậy xem ra hồn thiên đế hậu nhân, đối hắn tín ngưỡng, thật đến vặn vẹo điên cuồng bước. Quang minh pháp phương thở dài một tiếng, nói, đúng vậy, cho nên tử hồn điện bên trong người, cũng là một đám người điên, chính bọn họ nổi điên cũng được đi, còn muốn đến ta quang minh thần điện địa bàn người tới bắt. Bọn họ có đặc thù phù chiếu, có thể cảm giác được ai nghe được chuông thanh âm, mỗi lần có lắng nghe người xuất hiện, bọn họ liền sẽ phái người điều động, bắt lắng nghe người, đưa lên tế đàn đốt chết, coi là tế phẩm, cung phụng cho hồn thiên đế. Diệp thần bừng tỉnh hiểu ra, khó khăn trách mình vừa nghe đến chuông thanh âm, tử hồn điện người liền xuất hiện, lúc đầu bọn họ có thể cảm giác được. Quang minh pháp phương suy tư mấy tức, lại nói ta quang minh thần điện quản lý bên dưới, vậy có không ít người có thể nghe được toái tâm linh thanh âm, tử hồn điện liền chạy tới bắt người. Ta thân là điện chủ, tự nhiên không thể nhìn mình con dân nhận lấy cái chết, liền cùng tử hồn điện giao thiệp, nhưng bọn họ thật là một đám người điên, Yến Quy Sào và Yến Vũ Thần hai phụ tử, càng là tên điên ở giữa người điên. Bọn họ cố ý cho rằng, là hồn thiên đế bị chết, là thiên đại quang vinh, ta quang minh thần điện không có đạo lý cự tuyệt, nếu không thì là xúc phạm bọn họ thần. Hai bên tranh chấp không ngừng, cuối cùng gây thành thù giết, giết chóc lẫn nhau không biết nhiều ít kỷ nguyên. Diệp thần có thể cảm nhận được, quang minh pháp phương giọng bên trong, mang sâu đậm không biết làm sao cùng mệt mỏi. Cùng tử hồn điện một đám người điên giao tiếp, vậy dĩ nhiên là thống khổ, đối phương hoàn toàn là bất chấp lý lẽ. Dừng một chút, quang minh pháp phương lại nhìn Diệp thần, giọng nói mang mong đợi, nói, luân hồi chi chủ, người đại giá hạ xuống. Vậy thì thật là trời ban cứu tinh, ngươi chỉ cần chịu ra tay, chu diệt Yến Quy Sào, tử hồn điện nhất định tan vỡ, ta quang minh thần điện, cũng không cần lại bị giết hại khổ. Diệp thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, vậy Yến Quy Sào thực lực gì? Yến Quy Sào con trai Yến Vũ Thần, Diệp thần là thấy qua, đối phương là bán thần. Mà Yến Quy Sào, thực lực kia nhất định phải càng cường đại hơn. Quang minh pháp phương nói, tử hồn giới tuy là độc lập không gian, nhưng cũng coi là thế giới hiện thật, bị thực tế phép tắc hạn chế, vậy Yến Quy Sào thực lực,
tối đa chỉ có thể phát huy thần đạo cảnh tầng thứ nhất tiêu chuẩn. Gần đây mấy năm này, thực tế quy luật giãn ra, Yến Quy Sào thực lực vậy tiến bộ, đại khái là thần đạo cảnh tầng thứ nhất hậu kỳ, vẫn chưa tới thần đạo cảnh tầng thứ hai đi, ta kém không nhiều cũng là trình độ này, nhưng năm tháng mài mòn quá nghiêm trọng, ta không cách nào trấn áp Yến Quy Sào, tối đa đánh ngang tay. Luân hồi chi chủ, người thần uy minh mông, chính là thần đạo cảnh tầng thứ nhất hậu kỳ, người tất có thể nghịch phạt tiêu diệt. Chính là thần đạo cảnh. Diệp Thần khóe miệng xé một tí, lấy hắn thực lực trước mắt, đối phó cao cấp tiên đế, bán thần có thể, nhưng muốn nghịch phạt thần đạo cảnh tầng thứ nhất, đều có điểm khó khăn. Đối chiến tầng thứ nhất hậu kỳ, đến gần thần đạo cảnh tầng thứ hai, vậy quá khó khăn, hắn hoàn toàn không có thành coi là. Tiền bối, người quá để mắt ta, thần đạo cảnh cường giả, cũng không phải hôm nay ta, có thể đối phó. Diệp Thần không biết làm sao nói. Quang Minh Pháp Vương có chút bất ngờ, nhưng cũng biết Diệp Thần trên người có chút thương thế, liền nói, ngươi nhất định có biện pháp. Ta mơ hồ tới giữa, cảm nhận ngươi ý đồ, ngươi là muốn cầu mượn Quang Minh chi tâm chứ? Chỉ cần ngươi có thể giết chết Yến Quy Sào, ta lập tức đem Quang Minh chi tâm cho ngươi mượn. Diệp Thần nghe được Quang Minh Pháp Vương mà nói, trong lòng đại động, hắn đích xác là muốn mượn Quang Minh chi tâm. Nhưng xem Quang Minh Pháp Vương hình dáng, hắn không giết chết Yến Quy Sào mà nói, cái này Quang Minh chi tâm, là không mượn được. Mộ chủ, đừng quên, ngươi còn có ta. Ngươi mượn dùng ta lực lượng, muốn tru diệt vậy Yến Quy Sào, vậy không là chuyện không thể nào. Vừa lúc đó, luân hồi mộ địa bên trong, truyền ra Bắc Minh Thiên Đế thanh âm. Diệp Thần nghe được Bắc Minh Thiên Đế thanh âm, trong lòng vui mừng, hắn thiếu chút nữa bỏ quên luân hồi mộ địa lá bài tẩy này.